tiết lộ ra vô tận quỷ dị cùng giết hại, cái này Chí Huyền thủ hạ cô gái, cho dù là nha hoàn nho nhỏ, vậy tuyệt không phải giống vậy võ tu. Chúc mừng các vị, có thể lưu đến hiện tại. Chí Huyền chắp tay, đã lần nữa đi trở về mình trên chủ vị, cầm lên án lên bầu rượu, hướng đám người một chút, đã rót vào mình trong miệng. Diệp Thần học những người khác dáng vẻ, vậy cầm ly rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Không nghĩ tới, cái này thế gian không có đầu óc còn người lòng tham lại như thế nhiều, các vị, các ngươi nhưng là phải cảm ơn ta, giúp các ngươi giải quyết như thế nhiều cản đường đá. Lúc này không có người có thể gạt bỏ vẻ tươi cười, mọi người cũng hờ hững nhìn chằm chằm Chí Huyền, muốn dò được chân chính địa tâm Diệt Châu rốt cuộc ở nơi nào. Ta đoán, các ngươi muốn biết địa tâm Diệt Châu rơi xuống. Chí Huyền sắc mặt đổi được chế nhạo đứng lên, tựa hồ nắm to lớn cái chuôi vậy, tiếp tục nói, tìm địa tâm Diệt Châu trò chơi, cái này vừa mới bắt đầu đâu. Đám người quanh thân khí huyết, lúc này đều có chút sôi trào, sau lưng tê dại. Một cổ cảm giác không rét mà run từ trong đầy ra. Bọn họ hiện tại cảm thấy đang ngồi mỗi cái người cũng lọt vào Chí Huyền bố trí cạm bẫy bên trong. Có lẽ bọn họ may mắn tránh khỏi cửa thứ nhất này, nhưng là Chí Huyền như vậy giữ tợn cuồng vọng thần sắc dưới, muốn lấy được địa tâm Diệt Châu còn phải đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa. Các vị, nếu ta giúp các ngươi giải quyết cái này tuyệt đại đa số người, quãng đường còn lại, sẽ phải các vị tự đi thăm dò. Chí Huyền cười ha hả nói. Trên mặt nhưng là một bộ không phải cảm tạ ta tiện hình dáng. Tốt lắm, lúc thời gian cũng không còn sớm, đưa các vị khách quý trở về gian phòng của mình đi. Chí Huyền vừa nói, ngoài cửa người mặc hoàng sam cô gái đã tới bọn họ bên người, Diệp Thần thấy trước mắt mình người phụ nữ này, lại vẫn là trước dẫn dắt hắn nhập môn cô gái, lúc này cũng không ước chừng cảm khái cái này nho tổ thần điện làm thật là vì chuyện lần này, làm đủ chuẩn bị. Dài đêm từ từ, không biết ngài có rảnh hay không. Cùng ta cùng thưởng thưởng bóng đêm. Chí Huyền lúc này đã để bầu rượu xuống, chậm rãi hướng đầu kia mang nón rộng vành cô gái đi tới. Đám người lúc này mới phát hiện, phụ nữ kia trước người cũng không có cô gái dẫn dắt, hiển nhiên đây là Chí Huyền cố ý đã thông báo. Khách quý, mời. Thấy Diệp Thần hướng bên kia nhìn quanh, dẫn dắt thị nữ lúc này trực tiếp một bước chặn đón Diệp Thần tầm mắt, mạnh mẽ đưa tay ra. Diệp Thần cũng không muốn đưa tới chập chờn. Chỉ có thể gật đầu một cái, theo cô gái chỉ dẫn phương hướng đi. Chí Huyền tại sao chỉ riêng kêu nàng lưu lại ngắm trăng, phụ nữ kia rốt cuộc là thân phận như thế nào? Diệp Thần dư quang động một cái, không chỉ là hắn, bên cạnh hết mấy người đều có chút không kiên nhẫn nhìn phụ nữ kia cùng Chí Huyền, chỉ bất quá tất cả mọi người đều lựa chọn cùng Diệp Thần như nhau, im lặng quan sát. Phụ nữ kia gặp tất cả người rời đi, đem trên đầu nón lá rộng vành hái xuống. Ánh mắt bên trong uy nghiêm nữ hoàng thái độ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Ngươi nhận ra ta. Cô gái đôi môi khẽ mở, khẳng định nói. Chí Huyền coi như là chuyết mắt, nữ hoàng bệ hạ như vậy khí thế uy nghiêm, làm sao có thể không cảm giác được. Cái này dịch dung cô gái, lại chính là thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần suy đoán cũng không sai, vì địa tâm Diệt Châu, nàng lại là đích thân đến cái này nho thần cốc. Hừ. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, một đêm này náo nhiệt, nàng đã xem đủ rồi, lúc này cũng không muốn lại nghe cái gì lời nói dối, nói thẳng, ngươi cố ý lưu lại ta, là muốn cùng ta nói gì. Ngài cái này coi như hại chết ta, sư phụ đã thông báo, nếu như nữ hoàng bệ hạ tự mình đến, nhất định phải lấy cao nhất lễ phép khoản đãi, để cho ngài lãng phí một cách vô ích một đêm thời gian, là ta Chí Huyền nên bồi tội. Ngươi nếu như nói những lời nhảm nhí này. Đừng trách ta để cho nho tổ lại thiếu một tên học trò. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn bằng nửa con mắt sau đó tiết lộ ra vô thượng nữ hoàng uy nghiêm, lau một cái tử vi số mệnh thuật, đã mơ hồ rơi vào nàng mi gian. Nữ hoàng bệ hạ cần gì phải động khí, ta bất quá là muốn cùng ngài nói một khoản giao dịch. Chí Huyền cũng sớm đã nghe Huyền Cơ Nguyệt tánh khí nóng nảy, lúc này vừa gặp lại là xác định không thể nghi ngờ. Ngươi lại nói nghe một chút. Huyền Cơ Nguyệt con mắt động một cái, đối với dụng ý của nàng, nho tổ thần điện dĩ nhiên là biết được, nhưng là nho tổ thần điện tính toán nàng nhưng là không biết. Trên trời không có vô duyên vô cớ kỳ châu, cái này địa tâm Diệt Châu cũng không phải là vật phàm, nho tổ thần điện vậy nhất định không biết làm mua bán lỗ vốn. Sư phụ nói, mặc dù hắn tu cũng là hủy diệt quy luật, địa tâm Diệt Châu 10 phần thích hợp hắn, nhưng nếu như ngài đồng ý cùng ta nho tổ thần điện hợp tác, hắn nguyện ý chắp tay muốn cho.
Địa tâm Diệt Châu bây giờ ở đâu? Huyền Cơ Nguyệt lạnh như băng hỏi, so với cái gọi là hợp tác, nàng càng hy vọng hiện tại là có thể lập tức thấy địa tâm Diệt Châu. Địa tâm Diệt Châu ở nơi này Nho Thần Cốc lòng đất, chỉ bất quá bây giờ còn chưa có ra đời thôi, chúng ta trước thời hạn tỏa ra tin tức, thật ra thì cũng bất quá là vì muốn để cho nữ hoàng bệ hạ ngài trước thời hạn một bước đến thôi. Vì tìm ta, Huyền Cơ Nguyệt lộ ra lau một cái giọng mỉa mai thần sắc, chỉ bất quá lúc này trên mặt nàng thuật dịch dung tồn tại, nhìn hơi có chút cứng ngắc, các ngươi nếu là thật có hợp tác thành ý, vì sao không trực tiếp đem địa tâm Diệt Châu đưa đến ta nữ hoàng thần điện tới? Cái này ngài liền có chỗ không biết, Chí Huyền thở dài, lần này muốn hấp dẫn người, có thể không chỉ là ngài, còn có luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt ngay tức thì đổi được lạnh như băng mà tàn bạo, giọng uy nghiêm, người nói là Diệp Thần. Đối với Diệp Thần là luân hồi chi chủ thân phận, đối với rất nhiều thế lực, sớm thì không phải là bí mật. Chí Huyền gật đầu một cái, xem ra nữ hoàng đại nhân đã biết được, trước đây không lâu. Sư phụ ta tỏa hạ hai người yêu nghiệt đệ tử cuồng sinh cùng thánh nghiệp, trước đây không lâu mới vừa mất mạng, giết chết bọn họ chính là đời này luân hồi chi chủ Diệp Thần. Là Diệp Thần giết bọn họ, Huyền Cơ Nguyệt lộ ra vẻ do dự, có thể đánh chết Nho Tổ đệ tử, xem ra Diệp Thần thực lực vậy đang nhanh chóng tăng lên, như vậy gieo họa, hận không được hôm nay liền đem hắn hoàn toàn đánh rơi. Có cái này hai vị sư huynh huyết hải thâm cừu, ta Nho Tổ thần điện cùng Diệp Thần không chết không thôi, chỉ bất quá. Sư phụ lão nhân gia ông ta có một phe kình địch, ít ngày nữa liền muốn nghênh chiến, thật sự là không cách nào rút người ra đối phó Diệp Thần, lúc này mới cam nguyện dâng ra địa tâm Diệt Châu, xin phiền nữ hoàng đại nhân thay ta Nho Tổ thần điện trả thù. Chí Huyền dứt lời, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, một bộ huyễn nhiên muốn khóc dáng vẻ. Thì ra là như vậy, Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần à Diệp Thần, người cái này gây rắc rối năng lực thật là làm người ta liếc mắt à. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ bất quá ta có một cái điều kiện. Coi như là không có được địa tâm Diệt Châu, Diệp Thần cũng là Huyền Cơ Nguyệt tất xiết liền người, lúc này nếu như còn có thể cầm hắn đổi địa tâm Diệt Châu, thật là một hòn đá hạ hai con chim. Sư phụ cam kết qua, chỉ cần ngài đáp ứng, địa tâm Diệt Châu chỉ sẽ thuộc về nữ hoàng bệ hạ. Được, ta chỉ cần địa tâm Diệt Châu. Chí Huyền lộ ra vẻ vui sướng, nhìn về phía Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử. Nếu như tại hạ suy đoán không tệ, Diệp Thần người kia hẳn đã chui vào Nho Thần Cốc. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, vì có thể hoàn toàn áp chế tu vi thân hình dung mạo, nàng rất miễn cưỡng đem từ cảnh giới của mình cũng giảm thấp xuống, lúc này ở chân bảo che giấu hạ, chỉ có thể phát huy ra 50% uy năng. Để tỏ lòng ta Nho Tổ thần điện thành ý, hy vọng nữ hoàng đại nhân cùng ta xem một tràng kịch hay. Chí Huyền một bộ ý vị sâu xa hình dáng. Nhìn Huyền Cơ Nguyệt không nhịn được dáng vẻ, vội vàng thu hồi mình vòng vo hành vi, bổ sung nói, chàng hảo hí này chính là liên quan tới luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cái này Nho Tổ tọa hạ đệ tử thật sự là quá mức dính, một cái hai cái cũng không có từng tia nam nhi hào phóng. Chí Huyền trong tay hiện ra một mảnh màu vàng kim hoa sen, lúc này từng luồng lôi đình lực truyền bá trong đó, một đạo bóng người màu đen đang co rúm ở bên trong. Kim Liên Cúi. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, không nghĩ tới Nho Tổ lại đem điều này cũng cho Chí Huyền, xem ra đối với tên đệ tử này, rất là coi trọng. Trong này tống giam người, có thể giúp chúng ta tìm được Diệp Thần. Vô tận lôi đình lực ở nơi này một mảnh kim liên bên trên văng tung tóe, thoáng qua tới giữa vậy kim liên đã hóa là 6 xích vuông cúi, tất cả màu vàng liên tim, lúc này đang hóa thành từng đạo cúi thành lũy, đem một người giam ở trong đó. Người nọ vốn là co giúp ở nhà tù một bên, lúc này thấy cúi cửa mở ra, vô tận vẻ mừng rỡ lan tràn ở mặt hắn gò má bên trên, cả người này lên lên, nhìn về phía Chí Huyền thần thái mặc dù dữ tợn đáng sợ, nhưng lại có thể phân biệt ra được ẩn chứa trong đó vui vẻ. Ta có thể đi ra ngoài, là tới thả ta đi ra sao? Huyền Cơ Nguyệt không nói gì, nàng chân thực không nhìn ra người này, cùng Diệp Thần có liên quan gì chỗ, coi như là đời trước luân hồi chi chủ. Chắc cũng là cùng người này không có liên quan gì. Cũi nếu đã mở ra, đó chính là đến ngươi rời đi lúc. Chỉ bất quá, như thế mùi vị quen thuộc, ở ngươi cửa này đặt vạn năm qua, đã quên sạch sẽ sao? Thù oán nhân quả cũng đều ném ném sau ót sao? Chí Huyền thanh âm lạnh như băng gõ ở đó cường giả thức hải bên trong, cái này vô tận trong năm tháng, chống đỡ hắn sống sót, chính là cừu hận. Vậy cường giả nguyên bản ầm ỉ vui sướng dần dần nhạt đi.
thần sắc thậm chí trở nên có chút như đưa đám. Dù là mãi mãi thời gian, hắn vậy sẽ không quên người kia mùi vị, như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, là hắn cả đời sỉ nhục. Dược tổ, ta cần thiết giết ngươi. Từng luồng thị huyết tàn nhẫn mùi vị, từ nơi này cũi bên trong tràn ngập ra, hắn cả người hơi thở đổi được lạnh như băng mà thí sát, vô tận màu máu ánh sáng đang từ hắn kỳ kinh bát mạch bên trong di động ra. Nơi này, có hắn đan dược hơi thở. Cái này là máu cường giả ánh mắt đổi được sắc bén, vô luận là ai, chỉ cần dính liền hắn nhân quả, ta cũng muốn giết hắn. Thả ta đi ra ngoài, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài. Chí Huyền lộ ra vẻ đắc ý, hắn suy đoán quả nhiên là không có sai, Diệp Thần đã ẩn núp tiến vào. Màu vàng kia cúi cửa, ở đó cuồng bạo lôi đình lực đánh xuống, ken két một tiếng, rốt cuộc mở ra. Vậy trong đó cường giả, cơ hồ ở cúi mở ra trong nháy mắt, mấy cái lắc mình đã biến mất ở hai người trong tầm mắt. Chí Huyền nhìn đã biến mất không thấy là máu cường giả, vội vàng đem kim liên lồng giam thu, khá tốt hắn giữ lại một tay, nếu không thật vẫn tạm thời tới giữa, vậy không tìm được người kia bóng dáng. Một cái lôi đình pháp tắc hội tụ mà thành chim bồ câu nhỏ, đang từ từ hướng là máu cường giả biến mất địa phương đi. Một tràng kịch hay sắp diễn ra. Cùng lúc đó, Diệp Thần ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở hắn nhà trúc bên trong, cảm giác cái này toàn bộ nho thần cốc hủy diệt quy luật và căn nguyên lực. Không thể không nói, nơi này thật sự là một cái tu hành hủy diệt đạo ấn địa phương tốt, nếu như có thể một mực ở chỗ này tu hành, có lẽ hắn hủy diệt đạo ấn, không bao lâu, là có thể đạt tới thất trọng thiên. Oanh! Đột nhiên, trước mặt không gian ba động. Cửa ngay tức thì vỡ vụn. Diệp Thần con người đông lại một cái. Lại nữa lãnh đạm, rồi sau đó nhất kích mang cao nhất mùi máu tanh giết quyền đã hướng hắn mặt tới. Người nào? Diệp Thần thất kinh, hắn không nghĩ tới nho tổ thần điện người lại gan lớn như vậy, buổi tối trực tiếp đến cửa từng cái đánh chết sao? Người cùng dược tổ là quan hệ như thế nào? Tại sao sẽ có hắn đan dược? Ngươi là hắn học trò. Trên người vừa tới cuồng phách mùi máu tanh bao phủ trong đó, từng luồng có thể so với huyết thần là máu khả năng quấn quanh trên người. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, bởi vì cái này nho thần cốc đặc thù đãi khách phương thức, hắn cũng không có dự định uống dược tổ cho thần đan, không nghĩ tới cái này thần đan so hắn nổi danh, lại có thể bằng một đan khả năng, dẫn được mạnh như vậy địch. Là máu cường giả tu vi không thấp, tuyệt không phải giống vậy quá thật cường giả, hơi thở lại là tựa như không thuộc về cái thời đại này. Mấu chốt đối phương ra tay tàn nhẫn, lại chiếm đánh lúc bất ngờ ưu thế, Diệp Thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Lại chẳng muốn quá sớm bại lộ thân phận, sát kiếm các loại cũng không có sử dụng, chỉ là chật vật né tránh. Nói cho ta các ngươi quan hệ, ta có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Là máu cường giả một chuôi đoạn đao, lúc này lại là vô cùng ngang ngược mưu toan hoành chém vào Diệp Thần trên thân hình. Nằm mơ. Diệp Thần trong kẽ răng chậm rãi khạc ra mấy chữ, lại cũng không cách nào tay không ngăn địch, trong mắt lộ ra vẻ độc ác. Một chuôi đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, một cổ vô cùng huyền ảo chập chờn, ở kiếm phong bên trên kích động, mênh mông hồn lực, bơm vào đến trường kiếm bên trong, tinh thiên hồn pháp vận chuyển, sát kiếm bên trên lại là tựa như trong nháy mắt vòng vô số ánh trăng. Diệp Thần con ngươi, bỗng nhiên co rúm một cái, nạt nhỏ, nguyệt hồn chém, phá cho ta. Nháy mắt tức thì, một kiếm chém ra. Định cách, thiên địa ở một kiếm này chém ra ngay tức thì. Phảng phất định cách. Một đạo tựa như do ánh trăng đúc thành kiếm mang, bắn ra, thoáng qua cùng vậy đoạn đao đụng vào một nơi. Vù vù đích một tiếng vang dội, một đạo chập chờn hướng bốn phía cực nhanh lan truyền, Diệp Thần cùng là máu cường giả tới giữa không gian, lại là ở nơi này va chạm sinh ra chập chờn bên trong, toàn bộ mất đi vì hư không. Liền chút bản lãnh này sao? Là máu cường giả cảm thụ Diệp Thần một kích này bá đạo lực, đối phó người bình thường có lẽ đủ rồi. Nhưng là muốn đối phó hắn, còn kém xa đâu. Lúc này Huyền Cơ Nguyệt và Chí Huyền cũng đã tuần hành động tới, thấy là máu cường giả giận phát xung quanh nhất kích, trên mặt đều là toát ra vẻ đắc ý. Xem ra chưa dùng tới ta ra tay, Huyền Cơ Nguyệt chậm rãi nói, nhưng là địa tâm Diệt Châu phải là ta. Nữ hoàng bệ hạ yên tâm, ta nho tổ thần điện nói chuyện giữ lời. Chí Huyền vậy gật đầu một cái. Nếu như là cái này kim liên lồng giam bên trong là máu cường giả là có thể đối phó Diệp Thần, cho dù cuộc mua bán này thua thiệt, cũng coi là cùng nữ hoàng thần điện bán cái nhân tình, sau đó bọn họ nho tổ thần điện, cũng coi là có một khối đồng minh đi.
Hơn nữa, so với Huyền Cơ Nguyệt suy đoán, hắn càng tin tưởng Nho Tổ. Nho Tổ nếu để cho hắn làm nhiều loại chuẩn bị, ứng đối tình huống đột phát, vậy thì hiển nhiên, Nho Tổ đối với Diệp Thần thực lực phỏng đoán, phải xa xa cao hơn Huyền Cơ Nguyệt. Chí Huyền xử thế có thể làm được giọt nước không lọt, ở rất lớn trong trình độ chính là bởi vì hắn đối với đối thủ vĩnh viễn là đánh giá cao, tình nguyện giết lầm 100, cũng không nguyện ý thả qua một cái. Đối mặt như vậy cường địch, Diệp Thần đã sớm sáng tỏ, đây là dược tổ thụ oán, vậy cơ hồ có thể so với Nho Tổ cái thời đại kia đại năng thần thông, mỗi một chiêu đều đè ở hắn trên mạng môn, để cho hắn không chỗ né tránh, chỉ có thể vừa lui lui nữa. Diệp Thần trên mình hủy diệt đạo ấn ngưng tụ ra vô tận hủy diệt quy luật, ở trong tay hắn tạo thành một đạo thần thông đồ sộ có thể, bị hắn một cổ não ném về phía là máu cường giả. Ung ung, từng tiếng vang lớn, ở nơi này trong bầu trời rung động, giống như là phải đem toàn bộ bầu trời cũng lật ngược như nhau. Vậy từng đạo hủy diệt quy luật toàn bộ nện ở là máu cường giả trên mình, nhưng hắn thật giống như không biết đau đớn vậy, như cũng ngang nhiên không sợ xông về Diệp Thần. Diệp Thần chẳng muốn quá sớm mượn Huyền Tiên Tử đám người lực lượng, nhưng trước mắt cái này và Dược Tổ cùng một thời đại người điên, cực kỳ khó giải quyết. Rắc 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 rắc, từng đạo vô cùng là nhẹ nhàng kẽ nứt tiếng, từ mặt đất truyền tới, Diệp Thần quay đầu vừa thấy, lòng đất chẳng biết tại sao đang từ từ nứt ra một đạo cái miệng nhỏ, vô tận hủy diệt quy luật, từ vậy cái miệng nhỏ bên trong tràn ra ra. Là máu cường giả quơ múa đoạn đao, thẳng để vậy đang nứt ra cái miệng nhỏ. Diệp Thần không chút do dự xoay người, hướng lòng đất cái miệng nhỏ đi. Như vậy dấu hiệu, hiển nhiên là địa tâm diệt châu sắp ra đời, mặc dù lúc này lối vào vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, có lẽ ẩn giấu vô tận nguy hiểm, nhưng là Diệp Thần đã không có cách nào khác, chỉ có thể bí quá hóa liều, một mình tiến vào. Là máu cường giả bị vậy vô tận hủy diệt quy luật ép ngừng, hắn không có tu tập hủy diệt chi đạo, lúc này tiến vào cái này sâu trong lòng đất, không thể nghi ngờ là sẽ trực tiếp cầm mạng mình chịu chết. Cái gì, địa tâm diệt châu trước thời hạn ra đời? Chí Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, cái này địa tâm diệt châu lại trước thời hạn ra đời. Địa tâm diệt châu, vậy các ngươi Nho Tổ thần điện còn không mau một chút đi vào cho ta lấy tới. Huyền Cơ Nguyệt thúc giục, nàng cũng không phải là hủy diệt quy luật người tu hành, lúc này cũng không cách nào tiến vào lòng đất, chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ đè ở Nho Tổ thần điện bên trên. Chí Huyền thật nhanh gật đầu một cái, trong tay một chút sấm sét đã quấn quanh ở bàn tay mình bên trên, hắn nhanh chóng cúi đầu hướng vậy lôi đình lực truyền thụ một chút thần thức, giơ tay lên tới giữa, đã hướng Nho Tổ thần điện phương hướng huy kích đi. Không nghĩ tới địa tâm diệt châu lại sẽ trước thời hạn hiện thế, như vậy để cho Chí Huyền mới liệu chưa kịp, khá tốt Nho Tổ vì để ngừa vạn nhất, từng ban cho hắn một đạo hủy diệt thần nguyên, Huyền Cơ Nguyệt mặc dù không vào được, nhưng là hắn Chí Huyền nhưng là có thể. Còn ngu ngơ ngác làm gì? Huyền Cơ Nguyệt tú lông mày nhướn lên, nói chuyện dài dòng dáng vẻ, Nho Tổ thủ hạ đệ tử thật đúng là một như thường lệ bất lực. Nữ hoàng bệ hạ không cần tức giận, Chí Huyền vậy thì đi. Chí Huyền vung tay lên một cái, Nho Tổ thần điện sau đó tu hành hủy diệt phép tắc đệ tử đã sớm lăm le, lúc này ở hắn dưới sự dẫn dắt, từng cái tiến vào đất này để kẽ nứt. Cùng lúc đó, Diệp Thần quanh thân đã đắm chìm trong vô tận hủy diệt đạo nguyên bên trong, điều này có thể thai nghén địa tâm diệt châu hủy diệt lực, quả nhiên là thuần túy vô cùng, xa so với trước đó ở Nho Thần cốc bề mặt trái đất bên trên tu hành cảm giác, hiếu thắng trên trăm lần. Huyền Cơ Nguyệt mắt thấy Chí Huyền các người chui vào kẽ nứt, trên mặt hiện lên lau một cái cổ quái vẻ tàn nhẫn, nếu như cái này Chí Huyền thất lợi, nàng không ngại thay Nho Tổ thanh lý môn hộ. Một món như có như không hơi thở, đang từ từ hướng Diệp Thần quanh quẩn tới. Khí này lực mặc dù có chút bá đạo, nhưng là thật giống như cũng không có ác ý. Cùng tông đồng nguyên hủy diệt căn nguyên lực, để cho Diệp Thần cơ hồ ở trong nháy mắt, liền xác định cái này hơi thở nguồn. Hơi thở này hình như là đang kêu gọi ta. Diệp Thần cảm nhận được hơi thở này bên trong ẩn chứa vậy từng tia có lòng tốt, chẳng lẽ là địa tâm diệt châu lực lượng. Hơn nữa, địa tâm diệt châu trước thời hạn hiện thế, nói không chừng chính là nó đang giúp ta. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hướng luồng khí tức kia phương hướng lao đi. Ông ông ông, từng đạo hủy diệt đạo nguyên, tựa hồ cũng không có gì ràng buộc như nhau, ở Diệp Thần bên người nổ tung. Hướng trong hư không phách bổ tới. Mỗi một đạo hơi thở, cũng sắc bén mà mênh mông, mang vô thượng uy áp, trong đó cuồng phách hủy diệt căn nguyên,
hung hãn gõ trong lòng đất kẽ nứt bên trong. Nguyên bản ước chừng chứa một người thông qua kẽ nứt, lúc này đã biến thành một người vô cùng là khổng lồ hang lối vào. Trong đó trắng hếu trào ra ngoài hủy diệt đạo nguyên, tản ra vô tận khí sát phạt. Chí huyền đoàn người sau khi tiến vào, ở nho tổ hủy diệt đạo nguyên bọc dưới, giống như một lớn kén như nhau, ở từng đạo hủy diệt căn nguyên dưới, chậm rãi đi tới. Diệp thần hướng phía sau xa xa nhìn, vô tận trắng xóa hủy diệt quy luật, để cho hắn không thấy rõ đó là máu cường giả vị trí, nhưng ở hủy diệt căn nguyên chi địa, đây là hắn chủ chiến trận, coi như là trực diện là máu cường giả, vậy so trên đất đồng hồ bên trong, thêm mấy phần chắc chắn. Đó là cái gì? Một đạo vô cùng là rộng lớn làm bằng đồng cửa, bất ngờ xuất hiện ở Diệp thần trước mặt. Vậy làm bằng đồng cửa 10 phần phong phú, phía trên hai cái vòng tròn khắc vẽ hoa văn, tản ra khí tức cổ xưa, như vậy khá cái mãi mãi hơi thở đường vân, Diệp thần cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua như nhau. Diệp thần hai tay đặt ở cửa đồng bên trên, dùng sức đẩy một cái, muốn mở ra cái này đóng chặt cửa điện. Không có phản ứng. Diệp thần như vậy thực lực cường hãn, ở nơi này đồng trước cửa, lại không có đưa tới biến hóa chút nào, giống như là một giọt nước trượt vào nước đàm như nhau, hai tay bên trong lực lượng ở tiếp xúc tới cửa đồng nháy mắt, liền phân tán ra, hóa là tơ nhỏ, căn bản không cách nào tụ lực. Chẳng lẽ cần muốn hủy diệt lực? Diệp thần lẩm bẩm nói. Trên song trường, tầng 6 hủy diệt đạo ấn ra trì, giống như một cái không rõ ràng sắc găng tay, phụ cái này uy năng, đẩy đánh vào vậy trên cửa. Rắc rắc, một tiếng vô cùng là thanh thúy tiếng vang, trạm kiểm soát đang từ từ giãy giụa, một món trần đầy thổ khí, từ đại môn mở ra ngay tức thì, đập vào mặt ra. Diệp thần hơi nghiêng người, đem vậy thổ khí toàn bộ né tránh đi. Ngay tại cửa mở ra trong nháy mắt, Diệp thần chỉ cảm thấy được vậy tơ hấp dẫn mình hơi thở, đổi được càng đậm đà. Chẳng lẽ cái này địa tâm diệt châu là ở cái này trong đại điện? Nếu hắn đã tới chỗ này, bỏ mặc cái đại điện này bên trong có vấn đề gì, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Diệp thần kiền kiền thúy thúy đi vào đại điện, theo vậy đạo hơi thở chậm rãi bước vào. Không nghĩ tới ở nơi này nho thần cốc dưới, vẫn còn có rộng lớn như vậy đại điện. Trong đại điện quấn vòng quanh vô số mạng nhện dấu vết, hiển nhiên đã hoang phế vạn năm đã lâu, chỉ là vậy trưng bày vật phẩm nhưng phẩm chất hoàn hảo, không chút nào hóa là phấn vụn. Diệp thần chậm rãi đi ở cái này một phiến mạng nhện tới giữa, chân đạp ở trên mặt đất, lưu lại một chùm vô cùng là dấu chân rõ ràng. Toàn bộ trong đại điện, một phiến khí sơ xác tiêu điều, không có bất kỳ sinh linh hơi thở, có chỉ là vô cùng là mịt mờ mênh mông cảm. Không biết vạn năm trước, cái cung điện này là làm gì? Diệp thần thở dài, quay đầu, nhìn về phía một đạo to lớn thạch bích, một màn trước mắt lại để cho hắn hoàn toàn sợ ngây người. Vậy phía sau vách đá, từng cây một đỉnh thiên lập địa cột đá, đang ngay ngắn như nhau đứng ở Diệp thần trước mắt, chi chít sắp hàng ở toàn bộ địa cung chỗ sâu, chừng mấy trăm cây nhiều, còn chân chính kích động đến Diệp thần, là mỗi một cây cột đá bên trên cũng buộc chặt một cái xác người. Vậy trên thi thể quấn vòng quanh từng cây một vô cùng là to lớn xiềng xích, vậy xiềng xích ngang qua liền mỗi một cổ thi thể xương tỉ bà, đem bọn họ giống như súc vật như nhau, hung hãn đóng vào trụ đá này bên trên. Như thế tàn nhẫn thủ đoạn. Diệp thần trong lòng hơi kích động, không biết cái này vạn năm trước chuyện gì xảy ra, để cho những người này lại bị đại nạn này. Diệp thần mũi chân nhẹ nhàng nâng dậy, cả người đã đứng ở tường đá bên trên, vậy từng đạo xiềng xích ở đại điện này hư không chiếm cứ, lộ ra dữ tợn diện mạo. Đây lại là một khối cực lớn trận pháp. Thậm chí trận pháp này những thứ khác trận pháp cũng không giống nhau, hắn tâm trận cũng không tại vậy cột đá bên trong. Mà là thông qua xiềng xích hội tụ những cường giả này tinh hoa, toàn bộ truyền bá đến Diệp thần dưới chân thạch bích bên trong. Diệp thần đạp vách đá hai chân, lúc này đều có chút đứng không vững. Như thế nhiều võ tu tinh hoa hơi thở, cuối cùng ngưng luyện mà thành, bất quá là như thế một khối thạch bích. Phương này cực kỳ táng tận thiên lương trận pháp, là thông qua vậy trói ở những võ giả này trên mình xiềng xích, đem bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa rất miễn cưỡng hút khô. Cái này một cái dày đặc xương trắng, thậm chí không có chuyển thế đầu thai cơ hội, lấy như vậy thảm tuyệt nhân hoàn phương thức biến mất cùng ở giữa thiên địa. Diệp thần nhìn bọn họ giữ tợn thần thái, thống khổ dị thường chết tướng mạo, trong lòng chấn động một cái bi thương. Những thứ này võ tu rốt cuộc là người nào, tại sao sẽ hội tụ ở chỗ này?
Diệp Thần dưới chân chuyển động, trực tiếp hướng gần đây một cây cột đá đi. Sau đó cái này từng cổ võ tu trên mình, tựa hồ có một cái đặc điểm chung. Diệp Thần nhìn bọn họ trống trơn như vậy đáy lòng, một cái hình vuông dấu vết ở đó thân thể cốt thượng ngưng tụ. Đây là, Diệp Thần ánh mắt cả kinh, chẳng lẽ những người này khi còn sống đều là hủy diệt đạo ấn người tu hành? Những thứ này hình vuông dấu vết, chính là tu luyện hủy diệt đạo ấn lưu lại dấu vết. Chung quanh từng cây một cột đá, những cái kia bị hút khô tinh hoa, treo ở phía trên chết thảm các thiên tài võ giả, hiển nhiên cũng tu luyện qua hủy diệt đạo ấn. Mấy trăm tu luyện qua hủy diệt đạo ấn võ giả, là ai đem bọn họ mang tới? Diệp Thần chau mày, mơ hồ có điểm bất an. Những võ giả này, chân thực quá thảm, cả người máu thịt tinh hoa, liên quan thần hồn, đều bị chèn ép sạch sẽ. Sau lưng động thủ người, thủ đoạn đơn giản là thảm tuyệt nhân hoàn. Diệp Thần đã có thể tưởng tượng được, ban đầu những võ giả này, gặp gỡ hành hạ lúc bi thảm hình ảnh. Hắn cũng là tu luyện hủy diệt đạo ấn, nhất thời có loại vui buồn tương thông cảm giác, cả người rợn cả tóc gáy. Rắc rắc. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy, dưới chân tựa hồ đạp phải thứ gì. Ừ. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là một viên thật nhỏ tinh thạch, giống như cát. Nhặt lên viên tinh thạch này, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, bắt được vô cùng là đậm đà đạo pháp chập chờn. Thái Thượng Thiên Sử Đạo. Thái Thượng 36 đạo một trong. Thái Thượng Thiên Sử Đạo. Vạn Khư Thần Điện đạo pháp. Võ giả nơi này, đều là bị Vạn Khư Thần Điện thẩm phán hành hạ tới chết. Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được Vạn Khư Thần Điện hơi thở, nhất thời ra đầu tê dại. Thái Thượng Thiên Sử nói, chính là Thái Thượng 36 đạo một trong, có cực kỳ đáng sợ thẩm phán sát phạt thiên uy. Ban đầu ở Thánh Thiên Phủ, cướp đoạt tai nan thiên kiếm thời điểm, Diệp Thần thiếu chút nữa thì bị Thiên Tàm Nương Nương, dùng Thái Thượng Thiên Sử đạo giết chết. Môn đạo pháp này, xuất xứ từ Vạn Khư. Mà Thiên Tàm Nương Nương chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp dưới nắm giữ ra lông mà thôi. Chí cao vô thượng Vạn Khư cường giả, chấp trưởng chư thiên thẩm phán, định luân vạn giới. Diệp Thần trong tay thật nhỏ tinh thạch, trên thực tế là một viên quy luật khối vụn. Năm đó, nhất định là có Vạn Khư Thần Điện cường giả, ở chỗ này khởi động thẩm phán, giết chết những võ giả này. Diệp Thần cảnh giác không dứt. Vị cường giả kia, khẳng định vô cùng cường đại, Thái Thượng Thiên Sử đạo tu vi, đã đến cao vô cùng sâu bước, vượt xa Thiên Tàm Nương Nương. Pháp thì đã ngưng kết tinh thể, trải qua năm tháng bể dâu, thậm chí còn có quy luật khối vụn lưu lại tới. Vạn Khư Thần Điện, vì sao sẽ đối với hủy diệt đạo ấn cảm thấy hứng thú? Bọn họ giết như thế nhiều, tu luyện hủy diệt đạo ấn võ giả, rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt sương mù nồng nặc, cũng không thể xác định. Nhưng, hắn biết, cái này nhất định là Vạn Khư âm mưu. Cái này sau lưng. Nhất định cất giấu thiên đại hỏa tim. Hắn cũng là tu luyện hủy diệt đạo ấn, nhất định phải cẩn thận. Nếu không, hắn kết quả, có thể cũng sẽ giống như những võ giả này như vậy, gặp phải thẩm phán, cuối cùng lâm vào là một cái máu thịt tang tẫn khô thi. Phong tiền bối, có không có cách nào, có thể trả lại như cũ năm đó thẩm phán hình ảnh, tra rõ Vạn Khư sau lưng âm mưu. Diệp Thần thần niệm truyền tới luân hồi mộ địa bên trong, hỏi Phong Thiên Thương. Hắn rất muốn biết, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là ai, vận dụng thái thượng thẩm phán, tru diệt như thế nhiều tu luyện hủy diệt đạo võ giả. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy chuyện này, quan hệ đến tự thân sống chết họa phúc. Nếu như không tra rõ, hắn ăn ngủ không yên. Người muốn biết nơi này đã từng chuyện phát sinh. Phong Thiên Thương ngưng tiếng nói. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái. Ta có một môn thượng cổ còn ảnh trận, có thể trở về tố thời gian, truy xét đi qua nhân quả, trả lại như cũ ngày xưa hình ảnh. Nhưng, cần lấy cực mạnh máu tươi làm chất dẫn, người tiêu hao máu tươi sau đó, 3 ngày bên trong tốt nhất không nên ra tay, nếu không ắt gặp cắn trả, sẽ có cực lớn thống khổ. Phong Thiên Thương nói một cái biện pháp, hắn có thể dùng thượng cổ còn ảnh trận, nhớ lại thời gian, trả lại như cũ nơi này hình ảnh. Cái biện pháp này... Giá phải trả thật ra thì cũng không lớn, chỉ là cần phải tiêu hao một chút máu tươi, sau đó nghỉ ngơi 3 ngày mà thôi. Trong vòng 3 ngày này, không thể ra tay chiến đấu, nếu không sẽ bị cắn trả. Nếu như ở bên ngoài, tầm thường dưới tình huống, vậy dĩ nhiên có thể yên tâm sử dụng. Nhưng hiện tại,
Diệp Thần Thân ở Nho Thần Cốc lòng đất, nguy địch rình chung quanh, nếu như không thể ra tay, vậy đơn giản là ngồi chờ chết. Được, tiền bối, sẽ dùng thượng cổ còn ảnh trận, giúp ta theo dõi ngày xưa hình ảnh. Diệp Thần cắn răng, đáp ứng. Phong Thiên Thương nói, ngươi xác định, ngươi còn phải đối mặt Huyền Cơ Nguyệt và Chí Huyền Hòa Thượng đuổi giết, nếu như không thể chiến đấu, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Nơi này là Nho Thần Cốc, nơi đây rất nhanh sẽ bị Nho Tổ nắm trong tay, nếu như hiện tại không tra rõ sau lưng bí mật, vậy sau này liền không cơ hội. Ta tra rõ chân tướng sau đó, lập tức bỏ chạy, không muốn dậy vô vị mâu thuẫn là được. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, đã nghĩ xong đối sách. Hắn chuẩn bị một tra rõ chân tướng, lập tức rời đi, đừng ra tay chiến đấu, vậy cũng sẽ không bị cắn trả. Tùy ngươi đi. Phong Thiên Thương than thở một tiếng, nhưng cũng không có ngăn trở. Nếu Diệp Thần đã làm xong quyết định, vậy hắn cũng không nói nhảm. Ngón tay nặn quyết. Phong Thiên Thương giấu tay liền liền ký kết, ở trong hư không bày ra liền một cái trận pháp. Trận pháp này, phơi bày xanh thẳm màu sắc, uyển như bầu trời, thâm thúy cao xa, mênh mông thần bí, từng cái trận văn, như nước chảy chuyển động. Đây chính là thượng cổ còn ảnh trận sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, rút kiếm cắt vỡ bàn tay, đem máu tươi nhỏ xuống đi xuống. Vù vù. Vậy thượng cổ còn ảnh trận, hấp thu một cái đến hắn máu tươi, nhất thời kịch liệt chấn động đứng lên. Ngay tức thì, Diệp Thần cảm giác được, mình máu tươi, cùng trận pháp khí cơ liên thông. Từng tia mịt mờ nhân quả, giống như nguyền rủa vậy, dọc theo Diệp Thần bàn tay vết thương, chui vào trong cơ thể hắn. Diệp Thần biết, đây là vận dụng thượng cổ còn ảnh trận giá phải trả. Hiện tại, hắn đã có lớn nhân quả thêm thân, 3 ngày bên trong không thể động thủ, nếu không ắt gặp cắn trả. Nếu như có thể chịu đựng qua 3 ngày, cái này lớn nhân quả sẽ tản đi, đổ sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Ông, trận pháp chấn động được càng ngày càng mãnh liệt, một phiến phiến ánh sáng bạo dũng ra, cuối cùng diễn hóa thành một bức bức u tối hình ảnh, khói mù bao phủ, tràn đầy cổ xưa bể dâu. Lão đệ, đây đã là thứ 250 cái. Ngươi giết nhiều người như vậy, luyện hóa như thế nhiều hủy diệt đạo ấn, thần công còn không luyện thành sao? Hình ảnh bên trong, bối cảnh chính là Diệp Thần chỗ ở địa cung. Từng cây một cột đá, phía trên treo từng cổ thi thể huyết nhục mơ hồ. Có 2 cái ông già, đứng sóng vai, đứng ở cung điện bên trong. Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần thấy một người trong đó, lại là Hồng Thiên Kinh, đầu nhất thời ông tác hưởng. Mới vừa người nói chuyện. Cũng chính là Hồng Thiên Kinh. Hồng đại người, cửu thiên thần thuật, nơi nào có như thế dễ dàng luyện thành. Còn muốn hơn tìm điểm người tới mới được. Một cái thần bí ông cụ áo bào cho, đứng ở Hồng Thiên Kinh bên người, ánh mắt như ưng chuẩn vậy sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt cột đá treo một cái võ giả. Người võ giả này, khá tốt sinh cuộc sống. Hắn thấy chung quanh, treo một cái cổ thi thể, tựa hồ vậy dự liệu được mình bi thảm vận mệnh, cấp được liền liền mở miệng, nói. Hai vị lão tiền bối, tha mạng, tha mạng, tiểu nhân và hai vị lão tiền bối, không thù không oán, không biết hai vị tiền bối, vì sao phải làm khó tiểu nhân. Người tuổi trẻ, xin lỗi, người không đắc tội ta, nhưng người tu luyện hủy diệt đạo ấn, trong cơ thể linh khí đặc thù, rất thích hợp lão phu luyện công sử dụng, an tâm lên đường đi. Thần bí kia ông cụ áo bảo cho, ánh mắt toát ra lãnh khốc sát ý. Ngày tận thế thẩm phán, cho ta trấn áp. Ông già quát lên một tiếng lớn, trong tay bộc phát ra một đoàn hắc quang. Cái này đoàn hắc quang, tràn đầy kinh khủng thẩm phán quy luật, mang mà thế thiên kiếp mùi vị, cường hãn đến khó có thể tưởng tượng bước. Cho dù 5 tháng đi xa, Diệp Thần thấy hình ảnh này, đều là trong lòng chấn động một cái, tựa như liền tinh thần, đều bị kéo hồi thượng cổ, bị kéo đến hình ảnh này bên trong đi, vậy phải tiếp nhận thẩm phán. Hình ảnh bên trong, Hồng Thiên Kinh lui về phía sau một bước. Tựa hồ cũng có điểm kiêng kỵ. Hung hãn thẩm phán ma quang, như thối giữa độc thủy vậy, đánh vào trẻ tuổi kia võ giả trong thân thể. À! Người sau phát ra một tiếng hét thảm, da thịt bắt đầu mục nát, huyết khí nhanh chóng khô cằn. Một đoàn tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng, từ trong cơ thể hắn bay ra. Chính là hàm chứa hủy diệt đạo ấn bổn mạng linh khí. Hút! Lão kia người thấy linh khí này, trong mắt nhất thời sạch bóng bùng nổ. Há mồm hút một cái, như cá vòi uống nước vậy, đem cái này đoàn hủy diệt linh khí, một nuốt cạn sạch. Hấp thu hủy diệt linh khí,
ông già lập tức tinh thần tỏa sáng, tựa hồ liền người cũng trẻ ra, cả người có điềm lành hà thải ánh sáng lững lờ đi ra, úy như vậy nguy nga. Mà trẻ tuổi kia võ giả, linh khí bị chèn ép hấp thu sạch sẽ sau đó, hoàn toàn chết, trở thành một cái khô cằn thi thể. Thẩm phán kết thúc, lưu lại quy luật năng lượng, ngưng kết thành thật nhỏ tinh cát, rơi xuống đất. Lão đệ, người thẩm phán đạo pháp, thật là uyên thâm khó lường, quy luật lực lượng hùng hồn, đều đến kết tinh bước. Hồng Thiên Kinh nhìn một màn này, mỉm cười nói. Hồng đại người, lão phu điểm này không quan trọng mánh khóe, và ngươi so sánh, vì sao túc đạo tai. Ngươi chấp trưởng yên vắng vẻ thiên kiếm, mất đi thiên uy hùng bá hoàn vũ, mới thật sự là một khối cường giả. Ông cụ áo bào cho khiêm yếu ớt cười nói. Lão đệ, vậy ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Hồng Thiên Kinh ánh mắt đông lại một cái, hỏi. À, cửu thiên thần thuật, chân thực quá khó tu luyện, sợ rằng trong thời gian ngắn, ta vẫn là không cách nào luyện thành. Ông cụ áo bào cho thở dài một cái, tựa hồ không quá hài lòng. Vẫn không thể luyện thành sao? Hồng Thiên Kinh chau mày. Ông cụ áo bào cho nói, chỉ đổ thừa lão phu ngu đột, xin hồng đại người thứ tội, ngươi và thái thượng thiên nữ quyết chiến, ta sợ là không giúp được gì. Hồng Thiên Kinh hơi biến sắc mặt, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường, ha ha cười một tiếng nói, lão đệ không cần tự trách, ngươi thần công, sớm muộn có đại thành một ngày, đến lúc đó, xin ngươi hãy chớ quên lão ca, vậy thái thượng thiên nữ mũi nhọn quá thịnh, ta coi như có thể đánh bại nàng, cũng không khả năng giết chết, muốn tru diệt cái này bà nương, vẫn là phải dựa vào lão đệ ngươi tương trợ. Ông cụ áo bào cho nói, nhất định, nhất định, vậy thái thượng thiên nữ ngang ngược tàn ác, lại có thể dung túng luân hồi chi chủ, còn nói gì phải nuôi heo, đơn giản là làm ẩu. Loại người này, phải diệt trừ, nếu không vạn khư kế hoạch, nhất định phải bị nàng phá vỡ. Ô, thượng cổ còn ảnh trận hình ảnh, tới nơi này liền biến mất. Diệp Thần toàn bộ hành trình nhìn xong, trong lòng vô cùng rung động. Mới vừa cái đó ông cụ áo bào cho, thẩm phán thiên uy kinh khủng, liền hắn đều phải ra cả người mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn đã có thủy nguyên cảnh tu vi, nhưng nếu như, đối mặt vậy ông cụ áo bào cho thẩm phán, hắn tử liệu cũng khó mà trở lui toàn thân. Mấu chốt đối phương hấp thu vô tận hủy diệt đạo ấn. Từ xưa tới nay, hủy diệt một đạo ở đám người đạo bên trong đều là cực kỳ ưu việt tồn tại. Hồng Thiên Kinh lại có thể cũng ở đây, cái đó người áo bào cho, rốt cuộc là ai? Phong Thiên Thương vậy xem xong tất cả hình ảnh, nhất thời chân mày nhíu chặt. Vậy ông cụ áo bào cho, và Hồng Thiên Kinh gọi nhau huynh đệ, hiển nhiên cũng là vạn khư người, chỉ là không biết là ai. Hắn hấp thu nhiều thiên tài như vậy yêu nghiệt hủy diệt đạo ấn, tựa hồ là muốn luyện công. Diệp Thần đầu óc bên trong thoáng qua vô số ý niệm. Từ những hình ảnh này tin tức phán đoán, vậy ông cụ áo bào cho, bắt như thế nhiều tu luyện hủy diệt đạo ấn võ giả tới đây, tựa hồ là muốn chèn ép bọn họ linh khí, hấp thu luyện hóa, dùng để luyện công. Mà hắn muốn tu luyện công phu, chính là cửu thiên thần thuật. Hắn tựa hồ là muốn tu luyện cửu thiên thần thuật. Phong Thiên Thương vậy nhìn thấu đầu mối. Cửu thiên thần thuật, là giữa trời đất đứng đầu nhất thần thông, lợi hại nhất chín loại cao nhất nguyên thuật, mỗi một loại đều có nghịch thiên oai, một khi luyện thành, có thể càn quét vũ trụ, uy áp vạn giới. Lão kia người, tựa hồ chính là muốn tu luyện cửu thiên thần thuật. Tiền bối, có cái gì cửu thiên thần thuật? Là cùng hủy diệt đạo ấn có liên quan. Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng, cửu thiên thần thuật uy lực cực lớn. Diệp Lạc Nhi Long Thần Phá Thiên Quyết, Nhâm Phi Phàm Hy Hoàng Lôi Ấn, đều là kinh thiên động địa tồn tại, uy lực khó có thể tưởng tượng. Cửu thiên thần thuật truyền thuyết, quá mức thần bí, ta cũng không biết, đi nhanh đi, ngươi hiện tại không thể động thủ, phải lập tức rời đi, tốt nhất là trốn, cùng 3 ngày trôi qua. Lại nghĩ biện pháp cướp lấy địa tâm diệt châu. Phong Thiên Thương cũng không biết chân tướng, thúc giục Diệp Thần rời đi, trốn. Hiện tại, vận dụng thượng cổ còn ảnh trận, Diệp Thần có lớn nhân quả thêm thân, 3 ngày bên trong không thể ra tay, vô cùng nguy hiểm. Ta biết, Diệp Thần nhìn chung quanh thi thể, trong lòng mơ hồ phát mao, nhanh chóng xoay người rời đi. Thần bí kia ông cụ áo bào cho, lại chèn ép tu luyện hủy diệt đạo ấn võ giả, dùng để luyện công. Mà Diệp Thần, hủy diệt đạo ấn tu vi, vô cùng tinh thâm, nếu như đối phương sống đến hiện tại, phát hiện Diệp Thần, vậy sợ rằng sẽ đặc biệt phiền toái. Vậy ông cụ áo bào cho, thủ đoạn dị thường khốc cay,
giết người là dùng thẩm phán đạo pháp, mượn thẩm phán thiên uy, lau đi hết thảy nhân quả, giết người không dính huyết khí, coi như là chiếm đoạt ăn thịt người cái loại này cực đoan bóng tối luyện công phương pháp, vậy sẽ không phải chịu thiên phạt. Diệp thần có loại ý định giết người ập lên đầu cảm giác, trong sâu thẳm, tựa hồ rình rập đến vẻ nguy hiểm nhân quả. Vậy ông cụ áo bào cho, nói không chừng liền núp ở vực ngoại, chờ cơ hội điều động. Oanh! Diệp thần đang suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền tới một hồi vang lớn, nhưng gặp một cái vô cùng hung ác nam tử, chọc thủng địa cung trùng trùng vách ngăn, đi tới Diệp thần phía sau. Chính là đó là máu cường giả. Thằng nhóc, người còn muốn chạy đi nơi nào? Vậy cường giả trong mắt bên trong, tiết lộ ra sát khí. Diệp thần trên người có dược tổ đan dược hơi thở, mà dược tổ, chính là vậy cường giả tử địch. Hận phòng đạt tới ô, Diệp thần tự nhiên vậy gặp phải hắn căm ghét, hận giết không được rồi sau đó mau. Đáng chết! Diệp thần cắn răng, hắn bây giờ còn có lớn nhân quả trong người, không thể tùy tiện ra tay, nếu không, chắc là phải bị cắn trả. Bút đi long xà, chữ giết quyết. Vậy cường giả cặp mắt ác liệt, bàn tay đột nhiên giết ra, ngón tay ở trong hư không, thiết họa ngân câu, lại có thể vẽ ra một cái máu đỏ giết chữ. Cái này giết chữ, xen lẫn vô cùng hung uy, còn có cổ xưa thánh nhân uy nghiêm, hung hăng hướng Diệp thần đánh tới. Thánh nhân đạo pháp hơi thở, chim yến trường ca là ngươi người nào? Diệp thần hơi biến sắc mặt, vội vàng vận chuyển thân pháp, nghiêng người né tránh. Suy, cái đó máu đỏ giết chữ. Ngay tức thì phá vỡ tầng tầng thời không, đem chung quanh không gian quy luật, cũng xé kéo ra đạo đạo kẽ hở, vùng lân cận địa cung vách tường, cũng là lay động, dường như muốn sụp đổ. Từ nơi nãy giết chữ bên trong, Diệp thần cảm thấy hết sức quen thuộc hơi thở. Đó là thánh nhân đại đạo hơi thở. Là chim yến trường ca đạo thống. Thánh nhân chấp trưởng giáo hóa, muốn bình định thiên hạ, chữ viết đạo pháp tu vi, vô cùng là cường hãn, mỗi một cái chữ viết. Đều có thể hóa thành giết người đồ sắc bén. Vậy cường giả lại có thể sử dụng thánh nhân đạo pháp, hiển nhiên cổ thánh nhân chim yến trường ca có liên quan. Ha ha ha, chim yến trường ca chính là sư phụ ta chính là thất đại thánh đồ bên trong văn khúc đại đế. Vậy cường giả lạc giọng cười to, cặp mắt phủ đầy tia máu, ngay lúc nói chuyện, lại câu họa ra một cái kiếm chữ, bộc phát ra đầy trưởng kiếm khí, quay đầu hướng Diệp thần bổ tới. Diệp thần không thể động thủ, hồn thể đổi thành, chỉ có thể né tránh, thật may hắn thân pháp cực nhanh, cũng không có bị thương. Ngươi chính là văn khúc đại đế. Nghe được vậy cường giả nói, Diệp thần nhưng là rung động không dứt, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại là thất đại thánh đồ một trong, ngày xưa chim yến trường ca học trò, văn khúc đại đế. Thất đại thánh đồ bên trong, Diệp thần vậy biết tham lang đại đế, võ khúc đại đế vân. Vân, nhưng cái này cái văn khúc đại đế. Nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp. Không sai, năm đó, ta phát hiện sư phụ ta lầm vào đường rẽ, đi tâm ma chi đạo, muốn gọi sư phụ ngươi dược tổ ra tay, cứu vãn hắn trở về thánh nhân đường tránh. Nhưng không nghĩ tới, sư phụ ngươi dược tổ lại nói, tâm ma đại chú kiếm, chỉ là một loại công cụ, cũng không tránh tà phân chia, hắn cự tuyệt ra tay, trơ mắt nhìn sư phụ ta rơi vào ma đạo, trở thành một viên lớn ung thư. Đương kim thế gian, thánh đạo sụp đổ. Tâm ma nghịch loạn, đều là bởi vì dược tổ ngồi nhìn bỏ mặc, là hắn gây thành liền ngày hôm nay thế đạo tội ác. Hắn thiếu nợ, thằng nhóc, ta ngày hôm nay muốn ngươi cầm mệnh trả lại. Văn khúc đại đế nghiêm nghị gầm thét, bước chân đạp một cái, thân thể huyết quang nổ tung, lại có thể huyễn hóa ra từng cái đại lộ chữ viết, giết, phạt, tuyệt, đao, kiếm, long, hổ, lôi, đồ sát vân. Vân, vô cùng vô tận đại lộ chữ viết. Hội tụ thành cuồn cuộn gió bão, ở hắn quanh thân bùng nổ. Oanh! Hắn vung tay lên, như cổ thánh nhân đáng địch tà ma, ra tay chấn áp thiên hạ, vô tận thánh đạo uy nghiêm, hóa thành một ngọn núi cao, hướng Diệp thần chấn giết xuống. Diệp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới văn khúc đại đế sau lưng, và chim yến trường ca tới giữa, và dược tổ tới giữa, lại có thể sẽ có lớn như vậy ân oán liên lụy. Không nghi ngờ chút nào. Văn khúc đại đế là thật đang thành kính thánh đồ, tuân thủ thiên hạ là công thánh nhân giới luật, coi hết thảy yêu ma tội nghiệt là kẻ thù xâm lược. Nhưng, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, mình nhất sùng bái, tôn kính nhất sư phụ chim yến trường ca, lại có thể sẽ là tâm ma chi chủ, là giữa trời đất ghê tởm nhất, nguy hiểm nhất một viên lớn ung thư. Diệp thần có thể tưởng tượng,
năm đó Văn Khúc Đại Đế sau khi biết chân tướng, sẽ có bao nhiêu lớn chấn động, đạo tâm nhất định là sụp đổ, muốn tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, Văn Khúc Đại Đế biến thành cái này là máu hung ác hình dáng, tự nhiên cũng cùng năm đó thánh đạo sụp đổ có liên quan. Hắn nghĩ tới cứu vãn, người mình vi ngôn nhẹ, cho nên đi cầu dược tổ, muốn cho dược tổ ra tay, cứu vãn chim yến trường ca. Nhưng, dược tổ loại cảnh giới này nhân vật, tự nhiên biết cái gọi là tâm ma đại chú kiếm, sau lưng nhân quả đặc biệt phức tạp, không phải là đơn giản ung thư như thế nông cạn. Cái thế giới này, không phải không hắc tức trắng. Nhưng mà, Văn Khúc Đại Đế sẽ không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, dược tổ không có ra tay, ngồi nhìn chim yến trường ca rơi vào ma đạo, cuối cùng đưa tới cấp trên cảnh giác, bị một đầu ngón tay giết chết. Cho nên, hắn cực hận dược tổ. Mối hận này, trải qua vô tận 5 tháng, cũng không có nhạt đi. Hiện tại, Diệp Thần trên người có dược tổ nhân quả hơi thở, hắn thậm chí sai lấy là Diệp Thần là dược tổ đệ tử, tự nhiên muốn trực tiếp giết chết, báo thù rửa hận. Cái này một tí, Văn Khúc Đại Đế toàn lực ra tay, thiên uy hoa trương, chữ viết thánh đạo khí tượng, bùng nổ đến trình độ cao nhất. Diệp Thần ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông, lần này là vô luận như thế nào, đều không thể né tránh hết. Chung quanh không gian, đã bị từng cái đại lộ chữ viết xung nhét lấp đầy, liền trong không khí, cũng tràn ngập đao kiếm sát phạt huyết khí, tội nhân tâm tỳ. Đáng chết! Vẫn là phải ép ta ra tay. Vạn sát che trời kiếm, cho ta trấn áp. Nương thời giây phút, coi như Diệp Thần không muốn ra tay, cũng không được. Bởi vì, không ra tay, đó chính là chết. Suy! Sát kiếm tuôn ra. Lao một cái kinh khủng sát khí chập chờn. Lập tức ở trong hư không chấn động. Sát kiếm bên trên, nổ lên đen nhánh âm sát mang khí, sôi trào ra từng đạo phù văn, như muốn che khuất bầu trời. Văn Khúc Đại Đế đại lộ chữ viết, sát phạt gió bão, gặp phải Diệp Thần kiếm khí đánh vào, nhất thời tán loạn phai mờ, liền chữ viết hình thể đều không cách nào duy trì. Cái gì? Văn Khúc Đại Đế con người co giúp một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần kiếm pháp như thế lợi hại. Một kiếm này, Vạn sát che trời kiếm, là Diệp Thần ban đầu ở vạn khô nơi chôn cất, tự nghĩ ra võ kỹ, uy lực tương đương to lớn. Chiêu kiếm pháp này vừa ra, tầng tầng không gian nổ tung, đại lộ phai mờ, kiếm khí hung hãn tới cực điểm. Mà Diệp Thần, vậy cảm nhận được liền đau đớn kịch liệt. Không cách nào hình dung đau đớn. Lớn nhân quả bộc phát. Hắn mới vừa tiêu hao máu tươi, khởi động thượng cổ còn ảnh trận, vốn là có nguyên nhân quả triền thân. 3 ngày bên trong không thể động võ. Nhưng hiện tại, đối mặt Văn Khúc Đại Đế công kích chí mạng, Diệp Thần chỉ có thể ra tay. Cái này một cái xuất thủ, Diệp Thần nhất thời gặp nghiêm trọng cắn trả. Cả người gân cốt, biến dạng vậy đau đớn, cả người cơ hồ muốn ngất xỉu. Bất quá, vạn sát che trời kiếm uy lực, vậy không để cho Diệp Thần thất vọng. Sát kiếm nhất đường xuyên qua phá giết, trực tiếp phá hư Văn Khúc Đại Đế tất cả chữ viết. Cuối cùng hung hăng một kiếm, chém ở hắn trên thân thể. Phốc xích. Văn Khúc Đại Đế trên mình, nhất thời xuất hiện một đạo dữ tợn kiếm tổn thương, sâu thấy tới xương. Cả người, cũng là được kiếm khí đánh vào, bay rớt ra ngoài, chật vật đụng vào cung điện trên vách tường, rớt ngã xuống, hoàn toàn trọng thương. Hụ, hụ hụ, đây là người nào dạy kiếm pháp của ngươi? Đây không phải là dược tổ võ công, người rốt cuộc là ai? Văn Khúc Đại Đế ho khan kịch liệt trước, ói ra mang nội tạng mảnh vụn máu tươi, gương mặt trắng bệch. Diệp Thần một kiếm này, uy lực to lớn, thiếu chút nữa đem lòng hắn gan tỳ phổi thận cũng cắn nát. Cường hãn như vậy kiếm pháp, cũng không có hỗn tạp dược tổ nhân quả, hiển nhiên không thuộc về dược tổ võ công. Văn Khúc Đại Đế nhưng không biết, đây thật ra là Diệp Thần tự nghĩ ra võ kỹ, dược tổ căn bản không phải sư phụ hắn. Hiện tại, Văn Khúc Đại Đế gặp phải vạn sát che trời kiếm sát phạt, trọng thương suy sụp tinh thần, mất đi sức chiến đấu. Diệp Thần chỉ cần lại nhẹ nhàng một kiếm, là được giết chết hắn. Người này đã tẩu hỏa nhập ma, giữ lại vô ích. Nhưng, Diệp Thần cũng không có sẽ ra tay khí lực. Nhân quả cắn trả dưới, hắn cả người biến dạng đau nhức, cũng không có so Văn Khúc Đại Đế tốt hơn chỗ nào, chỉ là bởi vì thể chất mạnh mẽ, rất miễn cưỡng chống đỡ chưa ngã xuống mà thôi. Thằng nhóc, người thế nào? Luân hồi mộ địa bên trong, Phong Thiên Thương thấy Diệp Thần thống khổ hình dáng, lật đật hỏi. Không có gì đáng ngại, không chết được. Diệp Thần cắn răng,
nhìn xem Văn Khúc đại đế, vẫn là không có lãng phí nữa khí lực cưỡng ép ra tay, mà là kéo nặng nề bước chân, xoay người rời đi. Hắn hiện nhận được nghiêm trọng cắn trả, cần nghỉ ngơi. Mà Chí Huyền và Huyền Cơ Nguyệt, còn đang đuổi giết hắn, nếu như gặp gỡ cái này hai người, lấy trước mắt hắn trạng thái bây giờ, sợ rằng khó mà tương đương. Oanh oanh oanh! Mà đang ở Diệp Thần muốn lúc rời đi, hắn lại nghe được bốn phương tám hướng, truyền tới hàng loạt tiếng bước chân và xôn xao. Nơi này có thanh âm đánh nhau. Nhất định là có cổ quái, mọi người đi nhanh xem. Nói không chừng địa tâm diệt châu ở nơi này. Xôn xao tiếng truyền tới, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, hiển nhiên, lòng đất thay đổi, vậy đưa tới các nhà các phái chú ý. Hiện tại, các nhà các phái cao thủ, đều xuống. Mặc dù, mới vừa ở trong phòng khách, Chí Huyền dùng giả địa tâm diệt châu, dẫn được đám người vung tay, tiêu hao mọi người nguyên khí. Nhưng, còn dư lại cường giả, số người như cũ rất nhiều, không thể khinh thường. Cái này một tí, bọn họ tất cả đều chạy tới. Diệp Thần liền thấy, bốn phía bóng người lay động, chi chít cường giả, nghe nơi này vang động, cũng lấy là địa tâm diệt châu ở chỗ này, như ong vỡ tổ vọt tới. Đám người chỉ thấy, Văn Khúc đại đế trọng thương ngã gục, Diệp Thần trạng thái vậy cực kỳ gay gâu, có lớn nhân quả triền thân, cũng không gặp có địa tâm diệt châu tung tích. Thằng nhóc, địa tâm diệt châu ở nơi nào? Có người quát hỏi nói. Xem hắn lén lén lút lút hình dáng, nhất định là hắn cướp đi địa tâm diệt châu. Làm thịt hắn, cướp đoạt địa tâm diệt châu. Cũng không biết là ai đột nhiên động thủ, một đạo đao khí hướng Diệp Thần chém tới. Sau đó, đám người cũng không để ý như thế nhiều, rối rít ra tay, đao kiếm võ kỹ, thuật pháp đạo pháp đều xuất hiện, công hướng Diệp Thần. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, hắn mới vừa ra tay, đã kích phát lớn nhân quả, cả người đau nhức, nếu như động thủ nữa, sợ rằng sẽ bị sống sờ sờ cắn trả mà chết. Nhưng, mắt thấy mọi người sát phạt, ùn ùn kéo đến hạ xuống, Diệp Thần chỉ có thể phòng ngự. Nắm giữ ma kiếm. Diệp Thần lau một cái kiếm phong, sử dụng nắm giữ kiếm pháp, lau một cái đen nhánh ma quang, hắt mực vậy tự nhiên ra, mang mãi mãi chúa tể cuồng ngạo thô bạo. Suy. Trước nhất xông lên mấy người, gặp phải Diệp Thần nắm giữ kiếm khí chém, nhất thời đầu lìa khỏi xác. Nhưng những người còn lại, nhưng là không sợ chết, như cũ một cổ não liều chết xung phong đi lên, thấy Diệp Thần ra tay, càng nhận định địa tâm diệt châu ngay tại ở trên tay hắn, chỉ muốn giết người đoạt bảo. Nếu như ở ngày thường, Diệp Thần tự nhiên không sợ, nhưng dưới mắt, lớn nhân quả triền thân, lại không thể toàn lực bùng nổ. Cái này một tí nho nhỏ vận dụng nắm giữ kiếm pháp, Diệp Thần cũng giác cả người gân cốt đau nhức, cơ hồ biến dạng, cắn trả dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn hoặc là bị cắn trả hành hạ mà chết, hoặc là bị đám người loạn đao phân thây. Diệp Thần sắc mặt, nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. Suy. Vừa lúc đó, Diệp Thần nhưng giác Hoàng Tuyền đồ ma khí dị động, một thanh trường kiếm, như có linh tính phá giết ra. Chính là Hoang Ma Thiên Kiếm. Thời khắc này Hoang Ma Thiên Kiếm, so lúc ban đầu kiếm loại hình thái, không biết trưởng thành nhiều ít, tựa hồ sản sinh ra linh tính, cảm giác được Diệp Thần cùng đồ mặt lộ, lại là đi ra hộ chủ. Cuồn cuộn ma khí, ở trên thân kiếm nổ tung. Vô cùng vô tận hoang ma hơi thở, ngưng kết thành từng đạo phù văn, sáng chói lóe lên. Từng luồng ma sương mù, ở bốn phía sôi trào, chấn động không khí, cùng đại lộ đồng tình, phát ra mãi mãi tiếng gầm gừ, tựa như vạn ma gào khóc. Toàn bộ địa cung, nhất thời rơi vào nồng nặc ma khí bên trong, tựa như biến thành địa ngục. Suy suy suy, kinh khủng thiên kiếm sát phạt khí, từ hoang ma thiên kiếm trên bạo giết ra, chung quanh từng cái cường giả, gặp phải kiếm khí chém chết, rối rít kêu thảm, máu tươi văng tung tóe, mất đi sức sống. Thanh kiếm này, nhưng mà trong truyền thuyết vô thượng thiên kiếm, kiếm phong chân thực quá ác liệt, cái này một tí đại sát tứ phương, đơn giản là vô địch. Người bình thường thân thể ở hoang ma thiên kiếm mũi nhọn hạ, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Thấy vậy, Diệp Thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, là hoang ma thiên kiếm chủ động giết địch, ngược lại không phải là hắn ra tay, cho nên lần này, hắn cũng không có bị cắn trả. Chung quanh từng cái cường giả, ở hoang ma thiên kiếm sát phạt hạ, quân lính tan rã, rối rít tháo chạy. Diệp Thần trong mắt hiện ra vui mừng. Nhưng mà, hắn còn không cao hứng bao lâu,
nhưng bắt được hai đạo cực kỳ khí tức cường đại, đang hướng nơi này chạy tới. Huyền Cơ Nguyệt và Chí Huyền cũng sắp đến rồi. Diệp Thần mặt liền biến sắc, nhưng là cảm thấy hai người này hơi thở. Hoàng Ma Thiên Kiếm, thay ta ngăn lại bọn họ. Tâm niệm chớp động gian, Diệp Thần lập tức lưu lại Hoàng Ma Thiên Kiếm, mình xoay người đi địa cung chỗ sâu đi tới. Hắn rất rõ ràng, lấy trước mắt chuyện mình trạng thái, hoàn toàn không phải Huyền Cơ Nguyệt và Chí Huyền địch thủ, thật may hiện tại có Hoàng Ma Thiên Kiếm, có thể trước dựa vào thanh kiếm này, chỉ hoãn ở Huyền Cơ Nguyệt chân của hai người bước, vì mình tranh thủ thời gian. Hoàng Ma Thiên Kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung, phát ra một hồi réo rắt kiếm minh, tựa như nghe hiểu Diệp Thần nói. Thanh kiếm này, không ngừng trưởng thành, linh tính vậy sẽ không ngừng lớn mạnh, đến cuối cùng có thể sản sinh ra kiếm linh, xem yên vắng vẻ thiên kiếm kiếm linh, có tuyệt đối thành tâm ra sức chủ nhân ý chí, còn có cường đại trí khôn cùng thực lực. Diệp Thần nhanh chóng đi địa cung chỗ sâu đi tới, trong sâu thẳm, hắn cảm thấy địa tâm Diệt Châu kêu gọi, càng ngày càng mãnh liệt. Vậy địa tâm Diệt Châu, tựa hồ cũng có linh tính, hơn nữa có trợ giúp Diệp Thần ý. Hiện tại địa tâm Diệt Châu kêu gọi hấp dẫn, đậm đà đến cơ hồ phải đổi thành thanh âm vậy bước, thúc giục Diệp Thần nhanh lên một chút tới đây. Địa cung này khắp nơi hung hiểm, có rất nhiều cơ quan ngã ba, nếu như một cái đi ngõ khác, rất có thể liền bị cơ quan giết chết. Bất quá, Diệp Thần có địa tâm Diệt Châu chỉ dẫn, ngược lại không cần lo lắng. Hắn là tương đối lo lắng, Hoàng Ma Thiên Kiếm tình huống bên kia. Huyền Cơ Nguyệt và Chí Huyền tới. Diệp Thần con người có giúp một cái, hắn hơi thở và Hoang Ma Thiên Kiếm tương thông, cho nên cũng có thể mượn thân kiếm, xem đến tình huống bên kia. Hiện tại, thanh kiếm này, tương đương với Diệp Thần ánh mắt. Mượn viên này ánh mắt, Diệp Thần thấy được, một cái tướng mạo bình thản, mang nón lá cô gái, và một hòa thượng đầu trọc, đồng loạt xuất hiện ở Hoang Ma Thiên Kiếm trước mặt. Chính là Dịch Dung sau khi cải trang Huyền Cơ Nguyệt, còn có Chí Huyền hòa thượng. Đây là... Hoang Ma Thiên Kiếm, thật là cường hãn hơi thở. Chí Huyền vừa nhìn thấy Hoang Ma Thiên Kiếm, nhất thời kinh hãi, lui về sau ba bước. Hoang Ma Thiên Kiếm, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng thiên kiếm, sát phạt hung khí cường hãn, uy nghiêm ác liệt, đủ để cho người rung động. Luân hồi chi chủ ở nơi nào? Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp co rúc lại, Hoang Ma Thiên Kiếm ở chỗ này, nhưng nàng nhìn khắp bốn phía, cũng không gặp Diệp Thần bóng người. Thanh kiếm này lại là tự động phù không, tự mình tác chiến, hiển nhiên là có linh tính. Suy, vừa nhìn thấy Huyền Cơ Nguyệt xuất hiện, Hoàng Ma Thiên Kiếm nhất thời bay chém ra, ở giữa không trung vạch qua một đạo kinh khủng quỹ tích, kiếm khí nổ tung, như muốn ích dịch vạn ma, hướng Huyền Cơ Nguyệt ám sát tới. Cuồng bạo kiếm khí, làm được Huyền Cơ Nguyệt nón lá, đều là bị thổi rơi xuống, lộ ra 3000 tóc xanh. Chung quanh các nhà các phái cường giả, thấy một màn này, đều là kêu lên. Lấy là Huyền Cơ Nguyệt phải bị giết. Dẫu sao, thanh kiếm này, sát phạt hơi thở chân thực cường hãn, thật là không phải là người có thể chống lại. Trong truyền thuyết vô thượng thiên kiếm, uy lực đơn giản là coi trời bằng vung. Hiện tại, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, Hoang Ma Thiên Kiếm cũng là toàn lực bùng nổ. Cuồn cuộn kiếm khí, từ thân kiếm bên trong nổ ra, thậm chí diễn hóa thành địa ngục ma phủ dị tượng, kiếm khí như ngục, phải đem thế gian hết thảy kẻ địch cũng cuốn vào vô tận địa ngục quỷ trong phủ đi. Nữ hoàng, mau tránh ra. Chí Huyền hòa thượng lớn tiếng quát to, dẫn đầu nghiêng người bay vút né tránh, gương mặt tràn đầy ngưng trọng vẻ kiêng kỵ. Cái này cầm Hoang Ma Thiên Kiếm, kiếm khí mãnh liệt, đủ để chảm phá muôn vàn tinh thần, nơi nào là thân máu thịt có thể ngăn cản. Hắn tuy biết Huyền Cơ Nguyệt cường hãn, nhưng vậy sợ Huyền Cơ Nguyệt xảy ra chuyện. Ha ha, nhìn Hoang Ma Thiên Kiếm đánh tới, Huyền Cơ Nguyệt lạnh cười nhạt một tiếng. Nho nhỏ một cái non kiếm, còn không hoàn toàn thành hình, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem, cái gì gọi là chân chính thiên kiếm thần uy. Thần La Thiên Kiếm, phá cho ta. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp bên trong, nổ lên sát ý, cả người gió bão cổn đáng, bộc phát ra vạn trượng mây tím ánh sáng. Dịch Dung cải trang dấu vết, ngay tức thì tiêu tán, khôi phục vốn là hình dáng. Thượng giới nữ hoàng, lại là Huyền Cơ Nguyệt. Lúc đầu ngày hôm nay cướp đoạt địa tâm Diệt Châu, liền nữ hoàng cũng tới. Chung quanh các nhà các phái các cường giả, thấy Huyền Cơ Nguyệt hiện ra chân thân, nhất thời vô cùng rung động. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt, sau lưng dâng lên một đoàn thần quang.
thần quang bên trong, mũi nhọn nổ tung, kiếm khí cổn đáng. Thần La Thiên Kiếm, bỗng nhiên giết ra. Huyền Cơ Nguyệt, vậy chấp trưởng thiên kiếm, cái này một tí giết ra, mũi nhọn kinh thiên, kiếm khí không cách nào tưởng tượng bàng bạc, mênh mông, khoáng đạt. Chung quanh ma khí, ngay tức thì liền bị thần La Thiên Kiếm kiếm khí, hoàn toàn xóa bỏ. Huyền Cơ Nguyệt giống như chấp trưởng chí cao mũi nhọn nữ thần, ung dung tuyệt ngạo tới cực điểm, thần La Thiên Kiếm huy động, trực tiếp hướng Hoang Ma Thiên Kiếm chém tới. Chanh! Hai đại thiên kiếm, kịch liệt đụng vào nhau, nhất thời nổ lên kinh khủng đợt khí. Chung quanh cung điện kiến trúc, như tờ giấy hồ vậy bị phá hủy. Vùng lân cận võ giả, có người bất hạnh bị kiếm khí cuộn sạch, tại chỗ tan thành mây khói, liền cặn bã cũng không có còn dư lại. Chu vi bên trong mắt không gian, quy luật mọi chỗ sụp đổ, mọi chỗ phai mờ, mọi chỗ nổ tung, khơi dậy kinh khủng không gian phong bạo, loạn nhận càn quét. Từng cái đen nhánh vết nứt không gian, cũng là bị biến dạng đi ra. Xuyên thấu qua những thứ này kẽ hở, có thể mơ hồ thấy, vũ trụ tinh không đồ cảnh, thậm chí còn có thất lạc thời không, không biết thời không, hỗn độn thời không vân. Vân kỳ dị cảnh tượng. Hai đại thiên kiếm tranh phong, một tí va chạm, thật là thiên địa không gian đều phải vỡ nát, vũ trụ đều phải lật, thực tế thời không đều phải bị đánh vỡ, uy năng mạnh, đơn giản là coi trời bằng vung vậy khủng bố. Các nhà các phái cường giả, đều lui đến xa xa, rối rít dùng tự thân mạnh nhất thủ đoạn, bảo vệ được tánh mạng. Hiện ở chung quanh không gian, đã không có một nơi là hoàn hảo, hơi lơ là, người sẽ bị cuốn vào không biết thời không bên trong đi, sống chết không biết. Tốt thực lực cường hãn. Chí Huyền Hòa Thượng mắt thấy một màn này, nhất thời sắc mặt âm trầm, nội tâm vô cùng rung động. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt, thần La Thiên Kiếm nơi tay, phong tư tuyệt ngạo. Như muốn uy sắp hoàn vũ, xứng đáng không thẹn nữ hoàng. Từ Huyền Cơ Nguyệt trên mình, Chí Huyền cảm nhận được liền mãnh liệt mũi nhọn, ý chí mãnh liệt khí vận. Huyền Cơ Nguyệt lợi hại, không phải bề ngoài tu vi lợi hại, mà là giận vận lợi hại, tinh thần ý chí lợi hại. Chí Huyền cảm giác được, sớm muộn có một ngày, Huyền Cơ Nguyệt sẽ trở thành vừa được một cái đặc biệt kinh khủng bước, muốn nghiền ép nho tổ. Cường hãn như vậy cô gái, thật là thế gian ít có. Ô, tranh phong va chạm kết thúc, Hoang Ma Thiên Kiếm nhưng là phát ra một tiếng ô minh, đi địa cung chỗ sâu bay ngược. Hiển nhiên, lần này giao phong, Hoang Ma Thiên Kiếm bị thua, cả người ma khí cũng bị đánh tan, hiện ra vốn là hình dáng, hao tổn không nhẹ. Ở ta mí mắt phía dưới, còn muốn chạy. Thái Thượng Thiên Phù Đạo, cho ta trấn áp. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bàn tay phù quang bạo dũng, bộc phát ra liên tiếp mảnh linh phù, ùn ùn kéo đến. Như xiềng xích vậy, hướng Hoang Ma Thiên Kiếm quấn quanh đi. Nàng trực tiếp vận dụng Thái Thượng Thiên Phù Đạo, vô số linh phù hóa thành xiềng xích, muốn trói buộc Hoang Ma Thiên Kiếm, trực tiếp trấn áp, đem thanh kiếm này, biến thành binh khí của mình. Nàng đã có một cái thần La Thiên Kiếm, nếu như lại đạt được Hoang Ma Thiên Kiếm, hai đại thiên kiếm mũi nhọn ngưng tụ, vậy đơn giản là muốn giết phá thiên. Ông ông ông, cảm nhận được linh phù khóa quấn quanh, Hoang Ma Thiên Kiếm kịch liệt chấn động. Phát ra to lớn phản kháng ý niệm. Suy, một đạo kiếm khí, bỗng nhiên phá giết ra, hướng Huyền Cơ Nguyệt đầu chém tới. Ừ, Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp hơi biến sắc, bàn tay nâng lên, ngăn trở đạo kiếm khí này. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Huyền Cơ Nguyệt lòng bàn tay, tại chỗ bị kiếm khí phá vỡ, xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Hoang Ma Thiên Kiếm thừa dịp này cơ hội, tránh thoát linh phù khóa trói buộc. Hóa thành một đạo lưu quang, đi xa xa phi độn đi, ngay chớp mắt liền biến mất. Đáng chết! Thấy Hoang Ma Thiên Kiếm chạy khỏi, Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, vô cùng là không cam lòng. Xem ra trong truyền thuyết tám đại thiên kiếm, đều là mũi nhọn ngập trời tồn tại, muốn chấn áp chấp trưởng, quả thực không dễ. Huyền Cơ Nguyệt dùng một tấm chữa trị linh phù, chữa khỏi bàn tay thương thế, nội tâm tuy không cam lòng thương tiếc, nhưng cũng biết thực tế. Muốn chấn áp thu phục thiên kiếm, là khó hơn lên trời sự việc, không như vậy dễ dàng. Ban đầu, vì chấp trưởng thần La Thiên Kiếm, Huyền Cơ Nguyệt cũng là trả giá giá cực lớn. Cái này một tí, muốn tùy tiện cướp đoạt Hoang Ma Thiên Kiếm, tự nhiên là chuyện không thể nào. Luân hồi chi chủ, ta xem ngươi có nhiều ít tài nguyên, có thể nuôi dưỡng thanh kiếm này. Huyền Cơ Nguyệt nội tâm âm lệ, nàng biết bây giờ Hoang Ma Thiên Kiếm, còn không hoàn toàn trưởng thành. Thanh kiếm này,
muốn chân chánh trưởng thành đến đỉnh cấp bước, còn muốn nuôi rất nhiều thiên tài địa bảo, phải dùng rất nhiều tài nguyên đi bổ sung. Đây đối với Diệp Thần mà nói, đương nhiên là một cái gánh vác. Còn đối với Huyền Cơ Nguyệt mà nói, nhưng là một cái tin tốt. Bởi vì, Diệp Thần có gánh vác, nàng muốn lại đối phó Diệp Thần, vậy dĩ nhiên dễ dàng rất nhiều. Nữ hoàng bệ hạ, thật là thủ đoạn, thật là thần thông, hảo kiếm pháp, tại hạ bội phục. Lúc này, Chí Huyền Hòa Thượng đến gần đi lên, thở dài nói. Đừng nói những thứ này, Diệp Thần thằng nhóc kia khẳng định đang ở phụ cận, nhanh chóng tìm được hắn, đừng nhường hắn chạy. Huyền Cơ Nguyệt thu hồi thần La Thiên Kiếm, sửa sang lại áo quần, nói, thằng nhóc kia, hẳn bị thương chứ. Nếu không, sẽ không để cho Hoang Ma Thiên Kiếm một mình lưu lại. Ngay lúc nói chuyện, Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt liếc xéo, thấy được trọng thương ngã gục Văn Khúc Đại Đế. Hiển nhiên, Văn Khúc Đại Đế là bị Diệp Thần đả thương. Nếu Văn Khúc Đại Đế đều bị thương thế nghiêm trọng như vậy, vậy muốn đến, Diệp Thần vậy sẽ không tốt lắm. Nàng chỉ muốn lập tức tìm được Diệp Thần, thừa dịp còn sớm giết chết, giải trừ nỗi lo về sau. Mà lúc này, Hoàng Ma Thiên Kiếm vậy bay trở về Diệp Thần bên người, rơi vào trong tay hắn, một hồi ông minh, tựa hồ ở khóc thảm thiết. Không có sao, không đánh lại Huyền Cơ Nguyệt, ta không trách ngươi. Diệp Thần khẽ vuốt một tí thân kiếm, cũng không có trách cứ, đem Hoang Ma Thiên Kiếm thu hồi Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Hiện tại Hoang Ma Thiên Kiếm và Thần La Thiên Kiếm tranh phong sa sút, hơi thở thật to hao tổn, phỏng đoán muốn chờ 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ. Đoạn thời gian này, Diệp Thần là không thể lại dùng Hoang Ma Thiên Kiếm. Thu cất ma kiếm sau đó, Diệp Thần dọc theo Địa Tâm Diệt Châu chỉ dẫn, tiếp tục đi sâu vào để. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy chung quanh càng ngày càng nóng, không khí càng ngày càng nóng bỏng, bên tai nghe được nham thạch nóng chảy nước chảy thanh âm. Vào sâu hơn một hồi, hắn trước mắt, xuất hiện một cái sông nham thạch nóng chảy lưu, đỏ thẫm một phiến, quay cuồng viêm mang đợt sóng, nóng bỏng hơi thở kích thích người lỗ mũi. Mà ở sông nham thạch nóng chảy chảy bờ bên kia, là một tòa thạch đài to lớn, rõ ràng cho thấy nhân công xây dựng mà thành, khắc vẽ rất nhiều phù văn cổ xưa. Trên thạch đài, để một viên trong suốt sáng chói hạt châu. Hạt châu này, bên trong khảm in một cái địa chữ, có mặt đất hùng hậu hơi thở, còn có từng tia đậm đà hủy diệt lực, đang không ngừng chảy xuôi. Đó chính là Địa Tâm Diệt Châu sao? Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Chung quanh một phiến nham thạch nóng chảy thế giới, dòng nước ngầm sóng nhiệt trào đãng, trong không khí trôi giạt lửa tẫn, nhưng hạt châu kia, nhưng là tinh khiết sáng long lanh hình dáng, linh khí đặc biệt tinh thuần, cũng không có bị ảnh hưởng. Tựa hồ là cảm thấy được Diệp Thần tới, viên kia Địa Tâm Diệt Châu, kịch liệt chấn động ông minh đứng lên, bộc phát ra vô cùng nhức mắt tinh mang, giống như hằng tinh bên trong bạo vậy, ánh sáng rực rỡ mênh mông. Luân hồi chi chủ, người tới. Địa Tâm Diệt Châu nội bộ, truyền ra một đạo thanh thúy dễ nghe, non nớt nhu khí thanh âm. Một cái ghim bím tóc sừng dê, ăn mặc yếm đỏ tiểu nam đồng, ở vô tận tinh mang ánh sáng rực rỡ bên trong, chậm rãi hiển lộ ra hình thể. Ngươi là... Diệp Thần nhìn vậy đứa nhỏ đồng, nhất thời một hồi ngạc nhiên. Hắn rất rõ ràng, mình có thể đến nơi đây, hoàn toàn là bởi vì Địa Tâm Diệt Châu kêu gọi. Nếu như không có Địa Tâm Diệt Châu, Diệp Thần không thể nào như thế tùy tiện, thoát khỏi Huyền Cơ Nguyệt đám người theo dõi, đi tới nơi này. Chỉ là, hắn lại không nghĩ rằng, Địa Tâm Diệt Châu nội bộ, lại có thể sẽ có một cái đứa nhỏ đồng hiển hóa đi ra. Ta là Địa Tâm Diệt Châu khí linh, ca ca. Người có thể kêu ta Linh Hải Nhi, là Thái Thượng Thiên Nữ cho ta đặt tên. Tiểu nam đồng thanh âm tiếng non nớt ngây thơ, trong mắt cũng là ngây thơ hình dáng, sinh được nước như nước trong veo, giống như một đồ sứ em bé. Linh Hải Nhi, người gặp qua Thái Thượng Thiên Nữ, người biết ta là Luân Hồi Chi Chủ. Diệp Thần nội tâm chấn động một cái, không nghĩ tới cái này sau lưng, lại có thể và Thái Thượng Thiên Nữ có liên lụy. Ừ, ca ca, huyết mạch ngươi hơi thở rất đặc thù. Hơn nữa người còn tu luyện hủy diệt đạo ấn, ngoài ra còn có lăng tiêu võ ý hơi thở. Ca ca, người và những người khác không cùng, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Linh Hài Nhi chân không trên đất đạp một cái, có ửng đỏ hiển hóa đi ra, hắn đằng vân bay qua sông nham thạch nóng chảy lưu, đi tới Diệp Thần bên người. Vù vù, viên kia Địa Tâm Diệt Châu, vậy đi theo bay tới, treo ở trên cổ hắn, giống như thành một cái đồ trang sức, rất là xinh đẹp.
Ngươi muốn cùng ta hợp tác? Diệp Thần sửng sốt một chút, lại không nghĩ rằng Địa Tâm Diệt Châu kêu gọi mình tới đây, lại là muốn hợp tác. Không sai, ca ca. Nơi này khí tức hủy diệt, từng là thiên nhân vực mạnh nhất mấy cái một trong những địa phương, năm đó Địa Tâm Diệt Châu phong ấn ở này, hấp thu hàng loạt hủy diệt lực, bất ngờ sản sinh ra khí linh, chính là ta. Ta đã từng thấy có một cái thần bí ông cụ áo bào cho, nhiều lần mang hủy diệt đạo ấn võ giả tiến vào nơi đây, cưỡng ép hấp thu luyện hóa. Cái đó ông già, chuẩn bị liền ta cũng cùng nhau nuốt. Bất quá, lúc ấy Thái Thượng Thiên Nữ đáng thương ta, ban cho ta che chở phù chiếu, cho nên hắn không có thể thành công. Nhưng đến ngày hôm nay, năm tháng trôi qua, Thái Thượng Thiên Nữ che chở, đã mất đi tác dụng, cái đó ông già, rất có thể sẽ trở lại nơi này, đem ta cướp đi chiếm đoạt. Linh Hài Nhi thanh âm, mang một chút sợ hãi cùng lo âu. Hắn là Địa Tâm Diệt Châu khí linh, ngang hàng Địa Tâm Diệt Châu hóa thân. Nếu như Địa Tâm Diệt Châu bị chiếm đoạt, hắn cũng phải tan thành mây khói. Thần bí ông cụ áo bảo cho. Diệp Thần con người có giúp một cái, ngay tức thì nhớ lại mới vừa trên đất cung thấy qua hình ảnh. Cái đó ông cụ áo bảo cho, tựa hồ muốn tu luyện cửu thiên thần thuật, cần phải chiếm đoạt hàng loạt hủy diệt đạo ấn hơi thở, mà Địa Tâm Diệt Châu, hủy diệt linh khí vô cùng là đậm đà, đối với vậy ông cụ áo bảo cho mà nói, là cám dỗ chí mạng. Ở thời đại thượng cổ, có Thái Thượng Thiên Nữ che chở, Địa Tâm Diệt Châu còn có thể may mắn còn sống sót, nhưng ngày hôm nay, mất đi Thiên Nữ che chở, hắn tình cảnh đổi được vô cùng nguy hiểm. Ngươi muốn cùng ta hợp tác, đối kháng cái đó ông cụ áo bảo cho. Diệp Thần biết vậy ông cụ áo bảo cho, chính là Vạn Khư Thần Điện người, là Hồng Thiên Kinh bạn tốt chí giao, cũng là Thái Thượng Thiên Nữ đối nghịch trận doanh. Không sai, ca ca, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không muốn ăn ta, sẽ cùng ta cùng nhau hợp tác, ta có thể cho ngươi cái này. Linh Hài Nhi tay non nớt lộn một cái, lấy ra một phiến ngọc giản. Cái này phiến ngọc giản, kim quang sáng chói, trào đãng trước cực kỳ khoáng đạt, cực kỳ minh mông hồng mông nguyên khí, làm người ta rung động. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Năm cái chữ to màu vàng, in vào ngọc giản bên trên. Đây là Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, 33 thiên hồng mông nguyên thuật một trong, là từ Chu Thiên Thần Kiếm Quyết bên trong lột xác tới đây. Linh Hài Nhi Thanh Thúy nói. 33 thiên hồng mông nguyên thuật, Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Diệp Thần trợn to hai mắt, nội tâm kinh hãi. 33 thiên hồng mông nguyên thuật, là từ 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, lột xác đi ra ngoài tuyệt chiêu, mỗi một loại đều có kinh thế oai. Ví dụ như Diệp Thần tám bộ phù đồ khí, bát quái lò luyện đan, vô cùng ma đồng, đều là hồng mông nguyên thuật. Mà Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, chính là từ Chu Thiên Thần Kiếm Quyết bên trong, lột xác đi ra ngoài nguyên thuật. Là Chu Thiên Thần Kiếm Quyết bản thăng cấp. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, năm đó Hiên Viên Mặc Tà tuyệt chiêu, có thể bùng nổ trăm nghìn thanh phi kiếm, trảm thiên phạt. Diệp Thần vĩnh viễn vậy sẽ không quên, ban đầu ở Thần Quốc Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà trăm nghìn tinh đế phi kiếm, che khuất bầu trời khoáng đạt hình ảnh. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, là thăng lột xác sau Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, uy lực có thể tưởng tượng được. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, cửa này hồng mông nguyên thuật tu luyện ngọc giản, lại có thể sẽ ở Linh Hài Nhi trên tay. Ca ca, người cầm đi, đây là Thái Thượng Thiên Nữ cho ta, nàng nói sau này có cơ hội, kêu ta giao cho một cái người có duyên. Ta nghĩ, ngươi chính là trời nữ tỷ tỷ nói người có duyên. Linh Hài Nhi đem ngọc giản nhét vào Diệp Thần trong lòng bàn tay, long lanh tròng mắt nhìn hắn. Diệp Thần nội tâm chấn động, hắn biết, nếu như nhận ngọc giản, thì phải và cái này đứa nhỏ cùng nhau, đi đối kháng không biết Vạn Khư cường giả, vị kia thần bí áo bảo xám lão đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần ánh mắt quyết đoán, cũng không do dự quá nhiều, xít sao nắm ngọc giản, đáp ứng. Hắn và Vạn Khư Thần Điện tới giữa, vốn chính là không chết không thôi, cũng không kém điểm này ân oán. Đưa tới cửa cơ duyên, tự nhiên không thể không muốn. Quá tốt, ca ca, cảm ơn ngươi. Linh Hài Nhi nghe được Diệp Thần đáp ứng, nhất thời mừng rỡ không thôi, kích động nói cảm ơn, sau đó nói. Ca ca, ngươi bị thương không nhẹ, hiện tại mau tu luyện Thái Dương Tiên Hoàng Trảm đi, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Diệp Thần cùng gật đầu, hắn bây giờ bị lớn nhân quả cắn trả gây thương tích, cần chữa trị. Cửa này Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, có thể phụ trợ hắn khôi phục thương thế. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống,
hai tay hợp ở Thái Dương Tiên Hoàng Trảm Ngọc Giản, thần thức thấm vào. Oanh! Nhất thời, Ngọc Giản linh khí bùng nổ, vạn trượng kim quang lững lờ, một phiến phiến bí quyết tu luyện, trào đãng xuất tới, như thể hồ quán đỉnh, đánh vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Ngay tức thì, Diệp Thần lĩnh ngộ Thái Dương Tiên Hoàng Trảm Diệu Pháp. Ngày xưa Chu Thiên Thần kiếm quyết, phương pháp tu luyện là đem thân thể con người toàn thân trăm nghìn giọt máu tươi, toàn bộ luyện hóa thành phi kiếm, một khi luyện thành, trăm nghìn phi kiếm đều xuất hiện, giết tinh diệt tháng, vô cùng lợi hại. Mà Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, tiến hơn một bước, là luyện hóa chư thiên triệu ngôi sao, đem một triệu viên như mặt trời nóng bỏng tinh thần, toàn bộ dung luyện nổ, biến thành thuần túy linh khí, cuối cùng diễn hóa thành một cái ngút trời cự kiếm, chân áp chém chết hết thảy kẻ địch. Môn vũ kỹ này, nếu như luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, mặt trời cự kiếm lực sát thương, sẽ không so vô thượng thiên kiếm kém nhiều ít. Ra thiên hằng tinh, tiên hoàng mặt trời, tề tụ ta thân. Diệp Thần hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện. Trong thoáng chốc, hắn thân thể, gân cốt kịch liệt hỗn loạn, linh khí cuồn cuộn bùng nổ, rung động chư thiên thời không. Khoảnh khắc tới giữa, cái này phiến nham thạch nóng chảy thế giới, không gian quy luật sụp đổ, vô số thời không bị xuyên qua. Trong không khí xuất hiện vũ trụ tinh không đồ cảnh. Vũ trụ mênh mông, khoáng đạt thâm thúy, thần bí khó lường, ở Diệp Thần quanh thân chìm nổi. Diệp Thần chiếm cứ không nhúc nhích, giống như trấn áp vũ trụ cao nhất thần minh. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm công pháp, vận chuyển, từng vì sao hư ảnh, tựa như nghe được Diệp Thần kêu gọi, ùng ùng gào thét tới, vần quanh Diệp Thần quanh thân, giống như từng cái hỏa cầu lớn. Ca ca khí thế thật là mạnh. Linh Hài Nhi ánh mắt rung động, liên tục lui về phía sau, trong tay kết ấn, mở ra một nơi đặc thù không gian, mình ẩn núp đi vào. Nếu như không né tránh, hiện tại Diệp Thần trên mình kiêu căng, đủ để đem hắn bốc hơi giết chết. Hắn nhưng là không nghĩ tới, Diệp Thần năng lực như thế lợi hại, ngay tức thì liền hiểu được Thái Dương Tiên Hoàng Trảm Diệu Pháp. Thật ra thì, Diệp Thần tu luyện rất nhiều hồng mông cổ pháp, hồng mông nguyên thuật, ví dụ như bát quái thiên đan thuật. Thiên Long Bát Thần Âm, Thiên Tiên Cá Chép Sao, Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên Vân. Vân, Hồng Mông Nguyên Đạo tu làm căn cơ, đã vô cùng hùng hậu tinh xảo, coi như Thái Dương Tiên Hoàng Trảm sâu hơn áo, đối với Diệp Thần mà nói, cũng là rất đơn giản. Ước chừng một triệu ngôi sao, còn quấn Diệp Thần thân thể, ùng ùng chấn động. Khó có thể tưởng tượng bàng bạc kiêu căng, ở Diệp Thần quanh thân lưu chuyển. Giờ khắc này Diệp Thần, tựa như mặt trời đứng đầu, cao nhất thần linh. Cả người mỗi một giọt máu, mỗi một chỗ da, mỗi một sợi lông phát, tựa như đều có muôn vàn mặt trời gay gắt chói lọi, sáng rực lóa mắt. Bảo. Hạ một sát, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, trong miệng quát mắng. Ầm. Hắn thân thể chung quanh, một triệu ngôi sao, đồng thời nổ chôn vùi. Vô cùng vô tận tinh thần gió bão, hằng tinh năng lượng, điên cuồng chảy ra. Hội tụ thành ánh chiếu chư thiên vũ trụ sáng chói kim quang sông dài, thần mang cuồn cuộn, chiếu phá chư thiên hắc ám, nhức mắt tới cực điểm. Cuồn cuộn hằng tinh tinh hoa, trực tiếp chảy vào Diệp Thần trong thân thể, biến thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Diệp Thần gân cốt, ở chiếu ngôi sao hơi thở bồi bổ hạ, cũng là điên cuồng lột xác lớn mạnh, đổi được càng cường hãn. Hắn bị cắn chả bị thương thế, cũng là ngay tức thì khỏi rồi. Cả người khôi phục được đỉnh cấp, hơi thở huy hoàng như thần, coi trời bằng vung, con người mở ra tới giữa, như chư thiên sa vào, tinh túc băng diệt, mặt trời lật, uy thế bá đạo mà khủng bố. Một chuôi cự kiếm, trôi lơ lửng ở Diệp Thần sau lưng, toát ra muôn vàn thần mang, kiếm khí nồng nặc huy hoàng, quả là tới không cách nào tưởng tượng bước, người bình thường nhìn một cái, con người đều phải bị chọc mù, linh hồn đều phải bị sống sờ sờ đốt thùng. Thanh kiếm này là vô số ngôi sao nổ sau đó, năng lượng hội tụ mà thành cự kiếm, uy thế kinh khủng, đủ để sánh bằng vô thượng thiên kiếm. Linh Hài Nhi ở bên cạnh ngơ ngác nhìn thanh kiếm này, không nghĩ tới ngắn nháy mắt tới giữa, Diệp Thần lại có thể luyện thành Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Thanh kiếm này, nếu như chém đánh ra, sợ rằng vậy thái chân cảnh cao thủ, đều phải bị ngay tức thì giết chết, quá mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Thật là cường hãn hơi thở chập chờn. Tựa như thiên địa sụp đổ, tinh thần nghiền diệt, ai ở chỗ này tu luyện, lại có lớn như vậy khí thế. Nham thạch nóng chảy thế giới bên ngoài, các nhà các phái cường giả, cũng cảm nhận được liền một cổ khác thường chập chờn. Đó là thương khung chấn động, rất nhiều tinh thần nổ khủng bố dị động,
Đáng chết, luân hồi chi chủ, ngươi lại được kỳ ngộ gì? Huyền Cơ Nguyệt bên kia, cũng là cảm giác được khác thường. Cảm nhận được xa xa địa quật, truyền tới kinh người kiêu căng, Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt, nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. Nàng biết, Diệp Thần lại có kỳ ngộ, hơn nữa lớn vô cùng. Mau truy đuổi, ngày hôm nay nhất định phải chém chết thằng nhóc kia. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, hoàn toàn không có nữ hoàng cao cao tại thượng khí độ, chỉ có nơi nơi ghen tị và căm hận, mang chí huyền các người, nhanh chóng hướng Diệp Thần phương hướng, đuổi giết đi. Diệp Thần tồn tại, để cho nàng hàm dưỡng khí độ, không còn gì vô tồn, chỉ có sát ý hận ý, chỉ muốn giết người. Chí huyền sắc mặt trầm xuống, cũng cảm nhận được không ổn, đi theo Huyền Cơ Nguyệt, đuổi giết, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chuyện ngày hôm nay, khó mà làm tốt, sợ rằng phải vận dụng lão tổ pháp bảo, trong truyền thuyết nguyện vọng thiên tinh. Nham thạch nóng chảy thế giới bên này, Diệp Thần kết thúc tu luyện, hít sâu một hơi, đem sau lưng thần mặt trời kiếm, thu liếm, nhìn về Linh Hải Nhi, nói. Linh Hải Nhi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi mau. Hắn rất rõ ràng, cường địch rình chung quanh, mới vừa tu luyện Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, lớn như vậy chấn động, nhất định sẽ đưa tới Huyền Cơ Nguyệt và Chí Huyền chú ý. Hiện tại Diệp Thần không thích hợp ra tay, bởi vì còn có lớn nhân quả trong người, muốn chờ 3 ngày có thể khôi phục bình thường, nếu như sẽ ra tay và Huyền Cơ Nguyệt quyết chiến, rất có thể lần nữa gặp cắn trả, cái mất nhiều hơn cái được. Được, ca ca, ta biết có một cái không gian đường hầm, có thể rời đi nơi này, ngươi cùng ta tới. Linh Hải Nhi kéo Diệp Thần tay, ngón tay nặn quyết, thả ra một cái tị thủy che chở, lại mang Diệp Thần, lẻn vào nham thạch nóng chảy, đi phần đáy đi. Diệp Thần hơi kinh hãi, lại không nghĩ rằng Linh Hải Nhi nói không gian đường hầm, lúc đầu ở nham thạch nóng chảy phía dưới. Oanh! Hai người mới vừa lẻn vào nham thạch nóng chảy, một hồi vang động to lớn nhưng truyền tới. Huyền Cơ Nguyệt, Chí Huyền Hòa Thượng, mang một đám nho thần cốc cao thủ, liều chết xông tới. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Chí Huyền Hòa Thượng nhìn khắp bốn phía, một hồi ngạc nhiên. Nơi này nhất định là có người tồn tại, chung quanh không gian quy luật cũng sụp đổ, có tinh thần nổ còn sót lại lưu lại, Diệp Thần mới vừa rõ ràng ở nơi này luyện công, nhưng người đã không thấy. Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp cũng là âm trầm, quét nhìn bốn phía. Nàng nhìn thấy cái đó thạch đài, mắt đẹp nhất thời co rúm một cái. Đáng chết, Địa Tâm Diệt Châu, bị thằng nhóc kia đoạt đi. Huyền Cơ Nguyệt khẽ cắn răng, cảm nhận được trên thạch đài, Địa Tâm Diệt Châu lưu lại hơi thở. Hiển nhiên, nàng mơ tưởng cầu mong Địa Tâm Diệt Châu, mới vừa khẳng định phong ấn ở vậy trên thạch đài, hiện tại nhưng không thấy, đoán chừng là bị Diệp Thần cướp đi. Nàng nhưng là không nghĩ tới, Địa Tâm Diệt Châu đã huyễn hóa ra hình người. Không phải là bị Diệp Thần cướp đi, ngược lại là Địa Tâm Diệt Châu, mang Diệp Thần đường chạy. Ở ta trước mặt, còn muốn chạy trốn, khẳng định ở nham thạch nóng chảy phía dưới, cho ta cút ra đây. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp nhìn chằm chằm nham thạch nóng chảy, nàng tinh thần, đặc biệt bén nhạy, thiên cơ cảm ngộ cực mạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Huyền Cơ Nguyệt liền đoán được, Diệp Thần ngay tại nham thạch nóng chảy phía dưới. Thái Thượng Thiên Phù Đạo, phá! Tiêm vung tay lên, Huyền Cơ Nguyệt thi triển ra Thái Thượng Thiên Phù Đạo, ước chừng mấy trăm đạo linh phù, từng tờ một tựa như tinh thần vậy to lớn, ùng ùng nổ đi xuống. Bình bịch bịch, đúng cái sông nham thạch nóng chảy lưu, đều bị từng tờ một linh phù, nổ được nổ tung cổn đáng đứng lên, khơi dậy ngàn tầng cao nham thạch nóng chảy hỏa trụ, nóng bỏng lưu diễm bốn phía phiêu vũ, đặc biệt nguy nga. Không tốt, sông nham thạch nóng chảy để, Diệp Thần sắc mặt chợt biến. Mạnh mẽ nổ truyền tới, Diệp Thần và Linh Hải Nhi, đều cảm thấy mãnh liệt đánh vào. Hai người tất cả vận công pháp, bảo vệ nội tạng tâm thần. Mà đúng cái sông nham thạch nóng chảy, đều bị Huyền Cơ Nguyệt nổ lật. Trong con sông Diệp Thần và Linh Hải Nhi, hình thể vậy hiển hóa đi ra, lại cũng không thể ẩn núp. Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp ác liệt, một hồi cười to. Chợt! Nàng nhìn thấy Diệp Thần bên người đứa nhỏ đồng, nhất thời mặt đẹp biến đổi. Ừ, cái này đứa nhỏ là ai? Hắn hơi thở. Huyền Cơ Nguyệt sợ hãi phát hiện, nhỏ trẻ em trên cổ, treo một hạt châu, chính là nàng tâm niệm Địa Tâm Diệt Châu. Mà nhỏ trẻ em hơi thở, cũng cùng Địa Tâm Diệt Châu tương liên, trọn vẹn một khối, lộ vẻ lại chính là Địa Tâm Diệt Châu khí linh.
Địa tâm Diệt Châu tại sao có thể có khí linh? Huyền Cơ Nguyệt khiếp sợ không thôi, địa tâm Diệt Châu có cực mạnh hủy diệt năng lượng, không cách nào ra đời khí linh, nhưng hiện tại, nhưng hết lần này tới lần khác sản sinh ra một cái đứa nhỏ đồng. Nàng nhưng là không biết, năm đó Vạn Khư Thần Điện người, ở chỗ này luyện công, dẫn được địa mạch hỗn loạn, nơi này tích chứa hủy diệt khí, đều bị địa tâm Diệt Châu hấp thu, bất ngờ sản sinh ra khí linh, đều là trời xui đất khiến. Đi! Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, hắn biết bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu, lập tức kéo Linh Hải Nhi, đi sâu trong lòng đất đi. Chí Huyền, giết hắn. Hắn có lớn nhân quả triền thân, không thể động võ, dẫn hắn ra tay, để cho hắn bị nhân quả cắn trả giết chết, đừng bỏ lỡ cái này thật tốt cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt một tiếng quát mắng, mắt đẹp ác liệt như điện. Nàng ánh mắt đặc biệt cay độc, một mắt liền nhìn ra, Diệp Thần đang có lớn nhân quả triền thân. Không thể tùy tiện ra tay, nếu không sẽ bị cắn trả. Đây là một cái thật tốt cơ hội, có thể chu diệt Diệp Thần. Mới vừa nàng vận dụng thần La Thiên Kiếm, hiện tại hơi thở còn không hoàn toàn khôi phục, cho nên không có tự mình động thủ, mà gọi là Chí Huyền ra tay. Ha ha, nhân quả triền thân, luân hồi chi chủ, người cũng có ngày hôm nay. Chí Huyền cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt cũng là bùng nổ sát ý, rút ra một chuôi kiêng đao, lăng không chém đánh tiếp. Lau một cái khoáng đạt Phật môn đao mang, từ hắn trên thân đao phá giết ra, chém thẳng Diệp Thần đầu óc. Chớ làm tổn thương ca ca. Diệp Thần còn không ra tay, Linh Hải Nhi nhưng đứng ra, tay nhỏ bé một nặn quyết, trên cổ treo địa tâm Diệt Châu, nhất thời bộc phát ra kinh khủng hủy diệt lực, lại có thể ngưng tụ thành một cái hủy diệt vòng xoáy, trôi lơ lửng trên không, đem Chí Huyền vung chém mà đến đao khí, trực tiếp nuốt hết. Ồ! Chí Huyền hơi kinh hãi. Cũng không nghĩ tới cái này đứa nhỏ, lại có thể sẽ có thủ đoạn như vậy. Ca ca, ta tới bảo vệ ngươi, ngươi đi trước. Linh Hải Nhi đứng ở Diệp Thần trước mặt, non nớt trong tròng mắt, nhưng là vẻ kiên định. Không cần, ta có thể đối phó. Diệp Thần trong lòng có vẻ cảm kích, tiến lên trước một bước, ánh mắt quét nhìn Huyền Cơ Nguyệt và Chí Huyền, dâng lên một cổ ác liệt ý. Hắn chuẩn bị ra tay, coi như bị lớn nhân quả cắn trả, có rơi xuống nguy hiểm. Cũng không thể mặc cho Huyền Cơ Nguyệt và Chí Huyền hai người, ở chỗ này làm ẩu. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi còn dám ra tay. Ta đây muốn xem, ngươi nhân quả triền thân, còn dư lại nhiều ít bản lãnh. Thái Thượng Thiên Mỹ nói, cho ta trấn áp. Chí Huyền liều lĩnh cười to, bước chân đạp một cái, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Một cổ hồng màu hồng nhạt đỏ, tràn đầy hồng trần chi hồng thô tục hơi thở, từ hắn thân thể bên trong bộc phát ra. Cái này cổ cực kỳ diêm dúa, cực kỳ cổ quái hơi thở, một bộc phát ra, lập tức tràn ngập, ảnh hưởng đến chu vi thế giới. Ti ti lũ lũ đàn sáo tiếng, chương nhạc tiếng, dâm mỹ tiếng, ca nữ thanh âm, từ hồng trần sương mù bên trong vang khắp đi ra. Chung quanh trong hư không, xuất hiện tầng tầng ảo ảnh. Những thứ này ảo ảnh, là từng cái cả người trần trụi ca cơ, ở nhẹ nhàng múa lên, là mọi chỗ ao rượu rừng thịt, khắp nơi tràn đầy hưởng lạc. Xa hoa lãng phí, hồng trần say mê sắc thái. Cái này lại là Thái Thượng Thiên Mỹ nói, Thái Thượng 36 đạo một trong, là một môn vô cùng cường hãn ảo thuật thần thông, có thể dùng hồng trần thối nát ảo giác cảnh tượng, mê muội nhân tâm, để cho người rơi vào cuồn cuộn hồng trần tình dục bên trong đi, trọn đời không được siêu sinh. Diệp Thần và Linh Hải Nhi, đều bị cuồn cuộn hồng trần sương mù bao vây. Ca ca, Linh Hải Nhi tại chỗ liền bối rối. Nơi nào gặp qua trận này chiến đấu? Thế giới chung quanh, hoàn toàn là một phiến xa hoa lãng phí cảnh tượng, lại cũng không thấy được chút nào nhân gian ưu sầu, chỉ có vô tận tiếng hát, vô tận chương nhạc, vô tận hưởng lạc, từng cái tuyệt vời cô gái, oanh oanh yến yến, tiếng cười nói, hướng hắn xít tới gần. Hắn chỉ là một đứa nhỏ, bị cuồn cuộn hồng trần bao vây, nhất thời người cũng bối rối, tâm cảnh bị lạc, muốn bùn đủ lõm sâu, lại cũng không thể tránh thoát. Tỉnh lại. Diệp Thần bắt Linh Hải Nhi tay, lớn tiếng hò hét. Hắn võ tâm ý chí, vô cùng là cường nhận, điểm này hồng trần ảo ảnh, ngược lại cũng không mê hoặc được hắn. Nhưng Linh Hải Nhi liền không nhất định, Linh Hải Nhi vẫn là quá đơn thuần, lập tức liền bị hồng trần ảo ảnh mê hoặc. Một khi hắn bùn đủ lõm sâu, liền sẽ đánh mất lý trí, đến lúc đó, rất có thể lục thân không nhận, đổ mâu mặt đối mặt, hết qua đầu tới muốn giết Diệp Thần. Thiên tiên cá chép sao, cho ta lọc sạch. Trong lúc nguy cấp,
Diệp Thần thi triển ra thiên tiên cá chép sao, từng luồng tiên khí tự nhiên ra, hình thành từng cái cá chép màu vàng, vần quanh Linh Hải Nhi quanh thân, đem tất cả hồng trần tục khí, toàn bộ lọc sạch hết. Ngày này tiên cá chép sao, là phụ trợ thuộc tính thần thông, cũng không có công phạt khí tượng, cho nên Diệp Thần thi triển ra, không hề coi là động võ, cũng không có bị nhân quả cắn trả. Thấy Thái Thượng Thiên Mỹ nói, bị Diệp Thần ung dung lọc sạch, Chí Huyền nhưng là có chút không tưởng được. Linh Hải Nhi có cá chép hộ thể, lập tức tỉnh hồn lại, nhìn Diệp Thần, kêu một tiếng, ca ca. Nghĩ đến mới vừa thiếu chút nữa bị lạc, bị từng cái trần chuồng ca cơ người đẹp vây quanh hình ảnh, Linh Hải Nhi sắc mặt không khỏi đỏ lên. Đều là ngươi cái này con lừa ngốc, đáng ghét. Linh Hải Nhi nhìn chằm chằm Chí Huyền Hòa Thượng, trong ánh mắt có vẻ phẫn hận. Địa tâm diệt châu, hủy diệt thần quang, tiêu diệt vũ trụ, đi. Dưới cơn thịnh nộ, Linh Hải Nhi trực tiếp ra tay, liền liền nặn quyết, trước ngực treo địa tâm diệt châu, nhất thời bộc phát ra vô cùng là ánh sáng sáng chói. Tia sáng này, giống như một đạo thần tiễn, ác liệt vô cùng, hướng Chí Huyền bắn tới. Chí Huyền con người co rúm một cái, chỉ cảm thấy tia sáng kia bên trong, tràn đầy đáng sợ khí tức hủy diệt, đơn giản là muốn lật hết thảy, không người có thể địch. Nếu như bị đánh trúng, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Địa tâm diệt châu lại có thể như vậy lợi hại, lão tổ bảo vệ ta. Nguyện vọng thiên tinh, hạ xuống. Chí Huyền cướp bước lui về phía sau, trong miệng hét điên cuồng, lập tức cắn chót lưỡi, phun ra ra máu tươi. Phốc! Hắn máu tươi, phun một cái vẩy ra, liền hình thành một đạo phù chiếu. Phù chiếu nổ tung, có một ngôi sao, cuồn cuộn phá vỡ vô tận thời không, hạ xuống. Suy! Linh Hải Nhi hủy diệt thần quang, bắn tới ngôi sao kia bên trong, trực tiếp bị chặn lại, như châu đất xuống biển. Cái gì? Linh Hải Nhi cả kinh, nhìn cái ngôi sao kia, ánh mắt mang theo rung động vẻ ngạc nhiên. Trôi lơ lửng ở Chí Huyền trước người tinh thần, màu sắc xanh thẳm, mênh mông mà bác đại, bầu trời cùng mặt đất, cũng phơi bày vô tận khoáng đạt khí thế. Tinh thần các nơi, hiện đầy từng ngọn miếu thờ, đạo quan, tế đàn, tất cả loại tín ngưỡng chi địa. Còn có quỷ sát sinh linh. Vậy cũng là ở giữa thiên địa, nhất tín đồ trung thành. Bọn họ quỳ xuống đất khấn cầu, vô tận nguyện lực, hội tụ thành cuồn cuộn tín ngưỡng. Những thứ này tín ngưỡng nguyện lực, dâng trào đến không cách nào tưởng tượng bước, lại có thể trực tiếp sáng lập thần linh. Từng cái thiên thần, từng cái cổ xưa thần linh, như đồ đằng vậy, ở ngôi sao bầu trời, diễn hóa chìm nổi trước, vô cùng nguy nga. Đây là, nguyện vọng thiên tinh, hỗn độn cửu tinh xếp hạng thứ nhất tồn tại. Lúc đầu ở nho tổ trên tay, một bên Huyền Cơ Nguyệt, thấy được ngôi sao này, nhất thời kinh hãi. Ngôi sao này, chính là 33 thiên hỗn độn chí bảo, hỗn độn cửu tinh một trong, kêu nguyện vọng thiên tinh. Diệp Thần thấy được nguyện vọng thiên tinh, cũng là vô cùng kinh ngạc, trong đầu nghĩ, lúc đầu trong truyền thuyết nguyện vọng thiên tinh, lại là nho tổ pháp bảo. Ở hỗn độn cửu tinh bên trong, nguyện vọng thiên tinh xếp hạng thứ nhất, so với Diệp Thần đã gặp đao kiếm thiên tinh. Vạn thú thiên tinh, hoàng long thiên tinh vân. Vân, đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cái này nguyện vọng thiên tinh, chỗ lợi hại nhất, chính là tín ngưỡng nguyện lực. Tinh thần bên trên, vô số tín đồ khấn cầu, nơi hội tụ đi ra ngoài tín ngưỡng, đủ để thay đổi thiên địa quy luật, vô căn cứ sáng tạo thần linh, năng lượng cường đại, quả là tới không thể tưởng tượng nổi bước. Ngôi sao này, mấy chục ngàn trong thời kỳ một mực thất lạc, cũng không biết rơi vào phương nào. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, lúc đầu nguyện vọng thiên tinh, ngay tại nho tổ trên tay. Chí Huyền Hòa Thượng là nho tổ đệ tử thân truyền, hiện tại, hắn vận dụng máu tươi phù chiếu, tạm thời mượn dùng nho tổ lực lượng, thả ra ngôi sao này. Nguyện vọng thiên tinh vừa ra, thoáng chốc tới giữa, kinh khủng tín ngưỡng nguyện lực, nghiền ép bốn phía, hàng tỷ tín đồ khấn cầu, giống như kinh thiên hoa trương, trấn áp người tâm thần. Diệp Thần tim đập bịch bịch. Chỉ cảm thấy không cách nào tưởng tượng áp lực, quay đầu nghiền giết xuống, cơ hồ phải đem hắn đẻ bể. Chư thiên thần linh, nghe ta hiệu lệnh, ta cầu nguyện, ngày hôm nay muốn luân hồi chi chủ chết. Chí Huyền giang hai cánh tay, thanh âm như sấm vậy vang vọng, rất nhiều xuống đại nguyện vọng. Viên này nguyện vọng thiên tinh, tín ngưỡng năng lượng cực mạnh, quá mức cho tới có thể thay đổi thực tế quy tắc, làm nguyện vọng trở thành sự thật bước. Ngôi sao này, nếu như bị người phàm lấy được, có thể thực hiện vô cùng vô tận nguyện vọng và dục vọng, muốn bấy nhiêu vàng bạc châu báu,
liền có nhiều ít vàng bạc châu báu. Vô cùng thần kỳ. Bất kỳ thực tế quy tắc, đều phải bị thay đổi, có thể tưởng tượng được ngôi sao này, tín ngưỡng năng lượng có kinh khủng dường nào. Hiện tại, Chí Huyền cầu nguyện, muốn Diệp Thần chết. Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền cảm thấy một cổ khó mà hình dung nguyền rủa hơi thở, mang hào hùng tín ngưỡng chập chờn, từ nguyện vọng thiên tinh phát ra. Hắn thân thể, huyết mạch, khí vận, một cái chớp mắt tới giữa, gặp phải cực lớn áp chế, tựa như cả người, đều phải ngay tức thì bạo thể, trực tiếp chết đi. Thật là cường hãn nguyền rủa. Diệp Thần rung động không dứt. Viên này nguyện vọng thiên tinh, tín ngưỡng hơi thở quá đáng sợ, nếu như là vậy thủy nguyên cảnh võ giả, bị nguyền rủa một tí, lập tức sẽ chết đi. Cho dù là Diệp Thần, cũng cảm nhận được vô cùng áp lực. Ngôi sao này, đối phó hắn loại cấp bậc này người, mặc dù không có thể nói lập tức nguyện vọng trở thành sự thật, thật ngay tức thì giết người, nhưng uy áp to lớn, vậy làm người ta khó mà chịu đựng. Nho tổ lão nhân kia, lại có thể ẩn núp được sâu như vậy, ngôi sao này, ta cũng không gặp hắn động tới. Một bên Huyền Cơ Nguyệt, thấy Diệp Thần áp lực to lớn hình dáng, vậy cảm thấy kiêng kỵ. Nàng trước kia cũng không gặp qua nho tổ vận dụng nguyện vọng thiên tinh, điều này hiển nhiên là một lá bài tẩy. Hiện tại, Chí Huyền vận dụng nho tổ lá bài tẩy, hiển nhiên cũng là lấy được nho tổ đồng ý. Xem ra, vì giết chết Diệp Thần, còn có Diệp Thần sau lưng huyết thần, nho tổ không có lại đánh coi là giấu giếm cái gì, trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất. Ca ca, ngươi thế nào? Linh Hài Nhi một hồi nóng nảy, thấy Diệp Thần sắc mặt nặng nề hình dáng, chỉ lo lắng hắn xảy ra chuyện. Hắn tuy có địa tâm diệt châu nơi tay, nhưng hạt châu này, nhưng không cách nào làm tan dã nguyện vọng thiên tinh nguyền rủa. Thái Dương Tiên Hoàng, bảo vệ ta thân. Nguyền rủa càng ngày càng mãnh liệt, trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cả người bộc phát ra mặt trời huy hoàng ánh sáng. Một chuôi mênh mông vô cùng, sáng chói nhức mắt mặt trời cự kiếm, từ sau lưng hắn từ từ bốc lên. Thanh kiếm này, hội tụ triệu ngôi sao năng lượng, nóng rực tới cực điểm. Từng cổ một hào hùng tinh hoa mặt trời, từ cự kiếm bên trong bộc phát ra, đánh thẳng vào Diệp Thần thân thể. Diệp Thần trong cơ thể nguyền rủa hơi thở, ở khoáng đạt mặt trời sức mạnh to lớn dưới sự xung kích, nhất thời tiêu tản mát. Hồng Mông Nguyên Thuật, vô cùng tuyệt diệu, Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, hạng thứ tư, không chỉ là sát phạt như thế đơn giản, mạnh mẽ mênh mông mặt trời thiên uy, còn có thể xua tan nguyền rủa tà ác, bảo vệ thân mình. Diệp Thần động một cái dùng mặt trời cự kiếm, lập tức đem quanh quẩn quanh thân nguyện vọng nguyền rủa cũng khu tan hết. Thật là đau. Diệp Thần cắn răng, mặt trời cự kiếm đánh vào nguyện vọng nguyền rủa, sinh ra va chạm, cũng cho hắn thân thể mang tới to lớn đau đớn. Bất quá thật may, hiện tại nguyền rủa đã tản đi, Diệp Thần áp lực lớn giảm bớt. Hơn nữa, dùng mặt trời cự kiếm hộ thân, không hề coi là động võ, hắn vậy không chạm đến lớn nhân quả, cũng không có bị cắn trả. Thái Dương Tiên Hoàng, ngươi nơi nào có được thần thông? Chí Huyền thấy Diệp Thần sau lưng mặt trời cự kiếm, nhất thời vô cùng khiếp sợ, lui về phía sau một bước. Hắn tự nhiên nhận ra, đó là Thái Dương Tiên Hoàng Trảm khí tượng, triệu ngôi sao năng lượng, hối tụ thành cự kiếm, hơi thở bàng bạc mạnh mẽ, tầm thường nguyền rủa căn bản không tổn thương được Diệp Thần. Trong tay hắn nguyện vọng thiên tinh, là nho tổ pháp bảo, cũng không phải là hắn đồ, hắn chỉ có thể vận dụng một chút xíu tín ngưỡng lực lượng, còn chưa đủ để phá hỏng triệu ngôi sao bảo vệ. Trừ phi, nho tổ đích thân tới, tự mình điều khiển nguyện vọng thiên tinh, mới có thể đột phá triệu ngôi sao phòng ngự, giết chết Diệp Thần. Cái này Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, là thăng cấp bản Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, 33 thiên hồng mông nguyên thuật hạng thứ tư, vô cùng lợi hại. Truyền thuyết là truyền lưu ở thái thượng thế giới thần thông, hắn lại không nghĩ rằng rơi vào Diệp Thần trên tay. Đáng chết, thần La Thiên Kiếm, cho ta chém giết. Huyền Cơ Nguyệt cũng là tức giận, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể luyện thành Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, khí vận quả nhiên là khoáng đạt bàng bạc. Ngày hôm nay rõ ràng là Diệp Thần tử cục, nàng và Chí Huyền chiếm hết ưu thế, Diệp Thần còn có lớn nhân quả trong người, nhưng hết lần này tới lần khác chống được hiện tại. Tức giận dưới, Huyền Cơ Nguyệt cũng không để ý hơi thở còn không khôi phục, sau lưng thần quang trào đãng, lại có thể lần nữa bộc phát ra thần La Thiên Kiếm, ngập trời kiếm mang nổ tung, thần La Thiên Kiếm sử dụng, mãnh liệt tới cực điểm kiếm khí, hung hăng hướng Diệp Thần lướt đi. Hôm nay, Diệp Thần nhất định phải chết. Ca ca, chúng ta chạy mau.
Linh Hài Nhi biết Diệp Thần có lớn nhân quả trong người, không thích hợp động thủ, mắt gặp Huyền Cơ Nguyệt Thần kiếm mũi nhọn chém tới, hắn vội vàng kéo Diệp Thần, đi nham thạch nóng chảy lòng đất chạy đi. Đồng thời, Linh Hài Nhi sử dụng địa tâm diệt châu, trong miệng quát mắng, địa tâm diệt châu, hủy diệt kết giới, đi. Vù vù, địa tâm diệt châu sử dụng, trên không trung xoay tít xoay tròn, toát ra tinh mang sáng chói, tầng tầng văn lạc, từ bên trong hạt châu nổi lên, tạo thành một cái đặc thù kết giới đồ đằng. Cái đồ đằng này, tô điểm từng luồng ánh sao, tràn đầy kinh khủng hủy diệt khí, hiển nhiên là địa tâm diệt châu năng lượng cốt lõi, diễn hóa ra tới tồn tại. Oanh! Kết giới đồ đằng, một nổi lên, lập tức nổ. Cuồng bạo hủy diệt năng lượng, tại chỗ nổ thành một đoàn gió bão, ung ung cuốn đi bốn phía, hư không đều bị nổ được sụp đổ, mọi chỗ hắc ám chảy loạn, bị lạc cấm khu, thất lạc thời không, thượng cổ vũ trụ đồ cảnh, đột ngột ở nơi này phiến nham thạch nóng chảy trong thế giới, nổi lên. Huyền Cơ Nguyệt nổ bắn ra mà đến thần La Thiên kiếm kiếm khí, cũng bị cuốn vào hủy diệt gió bão bên trong. Thiên kiếm thần uy, địa tâm diệt châu hủy diệt thần uy, ngay tức thì tranh phong va chạm, bùng nổ khó mà hình dung khủng bố khí tượng, không chỉ là hư không sụp đổ, liền không biết thời không, mãi mãi vũ trụ đồ cảnh, tinh không hỗn độn hắc ám cấm khu, đều bị kinh khủng nổ phai mờ. Chí Huyền dưới quyền người, có người không tránh kịp, bị cuốn vào trong đó, phát ra kêu thảm thiết, lập tức liền tan thành mây khói, liền một chút mảnh giấy vụn cũng không có để lại tới. Mạnh mẽ kinh khủng va chạm giao phong, làm được Chí Huyền cũng là biến sắc, vội vàng mang hắn thủ hạ hắn, cùng nhau nhảy đến Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, né tránh tai họa. Đứng ở Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, Chí Huyền thấy phía dưới, mới vừa nham thạch nóng chảy thế giới, địa quật thế giới, đã không tồn tại nữa, tất cả hết thảy thật thể, đều bị phai mờ, cũng chôn vùi ở thần La Thiên Kiếm và địa tâm diệt châu va chạm nổ bên trong. Nơi này, chỉ còn lại tuyệt đối hư không, còn có tầng tầng quỷ dị phóng xạ ánh sáng, tình cảnh vô cùng khủng bố. Chỉ có Nguyện Vọng Thiên Tinh, mới có thể ngăn cản kinh khủng này đánh vào. Mà mượn địa tâm diệt châu chống cự, Linh Hài Nhi đã mang Diệp Thần, chạy tới dưới lòng đất. Nơi này, có một cái không gian đường hầm, hắn mang Diệp Thần, chui vào đường hầm bên trong, trực tiếp truyền tống đi. Ung ung, nổ đợt khí ảnh hưởng đến xuống, con đường hầm này, cũng bị cuồng bạo hủy diệt năng lượng, thiên kiếm năng lượng, hoàn toàn phá hủy. Huyền Cơ Nguyệt cầm kiếm đứng ở hư không trên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần chạy trốn, đợi được nổ lắng xuống, nàng muốn đuổi giết, vậy không còn kịp rồi. Luân hồi chi chủ, lại có thể lại để cho ngươi chạy. Đáng ghét. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng nghiến lợi, trên trán thậm chí nổi lên gân xanh, khí được cả người phát run. Lần này, không chỉ là Diệp Thần chạy, liền địa tâm diệt châu vậy chạy. Cái này địa tâm diệt châu, đối với nàng vô cùng trọng yếu, là nàng tu luyện đột phá vật cần. Nàng đã cắn nuốt thiên tâm u châu, còn kém viên này địa tâm diệt châu, liền có thể công đức viên mãn, nhưng hết lần này tới lần khác, địa tâm diệt châu ở nàng mí mắt phía dưới, hoàn toàn chạy đi. Nàng há có thể không giận. Nữ hoàng bệ hạ, người dự định như thế nào? Nổ lắng xuống sau đó, Chí Huyền mang người thủ hạ, từ Nguyện Vọng Thiên Tinh bên trong nhảy ra, đứng ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt, mang trên mặt tức giận. Viên này địa tâm diệt châu, bị Diệp Thần cướp đi, nếu như Nho Tổ biết, khẳng định sẽ đại phát lôi đình, hắn vậy sẽ không tốt lắm. Cho nên, hiện tại Chí Huyền tâm tình, và Huyền Cơ Nguyệt như nhau, cũng là vô cùng căm hận tức giận, hận không được lập tức bắt được Diệp Thần, giết liền rồi sau đó mau. Ta sẽ phái người đi thăm dò, tóm lại sẽ không để cho thằng nhóc kia chạy mất chính là. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng. Chí Huyền gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Chúng ta Nho Tổ thần điện, vậy sẽ điều tra. Đợi một chút, người viên này hỗn độn tinh thần. Huyền Cơ Nguyệt đột nhiên trong lòng động một cái, nhìn về trôi lơ lửng ở trên trời Nguyện Vọng Thiên Tinh. Nguyện Vọng Thiên Tinh, nghe nói có thể thực hiện thế gian hết thảy nguyện vọng, có vô cùng cường đại nguyện lực, mượn ta dùng một chút, ta dùng tử vi số mệnh thuật, phối hợp ngôi sao này, có lẽ có thể suy đoán ra luân hồi chi chủ rơi xuống. Chí Huyền mặt liền biến sắc, lui về phía sau ba bước. Vội vàng thu hồi Nguyện Vọng Thiên Tinh, nói, nữ hoàng, đây là lão tổ pháp bảo, ta không thể tùy tiện cho ngươi mượn. Huyền Cơ Nguyệt nói, ta dùng để điều tra luân hồi chi chủ rơi xuống, cũng không được sao. Chí Huyền nói, nữ hoàng, thật xin lỗi, không phải ta hẹp hòi, chân thực không dám lỗ mãng, người muốn mượn dùng Nguyện Vọng Thiên Tinh,
ta được hướng lão tổ bẩm báo, hỏi hỏi hắn ý. Thấy được Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên kiếm khí thế, Chí Huyền thật sự là kiêng kỵ, nếu như Huyền Cơ Nguyệt mượn dùng thiên tinh thời điểm, âm thầm lưu lại dấu vết gì thủ đoạn, vậy thì phiền toái, cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Được rồi, lười được cùng ngươi nói nhảm, không cho mượn coi như, chính ta cha. Huyền Cơ Nguyệt mất hết hứng thú khoát tay một cái, cũng không có nói thêm nữa, một mình rời đi. Rời đi cái này phiến hư không, lần nữa trở lại địa cung, Huyền Cơ Nguyệt thấy được vậy một cái treo thi thể, mắt đẹp hơi ngưng trọng. Vạn Khư quá phận, giết người liền giết người, vì không dính nhiễm nhân quả, lại còn vận dụng ngày tận thế thẩm phán. Huyền Cơ Nguyệt cảm nhận được, những thi thể này trên, lưu lại có một chút mãi mãi thẩm phán dấu vết, đó là Thái Thượng Thiên Sử Đạo hơi thở. Dùng ngày tận thế thẩm phán giết người, có thể chém thanh hết thảy nhân quả, để cho ngoại nhân không cách nào suy diễn đến dấu vết nào, vô cùng thực dụng. Nhưng, bị xét xử người, phải chịu thống khổ, khó có thể tưởng tượng, chọn đời tội nghiệt sai lầm, cũng sẽ hóa thành thẩm phán lửa cháy bừng bừng cháy, cực đoan hành hạ. Vạn Khư bên kia, khẳng định có âm mưu gì, lại muốn dùng thẩm phán giết người. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt hơi chăm chú, mơ hồ cảm thấy những thi thể này sau lưng, dính dấp đến một đoạn âm mưu lớn. Dẫu sao, Thái Thượng Thiên Sử Đạo không phải cái gì đơn giản đạo pháp, mỗi lần sử dụng cũng sẽ hao phí cực lớn linh khí, Vạn Khư có người không tiếc hao tổn, cũng phải vận dụng thẩm phán giết người, đây nhất định là có thiên đại mưu đồ. Chỉ là, tạm thời tới giữa, Huyền Cơ Nguyệt vậy nghĩ không rõ lắm, Vạn Khư có cái gì mưu đồ. Rào. Ngay tại lúc này, Huyền Cơ Nguyệt sau lưng không gian, một hồi ánh sáng rực rỡ chào đãng. Suy. Một cái gầy đét tay, mang muôn vàn bá đạo khí thế, xé ra hư không. Nữ hoàng, vẫn khỏe chứ? Một cái ông già, biến dạng hư không hạ xuống, nhưng là Nho Tổ. Nho Tổ, ngươi làm sao tới? Huyền Cơ Nguyệt thấy Nho Tổ, nhất thời cảnh giác, gọi ra thần La Thiên Kiếm, cầm ở trong tay. Luân hồi chi chủ chạy. Nho Tổ híp mắt, đánh giá bốn phía. Ừ. Huyền Cơ Nguyệt vẫn là một mặt phòng bị hình dáng. Ha ha, luân hồi chi chủ, quả nhiên là khí vận thâm hậu, ta liền nguyện vọng thiên tinh đều lấy ra, không nghĩ tới hắn lại còn là chạy. Nho Tổ ra mặt kéo động một tí, thần sắc rất là khó khăn xem. Lần này địa tâm diệt châu tranh đoạt chiến, hắn thậm chí đem lá bài tẩy nguyện vọng thiên tinh đều lấy ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào giết chết Diệp Thần. Đệ tử bất lực, mời lão tổ thứ tội. Lúc này, Chí Huyền vậy cảm nhận được Nho Tổ phủ xuống hơi thở, từ đàng xa chạy tới, vừa vặn nghe được Nho Tổ mà nói, lật đật quỳ xuống đất xin tội. Không sao, không cần tự trách, thằng nhóc kia nhảy nhót không được nhiều ít ngày. Nho Tổ khoát tay một cái, cũng không có trách cứ Chí Huyền, già nua trong tròng mắt, hiện ra một chút sát khí. Hiển nhiên, cùng lần kế, hắn sẽ tự mình động thủ, kết thúc hết thảy các thứ này. Ừ, Chí Huyền vẫn là cúi đầu, một mặt xấu hổ. Nho Tổ, ngươi xem chung quanh đây. Huyền Cơ Nguyệt giọng lãnh đạm, nhưng nhìn chung quanh khô thi lúc đó, trong ánh mắt vẫn là mang to lớn kiêng kỵ. Đây là... Nho Tổ nhìn chung quanh từng cổ khô thi, gương mặt nhất thời âm trầm xuống. Hiển nhiên, hắn trước kia cũng không biết, lòng đất tồn tại như vậy một nơi. Bởi vì có ngày tận thế xét xử hơi thở, nơi này nhân quả, toàn bộ bị chém đứt, hắn căn bản không phát hiện. Ta đánh hơi được một chút âm mưu hơi thở, Vạn Khư có thể ở mưu đồ cái gì? Huyền Cơ Nguyệt cau mày, nàng loại cảnh giới này người tu luyện, đối với trong chỗ U Minh Cát Hung Họa Phúc, cảm ứng đặc biệt bén nhạy. Mặc dù, nàng cũng không biết nơi này trước kia chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ là người nguy hiểm, cái này sau lưng âm mưu, thậm chí có thể liên quan đến chư thiên vạn giới tồn vong. Có cổ quái. Nho Tổ cũng là giọng âm trầm, ngoắc tay, quát lên, nguyện vọng thiên tinh, chiếu phá thời không. Bị Chí Huyền mượn đi nguyện vọng thiên tinh, nghe được Nho Tổ kêu gọi, lập tức bay trở về ở trên tay hắn, thả ra vạn trượng thần quang. Tinh thần bên trên, vô số tín đồ ngâm sướng khấn cầu, hóa thành cuồn cuộn tín ngưỡng nước lũ, hòa lẫn cái này ngập trời thần quang, ngay tức thì chiếu sáng toàn bộ địa cung. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Bốn phía thời gian pháp tắc, không gian quy luật, không ngừng nổ tung. Thời gian sông dài, lại có thể bị rất miễn cưỡng nghịch chuyển, một bức bức cổ xưa hình ảnh, ở giữa không trung hiện lên. Lão đệ,
đây đã là thứ 250 cái, người giết nhiều người như vậy, luyện hóa như thế nhiều hủy diệt đạo ấn linh khí, thần công còn không luyện thành sao? Hình ảnh bên trong, có hai cái cụ già, đang thương lượng trước cái gì? Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì những hình ảnh này, chính là hắn dùng tới cổ còn ảnh trận, trả lại như cũ đi ra ngoài hình ảnh. Trong hình, Hồng Thiên Kinh và cái đó ông cụ áo bào cho, chính là mật mưu. Vì trả nguyên những hình ảnh này, Diệp Thần nhận chịu to lớn giá phải trả, bị lớn nhân quả cắn trả, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện. Hiện tại, nhỏ tổ vận dụng nguyện vọng thiên tinh, dựa vào vô số tín đồ nguyện lực, cũng là rất miễn cưỡng nghịch chuyển thời không, lần nữa trả lại như cũ nơi này tình huống. Cái này nghịch chuyển thời không thủ đoạn, thậm chí so với phong thiên thương thượng cổ còn ảnh trận, cao hơn mình rất nhiều. Ồ, lại có thể như thế thuận lợi, có người dùng thượng cổ còn ảnh trận, rình rập qua cổ xưa năm tháng dấu vết. Nhất định là luân hồi chi chủ thằng nhóc kia. Nho tổ thấy cổ xưa hình ảnh hiện lên, nhất thời cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì, quá ung dung, quá thuận lợi. Hắn động một cái dùng nguyện vọng thiên tinh, cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại. Vậy không cần trả giá cao gì, dễ dàng liền thấy ngày xưa nhân quả, rõ ràng cho thấy có người đã từng rình rập qua, cho nên hắn lại rình rập, thì trở nên được vô cùng thuận lợi. Lại còn nguyên liền ngày xưa hình ảnh, luân hồi chi chủ vậy thành công. Huyền Cơ Nguyệt thấy nho tổ thủ đoạn, cũng là vô cùng kinh ngạc. Nơi này không tồn tại cổ xưa nhân quả dấu vết, bởi vì đều bị ngày tận thế thẩm phán chặt đứt, không cách nào suy diễn thiên cơ. Nhưng, nho tổ mượn nguyện vọng thiên tinh, rất miễn cưỡng nghịch chuyển thời không, trả lại như cũ hết thảy. Thủ đoạn này, dĩ nhiên là vô cùng cường hãn, để cho Huyền Cơ Nguyệt vậy cảm thấy kiêng kỵ. Diệp Thần cũng được công rình dập qua, nàng lại là bất ngờ. Muốn đến Diệp Thần trước đây lớn nhân quả triển thân, chính là rình dập cổ xưa năm tháng tác dụng phụ. Hồng Thiên Kinh, còn có cái này áo bào xám lão đầu, bọn họ lén lén lút lút, muốn ở chỗ này làm gì? Nho tổ nhìn cổ xưa năm tháng hình ảnh, thật sâu đề phòng. Huyền Cơ Nguyệt cũng là không chớp mắt, nhìn hình ảnh bên trong, Hồng Thiên Kinh và vậy ông cụ áo bào cho mật mưu. Bọn họ tựa hồ muốn tu luyện cửu thiên thần thuật. Huyền Cơ Nguyệt nhìn thấu đầu mối. Cửu thiên thần thuật bên trong, cần hấp thu hủy diệt đạo ấn lực lượng tu luyện, chỉ có thần diệt thiên chiếu công. Chẳng lẽ, cái này áo bào xám lão đầu, muốn tu luyện thần diệt thiên chiếu công? Nho tổ hít sâu một hơi, thật sâu lộ vẻ xúc động. Thần diệt thiên chiếu công. Huyền Cơ Nguyệt cũng là kinh ngạc, cửu thiên thần thuật truyền thuyết, đặc biệt bí mật, cho dù là nàng, vậy biết không nhiều, chỉ biết là cửu môn đứng đầu nhất cao nhất nguyên thuật. Thần diệt thiên chiếu công, một khi luyện thành, có thể ngưng tụ ra một vòng màu đen mặt trời, chiếu sáng chư thiên vạn giới, phàm là bị chiếu sáng địa phương, cũng sẽ sụp đổ hủy diệt, lâm vào là thuần túy nhất linh khí, cuối cùng bị màu đen kia mặt trời hấp thu. Cửa này cửu thiên thần thuật. Là tuyệt đối cấm thuật, hủy thiên diệt địa, không có tính người, coi như là ở thái thượng thế giới, cũng là bị vạn khư minh lệnh cấm chỉ. Hồng Thiên Kinh muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn làm trái với vạn khư ý nguyện, len lén kêu người tu luyện cửa này cấm thuật. Nho tổ giọng đặc biệt ngưng trọng. Cửu thiên thần thuật cái loại này bí mật, hắn rõ ràng so Huyền Cơ Nguyệt, càng vì rõ ràng. Thần diệt thiên chiếu công, là cửu thiên thần thuật một trong, lực sát thương kinh khủng dị thường. Khí tức hủy diệt long trời lở đất, một khi luyện thành, hắc nhật thiên chiếu một thả ra ngoài, ánh mặt trời chiếu một tí, càn khôn mặt đất thì phải sụp đổ, vũ trụ tinh không liền muốn hủy diệt. Môn thần thông này, có thể nói cấm thuật, đại biểu tuyệt đối khí tức hủy diệt, chí cao vô thượng hủy diệt. Hình ảnh bên trong, cái đó ông cụ áo bào cho, rõ ràng cho thấy Hồng Thiên Kinh người, hắn tu luyện thần diệt thiên chiếu công, tự nhiên cũng là Hồng Thiên Kinh bày mưu đặt kế. Nho tổ và Huyền Cơ Nguyệt nhìn nhau, sắc mặt hai người đều là nặng nề. Xem ra, đây không phải là vạn khư âm mưu, mà là Hồng Thiên Kinh âm mưu. Hồng Thiên Kinh vì đối kháng Thái Thượng Thiên Nữ, chẳng lẽ muốn hủy diệt chư thiên vạn giới? Nho tổ nhìn chằm chằm trong hình nội dung, Hồng Thiên Kinh nhắc tới, cùng ông cụ áo bào cho luyện thành thần diệt thiên chiếu công, hắn phải dùng tới đối kháng Thái Thượng Thiên Nữ. Hắn muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Lấy ra vạn giới thiên địa linh khí, dùng để tăng cường thực lực. Huyền Cơ Nguyệt cũng là sống lưng phát rét, mơ hồ đoán được cái gì. Nếu như Nho Tổ nói là sự thật, vậy cùng thần diệt thiên chiếu công luyện thành, hắc nhật thiên chiếu thả ra ngoài,
chư thiên đều phải sụp đổ hủy diệt, biến thành nhất căn nguyên, thuần túy nhất hơi thở, bị Hồng Thiên Kinh hấp thu hết. Đến lúc đó, vô luận là vực ngoại, vẫn là thượng giới, cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt, thiên địa sơn hà, hết thảy sinh linh, cũng sẽ lâm vào là Hồng Thiên Kinh chất dinh dưỡng. Nếu như có thể thành công hủy diệt chư thiên, hấp thu luyện hóa chư thiên linh khí, vậy Hồng Thiên Kinh thực lực, dĩ nhiên là bạo tăng, đủ để trấn áp Thái Thượng Thiên Nữ. Chỉ là, thủ đoạn này, quá mức tàn khốc, không có tính người, coi như là vạn khư cao tầng, cũng sẽ không đồng ý Hồng Thiên Kinh làm như vậy. Bởi vì, mặt trái nhân quả quá lớn, ắt gặp cắn trả. Khó trách Hồng Thiên Kinh phải dùng ngày tận thế xét xử thủ đoạn, chặt đứt nhân quả, nguyên lai là sợ bị phát hiện, cái này người điên, vì đối kháng Thái Thượng Thiên Nữ, lại muốn hủy diệt cả thế giới sao? Nho tổ trong mắt thâm trầm, coi như là muốn rõ ràng. Chung quanh một cái khô thi, những thứ này chết thảm võ giả, đều là vậy ông cụ áo bào cho luyện công vật liệu. Vậy ông cụ áo bào cho, chỉ là Hồng Thiên Kinh một con cờ. Cùng con cờ này, thần công luyện thành, chính là Hồng Thiên Kinh tiêu diệt vạn giới, nghịch giết Thái Thượng Thiên Nữ thời điểm. Bất quá, cửu thiên thần thuật vô cùng thâm ảo, thần diệt thiên chiếu công cũng không ngoại lệ, tu luyện cực kỳ khó khăn. Hồng Thiên Kinh chỉ tính theo ý mình, hiển nhiên không dễ dàng đánh vang. Cho đến hắn và Thái Thượng Thiên Nữ quyết chiến, hắn đều không có thể thành công. Nhưng, cái này cũng không đại biểu, âm mưu sẽ kết thúc. Hiện tại, Hồng Thiên Kinh bị phong ấn ở lòng đất, cái này thần diệt thiên chiếu công, lại là hắn lật bàn đại sát khí, hắn không thể nào dễ dàng buông tha. Nho tổ, người dự định như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hiện tại biết rõ Hồng Thiên Kinh âm mưu, nàng muốn nghe một chút Nho Tổ đối sách. Nho Tổ ha ha cười một tiếng, nói, đây là cổ xưa năm tháng âm mưu, đến ngày hôm nay muốn thực hiện, khó hơn lên trời, hắn Hồng Thiên Kinh coi như là thượng vị giả, vậy không có năng lực lớn như vậy, có thể ăn cả thế giới. Huyền Cơ Nguyệt nói, nhưng tổng được phòng bị một hai. Nho Tổ gật gật đầu nói, đây là tự nhiên, cùng trăm ngày ước hẹn sau này, ta sẽ thử nghiệm cầu nguyện. Câu thông Thái Thượng Thế Giới, phơi bày Hồng Thiên Kinh âm mưu, nếu như bị vạn khư cao tầng, biết hắn tu luyện cấm thuật, khẳng định sẽ phát sứ giả, đem hắn chu diệt. Hiện tại, Nho Tổ và Huyết Thần, còn có trăm ngày ước hẹn, cái này trăm ngày thời gian, hắn chẳng muốn phân tâm. Cùng trăm ngày sau, hắn biết nhúc nhích dùng nguyện vọng thiên tinh, cầu nguyện Thái Thượng, bẩm báo hết thảy. Nếu như có vạn khư sứ giả, chu diệt hết Hồng Thiên Kinh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Dẫu sao, vực ngoại là bọn họ những người này thế giới, do bọn họ nắm trong tay, sau lưng vô căn cứ có một cái thượng vị giả tồn tại, cuối cùng bất an. Hơn nữa, Hồng Thiên Kinh dã tâm, vậy quá điên cuồng, vì đối kháng Thái Thượng Thiên Nữ, thật sự là không tiếc bất cứ giá nào, bỏ mặc hết thảy hậu quả, lại còn muốn hủy diệt chư thiên vũ trụ, để cho cả thế giới, biến thành mình chất dinh dưỡng. Cái loại này người điên, liền Nho Tổ cũng không có so kiêng kỵ. Vậy thì tốt, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bẩm báo Thái Thượng. Huyền Cơ Nguyệt khẽ vuốt cằm, tự nhiên vậy không muốn nhìn thấy Hồng Thiên Kinh âm mưu được như ý. Thương nghị xong, Huyền Cơ Nguyệt rời đi nơi đây. Chúng ta đi. Nho Tổ vậy mang Chí Huyền các người, biến dạng hư không rời đi. Hồng Thiên Kinh âm mưu, khoảng cách bọn họ, vẫn có chút xa xôi. Việc cần kíp, là tìm ra Diệp Thần, đoạt lại địa tâm Diệt Châu. Mà lúc này Diệp Thần, đã cùng Linh Hài Nhi, dọc theo không gian đường hầm, chuyển đến một nơi tĩnh lặng thung lũng. Vù vù, thân ở trong cái thung lũng này, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một đạo phù chiếu, sinh ra khác thường vang động. Ừ, Diệp Thần hơi sững sờ, đem phù chiếu móc ra. Tấm phù chiếu này, hiện đầy kiếm khí, phía trên có 7 sao Long Uyên khí tượng, là Long Uyên Thiên Kiếm Kiếm Linh phù chiếu. Cái này trương kiếm linh phù chiếu, quan hệ đến trong truyền thuyết Long Uyên Thiên Kiếm. Long Uyên Thiên Kiếm, chôn giấu ở thiên nhân vực một cái địa phương bí ẩn. Diệp Thần tấm phù chiếu này, có thể tìm được Long Uyên Thiên Kiếm bản thể chỗ. Hơn nữa, nếu như Long Uyên Thiên Kiếm ở vùng lân cận, phù chiếu sẽ có dị động. Hiện tại, kiếm linh phù chiếu sinh ra dị động, điều này đại biểu, Long Uyên Thiên Kiếm đang ở phụ cận. Ban đầu Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ liền trợ giúp Diệp Thần rất nhiều. Nếu như đạt được bản thể kiếm, mình phần thắng phải chăng là thêm mấy tầng? Long Uyên Thiên Kiếm đang ở phụ cận sao? Diệp Thần con người co giúp một cái,
hơi một cảm ứng suy diễn, nhất thời phát hiện, Long Uyên Thiên Kiếm bản thể, liền chôn ở cách nơi đây không tới trăm dặm địa phương, đặc biệt đến gần. Đi tới thiên nhân vực lâu như vậy, Diệp Thần vẫn không có tìm Long Uyên Thiên Kiếm, bởi vì thanh kiếm này, cũng là tám đại vô thượng thiên kiếm một trong, bị mai táng phong ấn, có tầng tầng cấm chế, muốn đào lấy ra, chân thực khó hơn lên trời. Muốn nghĩ cũng biết, ban đầu Huyền Cơ Nguyệt, vì chấp trưởng thần La Thiên Kiếm, không biết hao phí nhiều ít tâm thần, trong truyền thuyết vô thượng thiên kiếm, nơi nào là tốt như vậy cầm. Cho nên, Diệp Thần vẫn không có tận lực tìm. Hiện tại, kiếm linh phù chiếu khác thường động, Long Uyên Thiên Kiếm liền chôn ở vùng lân cận, cái này làm cho Diệp Thần khá để ý bên ngoài. Lấy ta thủy nguyên cảnh thực lực, có thể đi cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm sao? Diệp Thần tính toán, ở trên tay hắn cũng có một cái thiên kiếm, đó chính là Hoang Ma Thiên Kiếm, nhưng cũng không có hoàn toàn thành hình, còn cần số lớn tài nguyên nuôi. Mà Long Uyên Thiên Kiếm, nhưng là đỉnh cấp tồn tại, chỉ cần chấp trưởng, không cần lại quá mức đào tạo, có thể trực tiếp nắm trong tay vô thượng thiên kiếm sát phạt mũi nhọn. Hồng Thiên Kinh cũng muốn thanh kiếm này, ta hiện tại đi cướp lấy, biết hay không thức tỉnh hắn. Diệp Thần chau mày, Long Uyên Thiên Kiếm chôn giấu, không chỉ là hắn biết, Hồng Thiên Kinh bên kia, vậy đã sớm biết rồi, chỉ là hai bên cũng không có đem cầm cướp lấy, cho nên một mực giữ binh không nhúc nhích. Ca ca, người phù này chiếu là cái gì? Lúc này, Linh Hải Nhi thấy Diệp Thần trong tay phù chiếu, tò mò đặt câu hỏi. Là Long Uyên Thiên Kiếm phù chiếu sao? Linh Hải Nhi nhìn kỹ xem, nhất thời bắt được một cổ đặc biệt kiếm khí bén nhọn chập chờn, từng cơn phù chiếu linh khí đánh vào dưới, hắn đầu óc bên trong thậm chí huyễn hóa ra bảy sao vũ trụ, lòng lặn vực sâu lộng lẫy hình ảnh. Ừ, Long Uyên Thiên Kiếm đang ở phụ cận. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, siết chặt trong tay phù chiếu. Long Uyên Thiên Kiếm đang ở phụ cận. Nghe vậy, Linh Hải Nhi cũng là sợ hết hồn. Trong truyền thuyết thiên kiếm, mũi nhọn sát phạt ngút trời, không đại khí vận không thể chấp trưởng, ca ca, người đã có Hoang Ma Thiên Kiếm, sợ rằng không có dư thừa khí vận, lại đi chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm. Linh Hải Nhi cũng biết Long Uyên Thiên Kiếm lợi hại, hắn chỉ lo lắng Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần trước mắt tu vi, chỉ là thủy nguyên cảnh mà thôi, hơn nữa đã có Hoang Ma Thiên Kiếm nơi tay, còn muốn trấn áp chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, nơi nào có như thế dễ dàng. Một khi bị cắn trả, đây tuyệt đối là tan thành mây khói kết quả. Ừ, ta cũng biết, yên tâm đi, ta sẽ chú ý đúng mực. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn bây giờ còn có lớn nhân quả trong người, hơn nữa Linh Hải Nhi mới vừa cùng Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận, tiêu hao quá lớn, liền địa tâm Diệt Châu cũng mở đi rất nhiều. Bọn họ cũng cần nghỉ ngơi. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, chậm một chút lại đánh coi là. Được, ca ca. Lập tức Diệp Thần và Linh Hải Nhi, ngay tại trong cái thung lũng này nghỉ ngơi. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Dương Tiên Hoàng Trảm Diệu Pháp. Trong cơ thể hắn, ước chừng chứa đựng 1 triệu ngôi sao năng lượng. Công pháp một vận chuyển, vô cùng năng lượng mặt trời tính, lan tràn đến quanh thân kinh mạch, bồi bổ khí huyết, vô cùng thoải mái. Linh Hải Nhi, cho ngươi điểm đan dược, có thể giúp ngươi khôi phục. Diệp Thần thi triển ra Bát Quái Thiên Đan thuật, rèn luyện trong cơ thể năng lượng mặt trời tính, luyện chế được mười mấy viên lớn nguyên đan, ban cho Linh Hải Nhi. Cảm ơn ca ca. Linh Hải Nhi nhận lấy đan dược. Vậy ngồi xếp bằng điều tức. Như vậy qua 3 ngày, Diệp Thần trạng thái, đã khôi phục được đỉnh cấp, trên mình lớn nhân quả vậy tản đi, có thể tùy mình muốn ra tay. Nhưng, Linh Hải Nhi hao tổn, còn không khôi phục. Ngực hắn treo địa tâm Diệt Châu, vẫn là ảm đạm. Hiển nhiên, vào Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận, hắn tiêu hao quá lớn. Linh Hải Nhi, còn không khôi phục sao? Diệp Thần cau mày hỏi. Ca ca, xin lỗi. Còn không có, kéo ngươi chân sau. Linh Hải Nhi mở mắt ra, hơi có điểm áy náy. Không có sao, ngươi nghỉ ngơi nữa mấy ngày, ta vì ngươi hộ pháp. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không có để ý, chuẩn bị lại chờ Linh Hải Nhi mấy ngày. Cảm ơn ca ca. Linh Hải Nhi nói cảm ơn một tiếng, lần nữa tiến vào tu luyện tĩnh dưỡng trạng thái. Diệp Thần ở một bên bảo vệ, đột nhiên tới giữa. Hắn có một loại đặc biệt cảm giác không thoải mái, sống lưng từng cây một tóc gáy dựng ngược lên, tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ai? Ai ở rình rập ta? Diệp Thần mặt liền biến sắc, rõ ràng cảm giác được, có người ở trong sâu thẳm, rình rập trước mình.
không phải Huyền Cơ Nguyệt, cũng không phải Nho Tổ, bọn họ không có bản lãnh lớn như vậy. Lấy Diệp Thần thực lực, hắn chỉ cần không tận lực bại lộ, coi như là Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ, cũng không thể trực tiếp theo dõi đến tung tích của hắn. Cái này sau lưng, khác có cường giả. Đáng chết, chẳng lẽ là thượng vị giả? Diệp Thần sắc mặt chợt biến, cái loại này bị rình rập cảm giác, vô cùng không thoải mái. Thiên tiên cá chép sao, cho ta lọc sạch. Diệp Thần cả người tiên quang bùng nổ, thả ra thiên tiên cá chép sao, muốn lọc sạch hết rình rập ánh mắt. Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện. Từng cái thiên tiên cá chép nổi lên, nhưng tựa như gặp phải lực lượng thần bí đả kích, tất cả thiên tiên cá chép, cũng ngay tức thì hắc hóa, dính liền ma khí, hóa thành quỷ dị hắc cá chép màu sắc. Một màn này, nhất thời để cho Diệp Thần ra đầu tê dại. Thiên tiên cá chép, lại có thể hóa thành hắc cá chép, có thể tưởng tượng được sau lưng cường giả, rình rập thủ đoạn có cường hãn dường nào, thậm chí ảnh hưởng đến Diệp Thần khí cơ. Diệp Thần tim, nhất thời đập bịch bịch, trong sâu thẳm, đã đoán được phía sau màn dòm ngó người thân phận. Cái đó áo bào xám cụ già, nắm giữ ngày tận thế thẩm phán, giết chết một người cái hủy diệt đạo ấn võ giả, âm thầm tu luyện cửu thiên thần thuật áo bào xám cụ già. Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, ước chừng đạt tới tầng 6, đối với vậy áo bào xám lão nhân mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại con mồi. Hắn đang dòm ngó ta, vậy muốn giết ta, chiếm đoạt ta hủy diệt đạo ấn, dùng tu luyện cửu thiên thần thuật. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần bắt được vô cùng nguy hiểm thiên cơ. Đối phương đang dòm ngó mình, nếu như bị hắn phong tỏa, biết mình vị trí, vậy hắn thì phiền toái. Phải biết, đối phương nhưng mà thứ thiệt thượng vị giả, và Hồng Thiên Kinh xưng huynh gọi đệ, thực lực có thể tưởng tượng được. Nếu như bị hắn phong tỏa cũng đuổi giết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đáng ghét. Diệp Thần sắc mặt căm hận, muốn thoát khỏi cái này theo dõi dòm ngó ánh mắt, nhưng đối phương theo dõi, giống như phụ cốt thư, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Tối đa hai nén hương thời gian, Diệp Thần vị trí, nhất định phải bại lộ, phải bị đối phương hoàn toàn phong tỏa. Ngay tại Diệp Thần vô cùng nguy lúc gấp, bầu trời phương xa, nhưng là có sáng chói thần quang lững lờ. Lén lén lút lút người, khi dễ tiểu bối coi là bản lãnh gì. Một đạo vang vọng uy nghiêm thanh âm, mãnh liệt vang lên. Chỉ gặp một cái vô cùng tiêu sái nam tử, lăng không mà rơi xuống, khua kiếm chém một cái, huyết nguyệt kiếm mang bùng nổ, nhất thời đem ở giữa thiên địa, tất cả nhân quả rình rập, toàn bộ chặt đứt. À! Trong hư không, truyền ra một đạo già nua tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ người giật dây, bị một kiếm này thương tổn tới. Nhâm tiền bối. Diệp Thần nhìn nam tử này, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Người tới chính là Nhâm Phi Phàm. Cái này một tí, Nhâm Phi Phàm tới được quá kịp thời, vừa vặn thay Diệp Thần chặt đứt dòm ngó, không để cho hắn bại lộ. Thằng nhóc, vẫn khỏe chứ? Nhâm Phi Phàm đáp xuống, khẽ mỉm cười, đứng ở Diệp Thần bên người. Ca ca, vị này là... Lúc này, Linh Hài Nhi cũng bị thức tỉnh, mở mắt ra, mắt thấy Nhâm Phi Phàm tự nhiên hình dáng, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Vị này là Nhâm Phi Phàm Nhâm tiền bối, và ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhâm tiền bối, vị này là Linh Hài Nhi, là địa tâm diệt châu khí linh. Diệp Thần hướng hai bên, mỗi người giới thiệu. À, ngươi chính là Linh Hài Nhi, ta nghe thiên nữ đề cập tới ngươi, nàng nói ngươi trẻ sơ sinh chi tâm, còn muốn thu ngươi là tọa hạ đồng tử, đáng tiếc không có cơ hội. Nhâm Phi Phàm nhìn xem Linh Hài Nhi, liếc mắt liền thấy hắn treo ở trước ngực địa tâm diệt châu. Phải không, thiên nữ đại nhân còn muốn thu nhận ta, ngươi là nàng người nào? Linh Hài Nhi một hồi hưng phấn. Ta là, thôi, ngươi linh khí hao tổn không nhẹ, nghỉ ngơi cho khỏe đi, trễ giờ ta sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nhâm Phi Phàm muốn nói lại thôi, cuối cùng khoát tay một cái. Linh Hài Nhi cùng gật đầu, liền đi tới một bên, tiếp tục điều tức nghỉ ngơi. Nhâm tiền bối. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng. Nhâm Phi Phàm lần này tới, sợ rằng không đơn giản. Mới vừa công dã phong muốn dòm ngó ngươi, yên lặng mấy chục ngàn năm, xem ra hắn muốn ra tay. Nhâm Phi Phàm ánh mắt nhìn phía bầu trời, tựa hồ muốn xuyên qua hết thảy. Công dã phong. Diệp Thần sửng sốt một chút. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, cái đó dòm ngó ngươi lão gia, kêu công dã phong, coi như là Hồng Thiên Kinh một con cờ. Trước đây thật lâu, thái thượng thế giới phát sinh đại động loạn, thần la, hoang ma,
Long Uyên ba cây thiên kiếm, rơi xuống. Mà Công Giã Phong, là vậy trận đại động loạn bên trong, bất hạnh bị cuốn vào thượng vị giả, hắn bất hạnh đánh rơi đến liền vực ngoại, tu vi bị mất 7-8 thành, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể vào Hồng Thiên Kinh hợp tác, trở thành cuộc cờ của hắn tử, mưu cầu nắng hơn trở lại Thái Thượng. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Nghe xong Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần mới rốt cuộc biết. Lúc đầu, cái đó ông cụ áo bảo cho, kêu Công Giã Phong, là một cái xui xẻo người. Năm đó Thái Thượng thế giới đại động loạn, hắn bị cuốn vào, cuối cùng đánh mất phàm trần, hàng loạt tu vi mất, trở thành Hồng Thiên Kinh con cờ. Nhâm tiền bối, ta biết cái này Công Giã Phong. Diệp Thần đem ở Nho Thần Cốc Địa Cung bên trong thấy sự việc, đơn giản nói một lần, hắn giết rất nhiều hủy diệt đạo ấn võ giả, tựa hồ là muốn tu luyện cửu thiên thần thuật, không biết là vậy một cửa cửu thiên thần thuật. Là thần diệt thiên chiếu công. Nhâm Phi Phàm tựa hồ đã sớm biết, nghe được Diệp Thần mà nói, cũng không kinh hãi, ánh mắt như cũ lãnh đạm, phun ra năm chữ. Thần diệt thiên chiếu công. Diệp Thần nghe được cái này năm chữ, nhất thời bắt được một cổ kinh khủng dị thường đáng sợ thiên cơ hơi thở, tràn đầy hủy diệt mùi vị, thậm chí so với cửu trọng thiên hủy diệt đạo ấn, còn muốn bá đạo rất nhiều, tựa hồ có thể oanh diệt chư thiên vạn giới. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, môn thần công này, nếu như luyện thành, có thể ký kết một vòng đen nhánh mặt trời, chiếu sáng toàn bộ chư thiên vũ trụ. Đen nhánh kia mặt trời bên trong, có đặc biệt đáng sợ khí tức hủy diệt, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu một tí, thiên nhân vực thì phải tan biến, vậy thái chân cảnh người tu luyện, bị chiếu một tí, liền sẽ tan thành mây khói. Cái gì, thế gian lại có như vậy lợi hại thần thông? Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này thế gian, lại có thể sẽ có đáng sợ như vậy thần thông, chiếu sáng một tí, một khối thế giới liền muốn hủy diệt, đây cũng quá ngoại hạng. Nhâm Phi Phàm nói, nếu không ngươi lấy là, cửu thiên thần thuật, mỗi một môn luyện đến đỉnh cấp, đều có thể ung dung hoành đè vũ trụ, tan biến vạn cổ, bất quá, cái này thần diệt thiên chiếu công, ở cửu thiên thần thuật bên trong, cũng là số một số hai bá đạo, lấy hủy diệt nổi danh, đơn thuần bàn về hủy diệt phá hoại, liền ta hy hoàng lôi ấn, đều không thể so sánh với. Đây cũng là cấm thuật, liền vạn khư cao tầng, cũng cấm chỉ người tu luyện, bởi vì phá hoại tính quá lớn, sẽ đối với thiên địa càn khôn, tạo thành không cách nào vãn hồi hủy diệt, tổn thương thiên lý, và tâm ma thẩm phán có chút tương tự. Tâm ma thẩm phán, là nhằm vào lòng người thẩm phán, mà thần diệt thiên chiếu công, là kim đối với trời đất thẩm phán hủy diệt. Nhân tâm hư, còn có vãn hồi chỗ trống. Nhưng thiên địa, nếu là bị phá hư, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể vãn hồi. Diệp Thần nói, lúc đầu đây là cấm thuật sao? Tại sao Công Giã Phong còn dám tu luyện? Nhâm Phi Phàm nói, còn không phải là bởi vì Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh? Ừ, Hồng Thiên Kinh vì đối kháng Thái Thượng Thiên Nữ, ép Công Giã Phong tu luyện cấm thuật, cùng Công Giã Phong luyện thành thần diệt thiên chiếu công, hắn liền muốn hủy diệt toàn bộ vực ngoại, chèn ép hấp thu vạn giới linh khí, lấy này là chất dinh dưỡng, tăng tiến tu vi. Như vậy thứ nhất, hắn liền có đủ thực lực, đi đối kháng Thái Thượng Thiên Nữ. Nhâm Phi Phàm giọng ngưng trọng, đem những thứ này bí mật, thấu lộ ra. Diệp Thần nghe xong, nội tâm vô cùng chấn động, không nghĩ tới Hồng Thiên Kinh như thế tàn bạo, vì đối kháng Thái Thượng Thiên Nữ, thật là không tiếc bất cứ giá nào, lại còn muốn hủy diệt toàn bộ vạn giới vũ trụ, hóa thành mình chất dinh dưỡng. Công Giã Phong dòm ngó ta, chính là cầm ta làm con mồi, muốn giết ta, hấp thu ta hủy diệt đạo ấn, đi sửa luyện thần diệt thiên chiếu công. Diệp Thần đã sớm đoán được, bây giờ nghe Hoàn Nhâm Phi Phàm mà nói, trực tiếp xác định. Nhâm Phi Phàm nói, không sai. Vốn là, Hồng Thiên Kinh bị phong ấn sau đó, Công Giã Phong vậy yên lặng mấy chục ngàn năm, không có Hồng Thiên Kinh bảo vệ, hắn sợ quy tắc trừng phạt, không dám loạn ra tay, nhưng thiên đạo suy thoái, hiện tại tình thế thay đổi, hắn là muốn lần nữa ra tay, cái này thế gian tất cả tu luyện hủy diệt đạo ấn võ giả, cũng sẽ thành được vô cùng nguy hiểm, đều phải lâm vào là hắn con mồi. Thiên địa có quy tắc hạn chế, thượng vị giả không thể tùy tiện ở vực ngoại ra tay, nếu không sẽ bị trong chỗ u minh quy tắc trừng phạt. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm lại nói, tình thế đã thay đổi, Công Giã Phong có thể không cố kỵ chút nào ra tay. Diệp Thần tim đập loạn, nhưng cũng không biết cái gì tình thế biến hóa, chỉ biết là một chuyện rất đáng sợ tình. Cái này thế gian, tất cả tu luyện hủy diệt đạo ấn võ giả, đều phải lâm vào là Công Giã Phong con mồi. Đây chẳng phải là nói,
cửu điên vậy rất nguy hiểm. Diệp thần ngay tức thì liền nghĩ đến cửu điên, cái đó diệt đạo thành ngài chúa tể. Ban đầu, chính là bởi vì cửu điên tương trợ, diệp thần hủy diệt đạo ấn, mới có thể từ ngũ trọng thiên, tiến hóa đến tầng 6. Mà cửu điên hủy diệt đạo ấn, ước chừng tu luyện đến thất trọng thiên, so diệp thần còn lợi hại hơn. Nếu như công Giã Phong phải ra tay, khẳng định sẽ không bỏ qua cửu điên. Diệp thần nhất thời lỗ chân lông co rúc lại, ban đầu đối kháng đạo vô cương, hắn và cửu điên cũng là sóng vai tác chiến, hiện tại cửu điên gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Nhâm tiền bối, ta phải đi tìm một người bạn, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Diệp thần ngưng trọng nói. Nhâm phi phàm nói, được, ta cùng ngươi cùng đi. Nhâm tiền bối, ngươi cũng phải cùng đi không? Diệp thần có chút ngoài ý muốn. Nhâm phi phàm nói, ta cũng phải đi gặp một người bạn cũ. Nói đến bạn cũ ba chữ thời điểm, Nhâm phi phàm giọng mang sát ý, ánh mắt vô cùng lãnh khốc. Cái gì bạn cũ? Diệp thần một hồi ngạc nhiên, suy đoán không ra sau lưng nhân quả. Trên đường nói sau, đeo cái này vào đứa nhỏ. Nhâm phi phàm không có nói gì nhiều, chỉ Linh Hải Nhi. Được, vậy chúng ta lên đường đi. Diệp thần gật đầu một cái, sử dụng hoàng thuyền đồ, tạm thời đem Linh Hải Nhi đâu vào đấy đi vào. Sau đó, hắn liền cùng Nhâm phi phàm, nhanh chóng hướng diệt đạo thành chạy tới. Hắn có Nhâm phi phàm bảo vệ, có thể chặt đứt công Giã Phong dòm ngó, nhưng, cửu điên cũng không có người bất kỳ bảo vệ, vô cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, diệt đạo thành. Có người ở theo dõi ta sao? Cửu điên mờ mịt nhìn bầu trời, trong phảng phất cảm thấy có điểm không ổn, nhưng lại không thể xác định chuyện gì xảy ra. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng đối với trong chỗ U Minh Họa Phúc Cát Hung, thiên cơ năng lực cảm ứng, còn không bằng Diệp Thần, cũng không có phát hiện sau lưng khác thường. Cực cao xa bầu trời bên trong, tầng tầng mây mù bao phủ, lơ lửng một tòa cổ xưa đỉnh núi. Ngọn núi này, tản mát ra vô cùng hùng hậu bát quái hơi thở. Còn có cổ xưa hỗn độn pháp bảo ánh sáng, lại là một kiện hỗn độn pháp bảo, kêu Đại Hàn Cấn Nhạc Phong. Đại Hàn Cấn Nhạc Phong, 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, là bát quái hỗn độn bên trong, đại biểu cấn quẻ tồn tại. Cấn là núi, chỗ tòa này Đại Hàn Cấn Nhạc Phong, tràn đầy núi cao núi lớn nguy nga khí phách, hùng cứ 9 tầng trời, vô cùng nguy nga. Lúc này, ở lớn Hàn Cấn Nhạc Phong trên, một nơi trước thác nước, đứng vững vàng hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh, một cái là ông cụ áo bào cho, một cái khác là cả người tản ra kiếm khí thanh niên. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì, cái này hai người, hắn đều biết. Vậy ông cụ áo bào cho, chính là thần Diệt Thiên Chiếu Công người tu luyện, công Giã Phong. Khác một người thanh niên, lại là người quen cũ, lại là Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm Kiếm Linh. Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm. Là Hồng Thiên Kinh binh khí, tám đại thiên kiếm một trong. Ban đầu, Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm Kiếm Linh, tự mình ra tay, muốn tru diệt Diệp Thần, nhưng bị Nhâm phi phàm đánh bại, trục xuất ra vực ngoại, lưu lạc đến không biết thất lạc thời không bên trong. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể trở về. Hơn nữa, còn đi tới công Giã Phong bên người. Như thế nào? Yên Tịch Kiếm Linh chắp hai tay sau lưng, nhìn công Giã Phong nói. Kiếm Linh đại nhân. Dòm ngó cửu điên, rất là thuận lợi, đã phong tỏa hắn vị trí, ngay tại diệt đạo thành, thế nhưng cái Diệp Thần, sau lưng có cao nhân bảo vệ, phá hư lão phu pháp nhãn, còn thương tổn tới lão phu, hụ hụ. Công Giã Phong ho khan một tí, gương mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên Nhâm phi phàm một kiếm, đích xác là làm bị thương hắn. Quả nhiên, Nhâm phi phàm, lại là ngươi, thật là lớn bản lãnh à. Yên Tịch Kiếm Linh nghe vậy, cắn răng. Ánh mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Nhâm phi phàm, chính là Thái Thượng Thiên Nữ. Lúc đầu Diệp Thần thằng nhóc kia, sau lưng người bảo vệ lại là hắn. Công Giã Phong một hồi kinh ngạc rung động. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tìm tên kia trả thù. Lần trước, ta không ngờ tới hắn luyện thành Hy Hoàng Lôi Ấn, nhất thời khinh thường, thua ở thủ hạ hắn, bị hắn trục xuất đi không biết thời không, thiếu chút nữa thì hoàn toàn thất thủ, lần này ta có thể trở về tới. Tuyệt sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Yên Tịch Kiếm Linh nắm quả đấm, xương cốt nặn được rắc 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 nổ vang, trong tròng mắt tất cả đều là cừu hận ngọn lửa. Hy Hoàng Lôi Ấn, trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật. Vậy Nhâm phi phàm lại có thể luyện thành. Công Giã Phong cả kinh thất sắc.
cửu thiên thần thuật, giữa trời đất chỉ có 9 chồng, mỗi một loại đều là phá giết vũ trụ tồn tại, muốn luyện thành, không biết gian nan dường nào. Hắn tu luyện thần diệt thiên chiếu công, hao phí nhiều năm như vậy tâm huyết, giết nhiều người như vậy, đều không thể luyện thành. Nhưng Nhâm Phi Phàm, nhưng chân chính luyện thành cửu thiên thần thuật, như vậy thiên phú, như thành tựu này, đơn giản là có 102 vạn cổ, đủ để cho tất cả người rung động thất sắc. Không cần lo lắng, công giã tiên sinh, chờ ngươi luyện thành thần diệt thiên chiếu công, đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới, nho nhỏ một cái Nhâm Phi Phàm, con kiến hôi thôi, tuyệt không phải ngươi địch thủ. Yên Tịch Kiếm Linh lạnh lùng nói. Vậy ngược lại cũng là. Công giã Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhân sâm mài mấy chục ngàn năm, hiện tại hắn đối với thần diệt thiên chiếu công, đã lĩnh ngộ được đặc biệt thấu triệt, thiếu chút nữa sức lửa mà thôi, chỉ cần hấp thu nữa nhiều một chút khí tức hủy diệt, là được đại công cáo thành. Đối với thần diệt thiên chiếu công, công giã Phong có tuyệt đối lòng tin, chỉ cần luyện thành, nhất định có thể uy áp vũ trụ, hủy diệt hết thảy, tuyệt đối không phải người phàm có thể ngăn cản. Cùng lão phu thần công luyện thành, xin Kiếm Linh đại nhân, không nên quên ước định của chúng ta, cầm Long Uyên Thiên Kiếm chôn giấu địa điểm, nói cho lão phu. Lão phu bất hạnh đánh mất phàm trần, nằm mộng cũng nhớ trở lại thái thượng, cái này Long Uyên Thiên Kiếm, là lão phu trở lại thái thượng thế giới hy vọng duy nhất, xin Kiếm Linh đại nhân không muốn nuốt lời. Công giã Phong giọng sung mãn mong đợi, hắn cam nguyện làm Hồng Thiên Kinh con cờ, mạo hiểm tu luyện cấm thuật, chính là vì Long Uyên Thiên Kiếm. Hắn đánh mất phàm trần, tu vi thật to mất, muốn dựa vào chính mình lực lượng, trở lại thái thượng, tuyệt không khả năng. Duy nhất trông cậy vào, chính là bắt được Long Uyên Thiên Kiếm, ngự kiếm bay lên trời. Mượn thiên kiếm mũi nhọn, có thể xông phá hết thảy vách ngăn, để cho hắn lần nữa trở lại thái thượng thế giới, nặng hưởng tiên phúc, vạn thọ vô cương. Yên Tịch Kiếm Linh nói, đây là tự nhiên, công giã tiên sinh mời yên tâm, ta và Hồng Thiên Vương đối thiên đạo hứa lời hứa, chẳng lẽ còn có thể vi phạm. Chỉ cần ngươi luyện thành thần diệt thiên chiếu công, hủy diệt cái này vực ngoại, để cho chư thiên vũ trụ biến thành thiên vương đại nhân chất dinh dưỡng, giúp hắn quật khởi, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Công giã Phong nói, vậy thì tốt, lão phu kia an tâm. Hắn cũng biết, Hồng Thiên Kinh bị phong ấn ở lòng đất, muốn lần nữa quật khởi, tuyệt không phải chuyện dễ. Mà tan biến vạn giới, hấp thu chư thiên linh khí, là Hồng Thiên Kinh Đông Sơn tái khởi lớn nhất hy vọng. Cuộc giao dịch này, công giã Phong không dám hết lấy xem nhẹ. Hắn rất rõ ràng Hồng Thiên Kinh nóng nảy, đó là tuyệt đối lòng dạ ác độc, nếu như hắn thất bại, Hồng Thiên Kinh cái đầu tiên sẽ cầm người khác đầu tế trời, hắn không thể nào có sống sót cơ hội. Yên Tịch Kiếm Linh nói, công giã tiên sinh, hiện tại ta trở về, có ta tương trợ, ngươi thần công tất thể luyện thành, hơn nữa hiện tại tình thế biến hóa, chúng ta cũng không cần lại lo lắng thiên phạt quy tắc hành hạ, có thể tận tình ra tay, dõi mắt vực ngoại thượng giới, có ai có thể cùng chúng ta cái này hai cái thượng vị giả tương đương. Công giã Phong cẩn thận nói, Kiếm Linh đại nhân, thật không cần lo lắng quy tắc thiên phạt sao. Yên Tịch Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, Thái Thượng Thiên Nữ ý chí đã từng hạ xuống, mang đi một cái kêu là Diệp Lạc Nhi cô gái, phá hư quy tắc, hiện tại thiên phạt toàn bộ giết tới trên đầu nàng, sẽ không trừng phạt chúng ta, có thể yên tâm to gan ra tay. Công giã Phong ánh mắt sáng lên, nói, thì ra là như vậy, Thái Thượng Thiên Nữ thành bia đỡ đạn sao? Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thiên địa có quy tắc, thượng vị giả không thể tùy tiện ra tay, cho nên cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, công giã Phong một mực yên lặng. Hắn ẩn cư ở chỗ này, tiềm tu thần diệt thiên chiếu công, cũng không biết chuyện của ngoại giới. Hiện tại, từ Yên Tịch Kiếm Linh trong miệng, hắn mới biết, lúc đầu Thái Thượng Thiên Nữ đã từng phá hoại qua quy tắc, mang đi một người, hiện tại tất cả thiên phạt, cũng hạ xuống đến Thái Thượng Thiên Nữ trên đầu. Có cái này bia đỡ đạn, hắn và Yên Tịch Kiếm Linh, cũng không cần lại sợ cái gì quy củ. Công giã tiên sinh, người tiếp tục suy nghĩ biện pháp, theo dõi Diệp Thần rơi xuống, ta đi trước Diệt Đạo Thành một chuyến, bắt cửu điên. Yên Tịch Kiếm Linh chắp tay một cái, chuẩn bị lên đường. Được, đa tạ Kiếm Linh đại nhân, cái đó cửu điên, có thất trọng thiên hủy diệt đạo ấn, linh khí đặc biệt đậm đà, nếu như có thể bắt hắn, lão phu thần công, rất có thể, trực tiếp đột phá luyện thành. Công giã Phong trong tròng mắt nổ bắn ra ra mũi nhọn, còn có vẻ tham lam. Nếu như nói trước kia, hắn tu luyện thần diệt thiên chiếu công, là ép tại Hồng Thiên Kinh ý chí. Vậy hiện tại,
hắn chính là hoàn toàn tự nguyện. Hắn đã cảm nhận được, môn thần công này mạnh mẽ. Một khi luyện thành, hắn thậm chí có thể thoát khỏi Hồng Thiên Kinh trói buộc, giết ngược vậy nói không chừng. Công Giã tiên sinh, vậy ta đi. Yên Tịch Kiếm Linh một tấm tay, xé hư không. Trong hư không, xuất hiện một phiến sương mù nồng nặc thời không. Cái này phiến thời không, hiện đầy hỗn độn mê ly sắc thái, để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí choáng váng đầu muốn nôn mửa xung động. Cái này lại là một phiến thất lạc thời không. Cái gọi là thất lạc thời không, chính là khác biệt tại thực tế thời không tồn tại, là một phiến thất lạc thế giới, không có ở đây, không gian, linh khí thay đổi, vĩnh hằng tĩnh mịch. Ban đầu Yên Tịch Kiếm Linh, chính là bị Nhâm Phi Phàm đày tới liền thất lạc thời không bên trong đi. Hắn là dựa vào cực lớn vận khí, ý chí lớn lao, mới may mắn từ thất lạc thời không bên trong thoát đi ra, trở lại thế giới hiện thật. Hiện tại, Yên Tịch Kiếm Linh lại có thể biến dạng ra một phiến thất lạc thời không, hiển nhiên, đang bị trục xuất trong cuộc sống, hắn vậy nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ một chút nắm trong tay thất lạc thời không bí quyết. Suy, Yên Tịch Kiếm Linh thân thể, xông vào cái này phiến thất lạc thời không bên trong. Sau đó một cái nhảy, lại có thể lấy thất lạc thời không là ván cầu, hướng diệt đạo thành nhảy đi. Thật là cường hãn thủ đoạn, lại có thể dùng thất lạc thời không làm ván cầu. Công Giã Phong thấy một màn này, kinh ngạc được cặp mắt trợn to, thật sâu bội phục Yên Tịch Kiếm Linh thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, thời không nhảy, so với thông thường biến dạng hư không, tốc độ nhanh hơn trên trăm lần ngàn lần, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mau lẹ, cùng ngay tức thì di động cũng không xê xích gì nhiều. Bàn về trước sau, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm chạy tới Diệt Đạo Thành ở phía trước, Yên Tịch Kiếm Linh ở phía sau. Nhưng, Yên Tịch Kiếm Linh đây là không nhún nhảy thủ đoạn, tốc độ quá nhanh, Diệp Thần hai người còn chưa chạy tới, hắn đã nhảy qua trùng trùng hư không, đến Diệt Đạo Thành. Diệt Đạo Thành bầu trời, tiếng sấm chấn động, bạo gió cuồn cuộn. Từng luồng kiếm khí, suy suy vang dội, đầy trời vặn cắt, đem bầu trời lưu vân. Cũng cuộn sạch được tan thành mây khói. Chuyện gì xảy ra? Thật là lớn kiếm đạo khí tượng. Phương nào đại năng hạ xuống? Diệt Đạo Thành bên trong, rất nhiều võ giả kinh ngạc không thôi, rối rít ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó, bọn họ thấy được một cổ sáng chói thần quang, ở trên trời lóng lánh. Yên Tịch Kiếm Linh thân thể, từ chân trời nổi lên. Vô tận thần quang hà thải, vô tận kiếm khí uy nghiêm, ở hắn quanh người cổn đáng trước. Giờ khắc này Yên Tịch Kiếm Linh, tựa như chín tầng trời kiếm thần, mũi nhọn ác liệt tới cực điểm, thiên kiếm sát phạt khí thế, toàn bộ bộc phát ra, cả ngày không tựa như đều phải bị cắt bể. Đặc biệt là hắn sau lưng, còn có một phe quỷ dị bóng tối thất lạc thời không, mơ hồ chìm nổi trước, giống như ẩn núp muôn vàn ma thần, càng làm người sợ hãi. Cửu điên ở chỗ nào? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Yên Tịch Kiếm Linh cao cao tại thượng, thanh âm như hồng trung đại lữ. Nổ vang đi ra ngoài. Các hạ là ai? Một người đàn ông, sắc mặt âm trầm, tung người bay vút lên, và Yên Tịch Kiếm Linh xa xa đối lập, chính là Cửu Điên. Cửu Điên tính cách, vĩnh viễn là điên điên khùng khùng, liều lĩnh tự nhiên, không câu chấp không kềm chế được hình dáng, nhưng giờ phút này, hắn đối mặt Yên Tịch Kiếm Linh, nhưng là ngưng trọng. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được, Yên Tịch Kiếm Linh trên mình, có một cổ dị hồ tầm thường khí tức đáng sợ. Hơi thở kia, không thuộc về cái thế giới này. Là thái thượng thế giới hơi thở. Ta là tới bắt ngươi mạng người. Yên Tịch Kiếm Linh cười lạnh một tiếng, sau lưng thiên kiếm hiện lên, cuồng bạo mất đi hơi thở, sát phạt chư thiên, liền mặt trời cũng ảm đạm xuống. Yên vắng vẻ thiên kiếm, ngươi chính là Hồng Thiên Kinh binh khí, yên vắng vẻ thiên kiếm. Lại có thể tu luyện ra hình người, ta Cửu Điên lúc nào đắc tội ngươi, muốn ngươi tự mình ra tay giết ta. Cửu Điên thấy thanh kiếm này, nhất thời vô cùng lộ vẻ xúc động cùng kinh hãi. Thanh kiếm kia, là trong truyền thuyết Yên vắng vẻ thiên kiếm, đại biểu chư thiên cao nhất mất đi mũi nhọn, là Hồng Thiên Kinh binh khí. Một con kiến hôi, lười được cùng ngươi nói nhảm, cho ta trấn áp. Yên Tịch Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nhiều, sau lưng thiên kiếm giết ra, ông một tiếng, lại có thể phân quang hóa ảnh, diễn hóa ra trăm nghìn thanh phi kiếm, hội tụ thành ngút trời nước lũ. Hướng Cửu Điên chém chết đi. Yên Tịch Kiếm Linh ngón này, chính là Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, hắn tinh tu kiếm đạo, liền cửa này hạng thứ tư hồng mông cổ pháp, vậy tu luyện thành công. Cái này một tí,
trăm nghìn phi kiếm, cuồn cuộn nước lũ, giết thiên mà qua, mũi nhọn kinh khủng, đơn giản là che phủ vạn cổ. Diệt đạo thành bên trong, rất nhiều võ giả, thấy trên trời một màn kinh khủng, đều là rung động thất sắc. Cửu điên sắc mặt, cũng là vô cùng ngưng trọng. Muốn giết ta, vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đồ sộ quyền đánh ra. Cửu điên cũng không có khuất phục, tầng 7 hủy diệt đạo ấn, ngay tức thì bùng nổ. Cửu điên trên nắm tay, trùng trùng hủy diệt dấu vết xen lẫn, tầng tầng chồng lên, cuối cùng bộc phát ra ngập trời hủy diệt gió bão, hung hăng hướng trước mắt phi kiếm nước lũ đánh tới. Một cái thanh phi kiếm, gặp phải hủy diệt quyền phong nghiền ép, nhất thời bốn phía tung tóe, tan rã không được trận. Mà cửu điên, thế như trẻ tre, một quyền trực đảo hoàng long, lại có thể tới sát hiên tịch kiếm linh trước người. Ha ha, có chút ý tứ, nhiều lực xác thực mạnh mẽ, đáng tiếc cuối cùng là con kiến hôi. Hiên tịch kiếm linh lạnh lùng cười một tiếng, không có một chút hốt hoảng hình dáng, mắt xem cửu điên quả đấm giết tới, hắn ngón tay nhập lại làm kiếm, vung lên xuống. Kiếm khí chôn vùi, thiên địa tịch vô, phá cho ta. Kiếm chỉ rơi xuống, một cổ đặc biệt âm trầm, đặc biệt hắc ám, tràn đầy ngày tận thế mất đi hơi thở, ngay tức thì nổ tung, vô cùng lạnh lùng kiếm khí, vậy là theo chân tuôn ra. Cửu điên quả đấm, vậy nhất trọng trọng hủy diệt đạo ấn, chỉ một tí, liền bị kinh khủng này kiếm khí phá hỏng. Suy rồi, máu tươi văng tung tóe. Một đạo dữ tợn vết thương, ở cửu điên trên nắm tay hiện lên, sâu thấy tới xương. Đau đớn kịch liệt truyền tới, cửu điên chán nhất thời gân xanh nổi lên. Đơn thuần bàn về thân xác thực lực, hắn thật ra thì sẽ không thua yên tịch kiếm linh, trực tiếp cứng đối cứng, thậm chí có thể chiếm được thượng phong. Nhưng, yên tịch kiếm linh cũng không phải là mãn phu tục tử, hắn căn bản không thể nào cùng người so đấu man lực, hắn là cao cao tại thượng vô thượng thiên kiếm, kiếm khí giết người, là dựa vào mũi nhọn, cũng không phải là man lực. Giờ khắc này, yên vắng vẻ thiên kiếm mũi nhọn bùng nổ, cửu điên hủy diệt man lực, căn bản không có chút nào tác dụng, trực tiếp bị chảm phá, bị trọng thương. Một cái man tử, cũng muốn đối kháng ta kiếm phong. Yên tịch kiếm linh khinh thường cười một tiếng, trùng trùng kiếm ảnh giết ra, hình thành một cái sắt thép kiếm tù, trực tiếp vây khốn cửu điên. Sau đó, hắn ở toàn bộ diệt đạo thành võ giả nhìn soi mói, trực tiếp mang đi cửu điên, một cái thời không nhảy, hoàn toàn biến mất không thấy. Cửu điên đại nhân bị người bắt đi. Người nọ là ai, thật là lợi hại kiếm đạo thành tựu. Chẳng lẽ, hắn là nho tổ phái tới, muốn báo thù rửa hận. Khắp thành võ giả, một phiến xôn xao. Ai cũng không nghĩ ra, cửu điên sẽ bị người đánh bại, trực tiếp mang đi. Bọn họ cũng không biết Hồng Thiên Kinh và Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm tồn tại, cho nên cũng không biết Yên Tịch Kiếm linh thân phận chân thật, chỉ cho là nho tổ phái tới người, muốn trả thù tiêu diệt đạo vô cương cửu hận. Cửu điên nhưng mà diệt đạo thành ngài chúa tể, hiện tại hắn bị mang đi, khắp thành đều là nhân tâm hốt hoảng, không biết làm sao. Suy. Vào lúc này, hai đạo thân ảnh, biến dạng hư không, xuất hiện ở diệt đạo thành bầu trời. Chính là Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm. Không tốt, tới trễ một bước. Nhâm Phi Phàm thấy khắp thành xôn xao hình dáng, hơi đẩy một cái coi là, lập tức biết liền hết thảy, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhâm tiền bối, cửu điên bị ngươi bản cũ mang đi. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, thấy trên bầu trời, lưu lại chiến đấu chập chờn, còn có từng tia thiên kiếm uy lực còn lại, sắc mặt cũng là đổi được đặc biệt khó khăn xem. Ở trên đường tới, Nhâm Phi Phàm đã cùng hắn nói, vậy người bạn cũ, chính là Yên Vắng Vẻ Thiên Kiếm kiếm linh. Người sau, đã từ thất lạc thời không bên trong trở về. Ban đầu, Yên Tịch kiếm linh thua ở Nhâm Phi Phàm dưới quyền, bị trục xuất đi không biết thời không. Nhưng hiện tại, hắn đã trở về. Thậm chí, nhân họa đắc phúc, nắm giữ một chút khống chế thất lạc thời không đặc thù kỹ đúng dịp. Còn có thiên địa hình thế biến hóa, quy tắc thiên phạt thay đổi. Thái thượng thiên nữ thành bia đỡ đạn cùng sự việc, ở trên đường tới, Diệp Thần vậy từ Nhâm Phi Phàm trong miệng biết được. Nói cách khác, hắn hiện tại gặp phải cục diện, vô cùng nguy hiểm. Vô luận là Yên Tịch kiếm linh, vẫn là Công Dã Phong, đều có thể không cố kỵ chút nào, đối với hắn ra tay. Cửu điên bị mang đi, cái kế tiếp chính là ta. Diệp Thần lông tơ đảo thụ, trong phảng phất bắt được vô cùng là nguy hiểm thiên cơ. Hắn rất rõ ràng. Yên Tịch kiếm linh và Công Dã Phong, không thể nào thả qua hắn. Coi như buông xuống trước kia cửu hận,
chỉ là hắn có hủy diệt đạo ấn tu vi, cũng đủ để cho người thèm thuồng. Nhâm tiền bối, có thể tra được yên tịch kiếm linh rơi xuống sao? Cửu điên bị mang đi nơi nào? Diệp thần chỉ muốn lập tức tìm được yên tịch kiếm linh, cứu về cửu điên. Khó khăn được Nhâm Phi Phàm ngay tại hắn bên người, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Có Nhâm Phi Phàm ra tay, muốn đến yên tịch kiếm linh cũng không thể tương đương. Không tra được, tên kia nhảy thời không, quá mức lơ lửng, một chút dấu vết đều không lưu lại, căn bản không thể nào truy xét. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, yên tịch kiếm linh bỏ chạy, là mượn thất lạc thời không, phiêu phiêu miểu miểu, không có chút nào hành tích, cho dù là hắn, cũng không cách nào ngược dòng đến chút nào tung tích. Phải không? Diệp thần thử nghiệm vận dụng vô cùng ma đồng, nhưng, vậy dòm ngó không thấy được bất kỳ thiên cơ nhân quả dấu vết. Yên tịch kiếm linh mang đi cửu điên, thời không nhún nhảy thủ đoạn, chân thực quá tuyệt diệu, hiện trường mặc dù lưu lại có kiếm khí dấu vết. Nhưng vô luận là Diệp Thần vẫn là Nhâm Phi Phàm, đều không cách nào ngược dòng. Bởi vì cái này sau lưng, liên quan đến thất lạc thời không bí ẩn, coi như thượng vị giả đích thân tới, cũng chưa chắc có thể thấy rõ rõ ràng. Thằng nhóc, chính ngươi cẩn thận một chút, ta biết nhúc nhích dùng ta nhân mạch, đi truy xét cửu điên rơi xuống, hy vọng chờ ta tìm được hắn thời điểm, hắn còn sống. Nhâm Phi Phàm ánh mắt thâm thúy, chuẩn bị rời đi. Hiện tại cửu điên bị mang đi. Thế cục rất nguy hiểm. Một khi cửu điên hủy diệt đạo ấn, bị công giã phong tước đoạt, công giã phong rất có thể luyện thành thần diệt thiên chiếu công. Đến lúc đó, chính là chư thiên vạn giới ngày tận thế. Hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Được, Nhâm tiền bối, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm. Diệp thần ngưng trọng gật đầu, hắn và cửu điên cộng kinh hoạn nạn, hơn nữa cửu điên còn giúp qua hắn, để cho hắn hủy diệt đạo ấn, đột phá đến tầng 6 cảnh giới. Cửu điên gặp nạn, hắn không thể ngồi coi bỏ mặc. Nếu như có tin tức gì, dùng tấm phù chiếu này liên lạc ta. Nhâm Phi Phàm bàn tay vung lên, linh khí cổn đáng, ngưng tụ thành một tấm đưa tin phù chiếu, rơi vào Diệp Thần trong tay. Vốn là lấy hắn thân phận, là không thể tùy tiện ra tay tham gia, nhưng hiện tại, chuyện này quan hệ đến vực ngoại tồn vong, hắn không thể ngồi coi bỏ mặc. Huống chi, quy tắc thiên phạt, cũng tới sát thái thượng thiên nữ trên đầu. Có cái này bia đỡ đạn ngăn trở, hắn coi như tham gia, cũng sẽ không có quá hậu quả nghiêm trọng. Diệp thần nhận lấy phù chiếu, Nhâm Phi Phàm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến dạng hư không rời đi. Không biết cửu điên tiền bối, rốt cuộc bị mang đi nơi nào. Diệp thần chau mày, nhưng là không có đầu mối chút nào. Ca ca, ta có thể thử một chút. Ngay tại lúc này, Diệp thần lại nghe được Hoàng Tuyền Đồ bên trong, có một giọng nói truyền tới. Là Linh Hải Nhi thanh âm. Linh Hải Nhi. Diệp thần ánh mắt sáng lên, lúc này tiến vào Hoàng Tuyền Đồ trong thế giới đi. Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Linh Hải Nhi đã kết thúc trạng thái tu luyện, đứng ở xa la dưới tàng cây, hiển nhiên cũng là cảm giác được chuyện của ngoại giới đổi. Linh Hải Nhi, người có thể tìm được cửu điên tiền bối rơi xuống. Diệp thần không kịp chờ đợi hỏi. Ca ca, ta hiện tại thử một chút, ta là địa tâm diệt châu khí linh. Có thể cảm nhận được thế gian tất cả khí tức hủy diệt ngọn nguồn, nói không chừng có thể tìm được vị kia cửu điên tiền bối. Linh Hải Nhi tiếng non nớt ngây thơ nói. Địa tâm diệt châu, vốn là có cường đại khí tức hủy diệt, cho nên, Linh Hải Nhi có thể mượn hạt châu này, cầu thông hết thảy, theo dõi tất cả tu luyện qua hủy diệt đạo ấn võ giả. Vậy thì tốt quá, người mau thử một chút. Diệp thần nghe được có biện pháp, nhất thời chân mày vui mừng. Linh Hải Nhi gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, sử dụng địa tâm diệt châu, nhắm mắt nhẹ nhàng tụng niệm cổ xưa thần chú. Viên kia địa tâm diệt châu, nhất thời bành trướng, hóa thành tinh thần vậy lớn nhỏ, treo ở Hoàng Tuyền thế giới bầu trời, muôn vàn châu quang bảo khí diễn hóa ra tới, giống như hằng tinh, chiếu sáng bốn phương, đặc biệt lóa mắt. Từng luồng châu quang bảo khí, câu thông vạn giới. Nhất thời, địa tâm diệt châu ngoài mặt, hiện ra một bức hình ảnh. Những hình ảnh kia, hiện lên cả thế giới, tất cả khí tức hủy diệt tồn tại. Diệp thần tim đập, khẩn trương nhìn, vậy không có lên tiếng quấy rầy. Linh Hải Nhi gương mặt, nhưng là dần dần trắng bệch. Hiển nhiên, thăm dò vạn giới, theo dõi hủy diệt ngọn nguồn, đối với linh khí hao tổn, quả thực không nhẹ. Phốc xích. Bỗng nhiên, Linh Hải Nhi một ngụm máu tươi, cuồng phun ra ngoài, cả người mới ngã xuống đất. Hu hu.
trôi lơ lửng ở trên trời địa tâm diệt châu, trực tiếp thu nhỏ lại, đổi trở về vốn là hạt châu nhỏ, ánh sáng hoàn toàn ảm đạm xuống, từ trên trời rớt xuống. Linh Hải Nhi. Diệp Thần thấy vậy, vội vàng đi tới đỡ dậy Linh Hải Nhi. Tiểu Oa Oa, không có sao chứ? Sa La cây trà vậy đúng lúc thả ra từng cái cành lá, lũ lũ lục quang dưới vào Linh Hải Nhi trong cơ thể, bồi bổ hắn hơi thở. Ca ca, thật xin lỗi. Linh Hải Nhi mở mắt ra, nhưng là có chút áy náy nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói, không có sao, thế nào? Linh Hải Nhi lắc đầu một cái, nói, không tìm được, trước đây ở Nho Thần Cốc lòng đất, ta đối mặt Huyền Cơ Nguyệt thời điểm, lực lượng đã tiêu hao phần lớn, hiện tại linh khí không đủ, không tìm được vị kia cửu điên tiền bối tồn tại. Phải không? Diệp Thần nhất thời thất vọng, còn lấy là có thể tìm được cửu điên, không nghĩ tới vẫn bị thất bại. Linh Hải Nhi nói, ca ca, ngươi cho ta một chút thời gian, lại cho ta một tháng, ta lực lượng liền có thể khôi phục, đến lúc đó, liền có thể tìm được cửu điên tiền bối. Một tháng. Diệp Thần cười khổ một tí, hiện tại thời gian như thế cấp bách, hắn nơi nào còn có thể chờ một tháng. Nếu quả thật muốn chờ một tháng, cửu điên khẳng định bị Công Dã Phong giết chết, không thể nào có sống sót cơ hội. Ca ca. Linh Hải Nhi cũng là ảm đạm cúi đầu. Vậy cảm giác được sự thái nghiêm trọng. Cùng giết chết cửu điên, Công Dã Phong sẽ không dừng tay. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Linh Hải Nhi, đều phải lâm vào là hắn con mồi. Đặc biệt là Linh Hải Nhi, bản thân chính là địa tâm diệt châu khí linh, hủy diệt năng lượng nhất là dư thừa, Công Dã Phong không thể nào thả qua hắn. Ca ca, ta không được, không bằng ngươi đi thử một chút. Bỗng nhiên, Linh Hải Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thần. Ta. Diệp Thần sửng sốt một chút. Không sai, ca ca, người tu luyện hủy diệt đạo ấn, đem người hủy diệt năng lượng, ra chỉ ở địa tâm diệt châu phía trên, nói không chừng có thể tra được cửu điên tiền bối rơi xuống. Linh Hải Nhi nhặt lên địa tâm diệt châu, giao đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói ta vận dụng hủy diệt đạo ấn, sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Địa tâm diệt châu là Linh Hải Nhi bản thể. Mà Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, lực lượng cực kỳ cường hãn, nếu như gia trì đi lên, rất có thể thương tổn tới Linh Hải Nhi. Linh Hải Nhi cười nói, ta không có chuyện gì, ca ca, ngươi cứ việc động thủ. Được, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần cắn răng một cái, nhìn về Sa La cây trà, Sa La, thay ta chăm sóc kỹ hắn. Tôn chủ. Sa La cây trà vậy dự liệu được, một khi Diệp Thần ra tay, nhất định sẽ thương tổn tới Linh Hải Nhi. Lập tức, Sa La cây trà cành vung ra, phóng thích tự thân cây cối sức sống, lại điều tới Hoàng Tuyền Thánh Thủy, bảo vệ được Linh Hải Nhi. Diệp Thần trong tay siết địa tâm diệt châu, ánh mắt ngưng luyện, hít sâu một hơi. Hủy diệt đạo ấn. Quát to một tiếng, Diệp Thần trong tay có trùng trùng hủy diệt đạo ấn, điên cuồng bộc phát ra, bơm vào đến địa tâm diệt châu trên. Đúng viên địa tâm diệt châu, hấp thu Diệp Thần hủy diệt năng lượng, nhất thời toát ra chói mắt thần quang. Vô cùng nhức mắt. Ai yêu? Cùng lúc đó, một bên Linh Hải Nhi, nhưng là thống khổ kêu lên, ngũ quan vặn vẹo, tựa như bị người dùng đại thiết chùy đập một tí. Hiển nhiên, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, ra chỉ ở địa tâm diệt châu trên, vậy mang đến cho hắn nghiêm trọng đánh vào. Sa La cây trà thấy vậy, vội vàng thả ra hàng loạt cỏ cây sức sống, đi bồi bổ Linh Hải Nhi kinh mạch, chữa trị hắn thương thế. Diệp Thần cũng nghe được liền Linh Hải Nhi kêu thảm thiết, trong lòng một hồi cảm kích. Cửu điên tiền bối, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần nhanh chóng bắt đầu tìm, chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc, miễn được Linh Hải Nhi chịu khổ. Hắn hủy diệt đạo ấn năng lượng, bơm vào đến địa tâm diệt châu sau đó, lập tức câu thông hết thảy hủy diệt, trước mắt lướt qua vô số thiên cơ hình ảnh, thấy được mọi chỗ khí tức hủy diệt nguyên địa. Bất quá những thứ này nguyên địa, đều là vô cùng yếu ớt tồn tại. Có thể không đáng kể. Chân chính cường hãn năng lượng, Diệp Thần cũng không có tìm được. Cửu điên loại cấp bậc này nhân vật, muốn bắt được hắn thiên cơ hơi thở, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Linh Hải Nhi, nhịn được. Diệp Thần không biết làm sao, chỉ có thể gia tăng lực lượng. Cuồng bạo hơn hủy diệt đạo ấn, hoàn toàn bơm vào ở địa tâm diệt châu bên trên. Cái này một tí, Linh Hải Nhi vậy phát ra càng tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp té xỉu. Khóe miệng thấm vào ra máu tươi. Hiển nhiên, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, lực sát thương quá đáng sợ,
to lớn đánh vào dưới, hắn vậy không chịu nổi. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, không ngừng tìm. Giao. Rốt cuộc, Diệp Thần trước mắt, nổi lên một bức tranh. Trong hình, là một phiến mênh mông bầu trời. Trên bầu trời, lơ lửng một tòa thật to núi cao. Cửu Điên tiền bối. Diệp Thần rõ ràng thấy, Cửu Điên bị Yên Tịch Kiếm Linh, dẫn tới ngọn núi này nhạc trên. Một cái ông cụ áo bào cho, ở trên núi chờ đợi, chính là Công Giã Phong. Thấy Cửu Điên bị mang về, Công Giã Phong già nua trên khuôn mặt, nhất thời hiện ra vô cùng cười tươi ý, trong ánh mắt tràn đầy thèm thuồng tham lam. Công Giã tiên sinh, người dẫn tới. Rất tốt, chuẩn bị nghi thức khởi động, tước đoạt hắn hủy diệt đạo ấn. Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong trò chuyện với nhau. Sau đó, hai người nụ cười đọng lại, tựa hồ cũng phát giác Diệp Thần dòm ngó. Nhâm Phi Phàm, là ngươi sao? Lén lén lút lút muốn làm gì, có gan ngươi cứ tới đây. Đừng lấy là ta sợ ngươi. Yên Tịch Kiếm Linh thần sắc âm trầm, chỉ cho là Nhâm Phi Phàm đang dòm ngó hắn, lập tức rút ra thiên kiếm, một kiếm chặt đứt tất cả nhân quả. Vù vù. Diệp Thần hình ảnh trước mắt, cũng bị chảm phá. Hụ. Diệp Thần khí cơ bị cắn trả, một hồi lòng buồn bực, ho khan một tiếng. Tôn chủ, không có sao chứ? Sa La Cây Trà nói. Không có gì đáng ngại, tìm được bọn họ. Diệp Thần khoát tay một cái, thoáng điều tức một tí. Mới vừa thấy hình ảnh kia, Diệp Thần đã phong tỏa thiên cơ, tinh chuẩn thấy rõ đến Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong vị trí. Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, đều là thượng vị giả à, người bây giờ là phải lên đường, trực tiếp đối mặt bọn họ. Sa La Cây Trà thật sâu lo âu. Ta không phải một người, còn có Nhâm tiền bối. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, móc ra Nhâm Phi Phàm phủ chiếu, đem tin tức truyền đưa tới. Hắn tin tưởng Nhâm Phi Phàm sau khi nhận được tin tức, sẽ tới rất nhanh. Chỉ cần có Nhâm Phi Phàm ra tay, vậy Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, sợ là phách lối không đứng lên. Linh Hải Nhi, cảm ơn ngươi. Sau đó, Diệp Thần thật sâu nhìn Linh Hải Nhi một mắt, tràn đầy cảm ơn. Vì giúp hắn tìm Cửu Điên, Linh Hải Nhi bỏ ra to lớn, hiện tại hắn đã trọng thương, bị Diệp Thần hủy diệt đạo ấn đánh vào, trong chốc lát sợ rằng khó khôi phục. Sa La, chăm sóc kỹ hắn. Diệp Thần thả ra bát quái thiên đan thuật, thay Linh Hải Nhi chữa trị một tí, sau đó đem địa tâm diệt châu, lần nữa treo ở trên cổ hắn, cuối cùng đem người giao cho Sa La Cây Trà chiếu cố trông coi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần cảm thấy đưa tin phù chiếu khác thường động. Nhâm Phi Phàm nhận được tin tức, ý chí từ phù chiếu truyền lên đưa trở lại. Thằng nhóc, người đi trước nhìn chằm chằm bọn họ, chú ý chớ bị bọn họ chạy, ta lập tức đến, cẩn thận làm việc, không nên động thủ, chờ ta hạ xuống. Đạo ý chí này, một truyền kết thúc, phù chiếu lập tức cháy thành tro, mất đi tất cả linh khí. Diệp Thần cảm nhận được Nhâm Phi Phàm ý chí, cũng là hiểu ra. Nhâm Phi Phàm ý, gọi là hắn trước lên đường, đi nhìn chằm chằm Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, miễn được mục tiêu chạy trốn, Công Giã Tràng. Diệp Thần tự nhiên rõ ràng, lúc này rời đi Hoàng Tuyền Đồ, dọc theo thiên cơ tỏa định phương hướng, biến dạng hư không đi. Mà lúc này, bầu trời phương xa, Đại Hàn Cấn Nhạc Phong trên, Cửu Điên, Yên Tịch Kiếm Linh, Công Giã Phong, cũng ở trên núi. Hèn hạ vô sỉ bọn chuột nhắt, các người có âm mưu gì, cứ việc nói ra, tốt nhất lập tức giết ra ra người ta, miễn được ta bị cái gì đau khổ ra thịt. Cửu Điên thân thể, bị trăm ngàn cầm kiếm sắt đúc tạo thành củi, gắt gao nhốt. Nhưng, hắn cũng không có bất kỳ khuất phục thần sắc. Củi ra, Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, cũng không có hảo ý nhìn hắn. Ha ha, người hủy diệt đạo ấn, chừng thất trọng thiên tu vi, giết ngươi liền đáng tiếc. Công Giã Phong cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Cửu Điên nội tâm dùng cả mình, khó hiểu có loại dự cảm bất tường. Kiếm Linh đại nhân, người nói mới vừa dòm ngó người chúng ta, là Nhâm Phi Phàm. Nếu nơi đây đã bại lộ, muốn không muốn rời đi địa phương. Tìm một an toàn chi địa, bố trí lại tước đoạt nghi thức. Công Giã Phong nhìn về Yên Tịch Kiếm Linh, giọng chuyển là ngưng trọng. Yên Tịch Kiếm Linh nói, trừ cái đó Nhâm Phi Phàm, còn ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể đột phá trùng trùng thiên cơ sương mù dày đặc, dòm ngó đến chỗ này tồn tại. Hắn nhưng là không nghĩ tới, thật ra thì dòm ngó người, cũng không phải là Nhâm Phi Phàm, mà là Diệp Thần,
dựa vào địa tâm diệt châu hiệu quả, thành công phong tỏa nơi này. Ta cảm nhận được, nơi này thiên cơ đã bị phong tỏa, chúng ta coi như chạy trốn, vậy trốn không thoát, chỉ có thể đánh một trận. Yên Tịch Kiếm Linh ngắm nhìn bốn phía, trong sâu thẳm, vậy cảm tới đây hơi thở, đã bị hoàn toàn khóa kín, bọn họ là không thể nào chạy mất, vô luận trốn đi nơi nào, cũng sẽ bị ngược dòng đến tung tích. Vậy làm sao bây giờ? Công Giã Phong có chút lo âu, từ đầu đến cuối vẫn là kiêng kỵ Nhâm Phi Phàm. Công Giã tiên sinh, người đại khả yên tâm, lần trước ta thua ở Nhâm Phi Phàm dưới quyền, chỉ là nhất thời khinh thường thôi, nho nhỏ một cái Nhâm Phi Phàm, há địch ta yên vắng vẻ thiên kiếm thần uy. Ta muốn báo thù rất lâu rồi, lần này hắn hạ xuống tốt nhất, chờ ta giết hắn, rửa nhục trước. Yên Tịch Kiếm Linh nắm quyền một cái, trong ánh mắt tất cả đều là cừu hận sát khí. Hắn đường đường thượng vị giả, bị một cái hạ vị người đánh bại, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Phần này thua trận, đã thành ma chướng vậy tồn tại, nếu như không thể tuyết tẩy, hắn sau này lại không khả năng đột phá, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Công Giã Phong ánh mắt lóe lên, vậy trầm tư. Đúng là, Yên Tịch Kiếm Linh là đường đường thiên kiếm, mũi nhọn sát phạt chư thiên, không thể nào như thế tùy tiện sa sút. Nhâm Phi Phàm lợi hại hơn nữa, cuối cùng không phải thượng vị giả, chưa chắc là Yên Tịch Kiếm Linh địch thủ. Đến Nhâm Phi Phàm, Yên Tịch Kiếm Linh loại tầng thứ này, quyết định chiến đấu thắng bại, lại nữa chỉ là tu vi thực lực, còn có thiên cơ khí vận, phong thủy số mạng vân. Vân huyền ảo đồ. Yên Tịch Kiếm Linh là lên trước thiên kiếm, từ khí vận trên, liền so Nhâm Phi Phàm cao một nước, nếu đánh thật, phần thắng lớn vô cùng. Dĩ nhiên. Hết thảy các thứ này đều là bọn họ suy đoán. Vậy thì tốt, Kiếm Linh đại nhân, vậy hết thảy liền nhờ ngươi, ta lập tức bố trí thước đoạt đại trận, chờ ta hấp thu người này hủy diệt đạo ấn, cũng có thể giúp ngươi một tay. Công Giã Phong nhìn chằm chằm cửu điên, tựa như ác lang nhìn mình con mồi. Ừ, ngươi đi đi. Yên Tịch Kiếm Linh gật đầu một cái, mở ra kiếm sắt cũi, lại điều khiển mười mấy cây kiếm sắt, xuyên qua cửu điên xương tỉ bà, cánh tay, bắp đùi, ngực cùng các nơi, để cho hắn không có vùng vẫy năng lực phản kháng. Mười mấy cây kiếm sắt xuyên người, đau đớn dị thường, cửu điên gương mặt vặn vẹo, nhưng cố nén đau, cũng không có kêu thành tiếng. Ha ha, các ngươi hai cái lòng lang dạ sói đồ, muốn tước đoạt ta hủy diệt đạo ấn, đơn giản là nói vớ vẩn. Ta đạo pháp, há cho người ngoài tước đoạt. Các ngươi có thể giết ta, nhưng muốn cướp đi ta đạo ấn, tuyệt không khả năng. Cửu điên cười nhạt quát. Hắn đối với tự thân đạo pháp tu vi, có tuyệt đối tự tin. Hắn hủy diệt đạo ấn, đã tu luyện đến thất trọng thiên, và thân thể thần hồn hòa làm một thể, tù không thể phân. Hắn không tin cái này thế gian, có người có thể cướp đi hắn đạo pháp, cái này là chuyện không thể nào. Ngươi cứ việc mạnh miệng, chờ ta ngày tận thế thẩm phán hạ xuống, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu. Công Giã Phong ha ha cười một tiếng, vậy không có để ý cửu điên mà nói. Trực tiếp vung tay lên, một hồi cương phong cuốn lên, mang cửu điên thân thể, bay đến vách núi thác nước chóp đỉnh. Ở vách núi thác nước chóp đỉnh trên, đã sớm bố trí một cái nghi thức trận pháp. Tước đoạt hủy diệt đạo ấn nghi thức, sắp muốn mở. Yên Tịch Kiếm Linh nhìn một cái, liền không có xen vào nữa, hít sâu một hơi, ở dưới thác nước ngồi xếp bằng, chấn định tâm thần. Đại chiến lại sắp tới, muốn báo thù rửa hận, giết ngược Nhâm Phi Phàm. Hắn phải toàn bộ tinh thần chăm chú. Mặc dù ngoài miệng nói được thiên vang, nhưng Yên Tịch Kiếm Linh cũng biết, Nhâm Phi Phàm tuyệt không phải bình thường, đặc biệt là cửa kia cửu thiên thần thuật, Hy Hoàng Lôi Ấn, lại là thần uy cuồn cuộn, sấm sét vạn quân, đủ để che phủ chư thiên, hắn tất cần phải cẩn thận đối phó. Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh, một cái chuẩn bị nghi thức, một cái tu luyện tĩnh tâm. Hai người cũng không phát hiện, một đạo thân ảnh, đã lặng lẽ xé rách hư không. Ra bên ngoài bây giờ. Đạo thân ảnh này, chính là Diệp Thần. Diệp Thần dè đặt, dùng một tấm quang minh nguyên phù, hóa thành một đạo quang, ẩn núp ở thân hình, núp ở đại hàn cấn nhạc phong ra. Diệp Thần trên đầu có ánh sáng minh nguyên phù, hắc ám nguyên phù, canh kim nguyên phù, sấm sét nguyên phù, kịch độc nguyên phù, mậu thổ nguyên phù, cái này sáu chương nguyên phù, ngày thường chiến đấu rất ít dùng, nhưng ở một ít trường hợp đặc thù, vẫn có thể phát huy đặc biệt thần diệu hiệu quả. Ví dụ như cái này quang minh nguyên phù, một thả ra ngoài, Diệp Thần thân thể biến thành một đạo quang, chỉ cần che giấu tức giận tức, coi như là Yên Tịch Kiếm Linh, cũng chưa chắc có thể thấy hắn tồn tại.
Cửu điên tiền bối. Người ở đỉnh núi ra, Diệp Thần liếc mắt liền thấy, cửu điên bóng người. Thác nước vách núi đỉnh, cửu điên thân thể bị mười mấy cây kiếm sắt xuyên qua, thảm không nói nổi, bị nhét vào một cái nghi thức trên trận pháp. Cái nghi thức này trận pháp, trận văn phơi bày bóng tối màu sắc, tầng tầng đường vân chồng lên, đặc biệt phức tạp. Cửu điên đang tâm trận trên vị trí, mà công Dã Phong, thì ở trận pháp bên bờ. Man tử, người hủy diệt đạo ấn, phải thuộc về ta. Công Dã Phong cười lạnh một tiếng, cắn bể đầu ngón tay, máu tươi lau ở trên trận pháp. Vù vù. Trận pháp bên trên, nhất thời nổ lên từng luồng kinh khủng thẩm phán hơi thở, tựa như ngày tận thế hạ xuống. Lại là thẩm phán đại trận. Diệp Thần ánh mắt trợn to, tim mãnh liệt nhảy lên. Trận pháp này, lại là dùng Thái Thượng Thiên Sử Đạo bố trí trận pháp. Nếu như là vậy hủy diệt đạo ấn võ giả, Công Dã Phong trực tiếp tước đoạt là được, nhưng cửu điên hủy diệt đạo ấn, đã tu luyện đến thất trọng thiên. Tầm thường thủ đoạn, khó mà cướp đi cửu điên đạo ấn. Cho nên, Công Dã Phong đặc biệt bố trí cái này thẩm phán đại trận. Thái Thượng Thiên Sử Đạo. Cửu điên thấy chung quanh từng luồng bóng tối thẩm phán hơi thở, cũng là lộ vẻ xúc động, cảm thấy mãnh liệt không ổn. Ha ha, Man tử, coi là ngươi có chút ánh mắt, có thể chết ở ta đạo pháp dưới, ngươi vậy coi là chết được kỳ sở. Công Dã Phong cười một tiếng, trong tay từng đạo pháp quyết đánh ra, toàn bộ đại trận, hắc ám ánh sáng không ngừng bùng nổ. Suy suy suy, đậm đà thẩm phán hơi thở, trực tiếp hóa thành từng đạo thẩm phán kiếm khí, từ trận pháp phía dưới phá giết ra, điên cuồng chém ở cửu điên trên mình. Trong thoáng chốc, cửu điên vành mắt hết sức nứt ra, thừa nhận cực lớn thống khổ. Những thứ này thẩm phán kiếm khí, chém chết tới đây, cửu điên chỉ cảm nhận được, mình hủy diệt đạo ấn, lại có thể thật phải bị chóc suốt thân thể. Đáng chết! Cửu điên cắn răng, lại không nghĩ rằng Công Dã Phong thủ đoạn như thế lợi hại, lại có thể thật sự có biện pháp có thể tước đoạt hắn đạo ấn. Ha ha ha, Man tử, người còn phách lối sao? Công Dã Phong nhìn cửu điên rõ vẻ mặt, nhất thời cười lớn, cảm thấy vô cùng thoải mái. Ta cùng ngươi liều mạng. Cửu điên vô cùng tức giận, chán nổi gân xanh nhô lên. Dưới cơn thịnh nộ, lại có thể hung mãnh một quyền nổ ra, như trực đảo hoàng long, quyền phong mang theo một hồi kịch liệt hủy diệt gió bão, đánh phía Công Dã Phong. Hắn thân thể, còn bị mười mấy cây kiếm sắt xuyên qua trước, hơn nữa còn thừa nhận thẩm phán đạo pháp thiên uy, ở như vậy cục diện nguy nan hạ, lại còn có thể hăng hái thân ra quyền phản kích, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Công Dã Phong tại chỗ sợ hết hồn, cũng không nghĩ tới cửu điên chiến ý, lại là như vậy phách liệt hùng hậu. Một quyền này ra chỉ trước hủy diệt đạo ấn, gió bão kinh thiên, hắn đang làm phép, căn bản không thể nào ngăn cản. Chết đến ập lên đầu, còn muốn vùng vẫy. Mắt xem Công Dã Phong, sẽ bị cửu điên một quyền đánh bể, lúc này, lại có một thanh phi kiếm, lăng không chém tới, kiếm khí một quyền, đem tất cả hủy diệt gió bão, toàn bộ chôn vùi. Đa tạ kiếm linh đại nhân. Công Dã Phong thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, nhìn về dưới thác nước. Người xuất thủ, chính là Yên Tịch Kiếm Linh. Thời khắc này Yên Tịch Kiếm Linh, còn giống như pho tượng, ngồi xếp bằng ở dưới thác nước không nhúc nhích. Thanh phi kiếm kia, là hắn tinh thần ý chí, ngưng tụ ra. Hắn bản thân chính là vô thượng thiên kiếm, kiếm đạo thành tựu kinh thiên, một cái tóc, một cái ánh mắt, một chút tinh thần. Đều có thể biến thành phi kiếm, chém chết thiên địa, vô cùng lợi hại. Cửu điên ngực, cũng bị Yên Tịch Kiếm Linh phi kiếm xuyên qua, máu tươi văng tung tóe, trong miệng cũng là hộc máu, hình dáng vô cùng thảm thiết. Không, ta không cam lòng. Cửu điên trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, đau nhức dưới, chỉ cảm thấy sức sống không ngừng trôi qua, liền ngồi khí lực cũng không có, rớt nằm ở trên trận pháp. Diệp Thần toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này. Trong lòng vô cùng đau buồn. Cửu điên, cái này ngày xưa tự nhiên phóng túng người đàn ông, hiện tại đã là người nào chết dã thú, thoi thóp. Không, cửu điên tiền bối. Diệp Thần quả đấm nặn chặt, cũng là vành mắt hết sức nứt ra, nội tâm căm hận tới cực điểm, nhìn Công Dã Phong, lại nhìn Yên Tịch Kiếm Linh, hận không được giết hết bọn họ, cứu vãn cửu điên. Nhưng mà, vô luận là Công Dã Phong, vẫn là Yên Tịch Kiếm Linh, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Diệp Thần căn bản không phải địch thủ. Trước khi tới, Nhâm Phi Phàm liền giao phó qua hắn, phải cẩn thận hành động, không nên ra tay, phải cùng hắn tới đây. Nhưng,
thấy cửu điên bi thảm như vậy, Diệp Thần há có thể thờ ơ. Cuồng bạo mà tức giận nhiệt huyết, từ Diệp Thần trong đáy lòng sôi trào đi lên. Hắn cặp mắt, bộc phát ra vô cùng nồng nặc chiến ý. Cửu điên tiền bối, ta tới cứu ngươi. Một tiếng kinh thiên chợt quát, Diệp Thần đột nhiên hiện thân, trong tay kim quang nổ tung, thiên trọng vạn nặng Phật quang ngưng tụ. Tám bộ phù đồ khí. Nguy nga khoáng đạt phù đồ bảo tháp, ngay tức thì ở Diệp Thần trong tay xuất hiện, hung hăng hướng Công Giã Phong trấn áp xuống đi. Cái gì? Công Giã Phong thất kinh, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắn đang làm phép, tâm thần đều ở đây thẩm phán đại trận trên, căn bản không có thể phân tim, mắt xem phù đồ bảo tháp đập rơi xuống, nhưng là không có một chút phòng ngự thủ đoạn, vội vàng kêu lên. Kiếm Linh đại nhân, cứu mạng! Thằng nhóc, ngươi làm sao tới? Yên Tịch Kiếm Linh thấy Diệp Thần xuất hiện, cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn còn lấy là hạ xuống nơi này người, hẳn là Nhâm Phi Phàm. Nơi nào nghĩ đến, lại có thể sẽ là Diệp Thần. Mắt xem Diệp Thần phù đồ bảo tháp, thì phải đem Công Giã Phong đập thành thịt nát, hắn vội vàng ra tay, từ thác nước bên trong bay ra ngoài, ngự kiếm vung lên, nóng rực kiếm mang vạch qua. Suy! Diệp Thần trong tay, ngàn tầng cao phù đồ bảo tháp, đều bị một kiếm chém thành bọt nước. Yên Tịch Kiếm Linh kiếm đạo thành tựu, đích thực quá đáng sợ. Mạnh mẽ kiếm khí, vậy ép được Diệp Thần liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng trên mình hiển hóa ra hoàng tuyển thế giới khí tượng, mới khó khăn lắm ngăn trở. Diệp Thần, là ngươi. Cửu điên thấy Diệp Thần tới, cũng là tinh thần chấn động, một mặt ngạc nhiên. Cửu điên tiền bối, không có sao chứ. Diệp Thần cắn răng, giữa không trung thả ra bát quái thiên đan thuật, từng luồng đạo ra thần quang, như phiêu mưa vậy hạ xuống đi xuống, rơi vào cửu điên trên mình. Cửu điên lấy được Diệp Thần chữa trị, thoáng khôi phục một chút nguyên khí, quát lên, thằng nhóc, người điên rồi sao? Người tới đây bên trong làm gì? Không muốn chết cũng nhanh đi. Cửu điên rất rõ ràng, Diệp Thần tới một mình nơi này, hoàn toàn liền là chịu chết mà thôi. Chính là một cái thủy nguyên cảnh, tại sao có thể là Yên Tịch Kiếm Linh địch thủ? Sợ rằng, Yên Tịch Kiếm Linh một đạo kiếm khí, liền có thể đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Vô thượng thiên kiếm sát phạt thần uy, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Cửu điên tiền bối, chịu đựng, ta lập tức cứu ngươi rời đi. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, mắt xem Yên Tịch Kiếm Linh mạnh mẽ, nếu như chiến đấu, đây tuyệt đối là chết, không có chút nào phần thắng. Xem Yên Tịch Kiếm Linh loại cảnh giới này cường giả, chỉ có thể là Nhâm Phi Phàm ra tay, mới có đối phó có thể. Quang Minh Nguyên Phù, Hắc Ám Nguyên Phù, Hỗn Độn Che Trời. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần đem Quang Minh Nguyên Phù và Hắc Ám Nguyên Phù, cũng phóng thích ra ngoài, liều mạng thúc giục. Một cổ ánh sáng sáng chói, hòa lẫn một cổ bóng tối hơi thở, thẳng ngất trời vũ, ngay tức thì che đậy mặt trời. Một quang tối sầm lại, hình thành một cái huyền ảo hỗn độn, giống như bát quái đồ án vậy, ở chân trời chuyển động, khuấy được mưa gió cuồn cuộn, cát bay đá chạy, nguyên khí cuồng bạo. Từ luyện thành mới Hồng Mông Nguyên Thuật, Thái Dương Tiên Hoàng chạm sau đó, Diệp Thần Nguyên Thuật tu vi, lại có tinh tiến, hiện tại đồng thời khống chế hai tấm nguyên phù, muốn gì được nấy, lập tức chế tạo ra kịch liệt hỗn loạn. Bỗng nhiên xuất hiện quang ám hỗn độn khí voi, để cho được Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, đều có điểm hoa mắt, không nhìn ra thực tế. Thừa dịp này cơ hội, Diệp Thần lập tức bay rơi xuống, nắm lên cửu điên thân thể, đi ngoài bầu trời phi đột, muốn chạy trốn. Ở ta mí mắt phía dưới, còn muốn chạy. Yên Tịch Kiếm Linh tầm mắt bị quang ám nhiễu loạn, không thấy rõ hư thật, nhưng cảm giác vô cùng là bén nhạy, đã cảm thấy được Diệp Thần ý đồ. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, cho ta chém giết. Thiên kiếm giết ra, bóng sáng biến ảo, ước chừng trăm nghìn thanh phi kiếm, nghịch ngất trời tế, hội tụ thành vô cùng kinh khủng nước lũ, hướng Diệp Thần và cửu điên chém chết đi. Hu hu hu. Bầu trời bên trong, quang minh và bóng tối hỗn loạn khí tượng, lập tức liền bị kiếm khí xóa bỏ, bầu trời lần nữa khôi phục trong sáng. Diệp Thần và cửu điên hai người, ở đầy trời phi kiếm nước lũ nổi bật hạ, tựa như hai con kiến hôi vậy nhỏ bé, lập tức phải bị chém chết. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Mắt gặp phi kiếm nước lũ giết tới, Diệp Thần cắn răng, vậy cảm thấy vô cùng nguy hiểm to lớn. Sống chết trước mắt, Diệp Thần đan điền nổ tung, đan điền bên trong ẩn chứa triệu ngôi sao năng lượng, toàn bộ bộc phát ra. Vô cùng nóng rực kim quang chói mắt,
từ Diệp Thần trên mình tách thả ra, một cái động trời mặt trời cự kiếm, ùng ùng vang dội, ngay tức thì bay lên. Oanh! Giống như mặt trời thiên bạo, Diệp Thần hung hăng một kiếm, chém về phía Yên Tịch kiếm linh phi kiếm nước lũ. Triệu ngôi sao năng lượng, vào giờ khắc này khơi thông đến trình độ cao nhất. Ùng ùng! Mặt trời cự kiếm và phi kiếm nước lũ, hung hăng đụng vào nhau, cuồng bạo linh khí nổ thành mây hình nấm, mọi chỗ không gian nghiền nổ tung. Yên Tịch kiếm linh phi kiếm nước lũ, tại chỗ liền bị nổ giải tán, một cái thanh phi kiếm hóa thành mây khói hơi thở tiêu tán. Mà Diệp Thần mặt trời cự kiếm, vậy bị đầy trời kiếm khí vặn cắt, sụp đổ, cuối cùng biến thành từng luồng mặt trời lưu diễm, bốn phía phiêu tán. Đại Hàn Cấn Nhạc Phong bên trên, rất nhiều thác nước rừng rậm, gặp phải hai người kiếm khí va chạm đánh vào, rối rít sụp đổ thành phế tích, cỏ cây kích động, thác nước ngừng chảy, hơi nước cuồn cuộn, úy như vậy nguy nga. Công Giã Phong thẩm phán đại trận, mất đi mặt đất theo nhờ, lại không có băng diệt, từng đạo trận văn lơ lửng, trên không lóng lánh, khá là rực rỡ tươi đẹp. Lại có thể chặn lại ta một chiêu. Yên Tịch kiếm linh thân thể bay ngược, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kiếm đạo của hắn thành tựu, long trời lở đất, vốn là lấy là, có thể nhất kích chém chết Diệp Thần. Nhưng, không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể luyện thành Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, chặn lại hắn nhất kích. Kiếm linh đại nhân, đừng nhường bọn họ chạy. Công Giã Phong gương mặt vặn vẹo, lớn tiếng gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Điên. Cửu Điên là hắn con mồi, hắn có thể không muốn bỏ qua. Lúc này Cửu Điên, đang đứng ở Diệp Thần bên người. Nhìn trước mắt bừa bãi cục diện, Cửu Điên gương mặt hiện ra một nụ cười khổ, nói, thằng nhóc, đừng để ý ta, người đi thôi. Diệp Thần thực lực, đúng là mạnh mẽ, lại chặn lại Yên Tịch kiếm linh nhất kích, nhưng Cửu Điên cũng biết, đây đã là Diệp Thần cực hạn. Rằng có tiếp nữa, Diệp Thần không thể nào là Yên Tịch kiếm linh địch thủ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần có chút bụi văng đầy người, mặc dù phòng ngự ở Yên Tịch kiếm linh phi kiếm nước lũ, nhưng thân thể vậy bị nghiêm trọng đánh vào, áo khoác cơ hồ vỡ vụn, sợi tóc kích dương, cánh tay ra cùng trên gương mặt, đều có thật nhỏ kiếm khí cắt kim loại vết thương. Hắn cũng rất rõ ràng, mình đến cực hạn. Không, Cửu Điên tiền bối, phải đi cùng đi. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có buông tha Cửu Điên, trong mắt như cũ tràn đầy chiến ý. Nhìn phía trước cao cao tại thượng Yên Tịch kiếm linh, Diệp Thần đã có quyết đoán, luân hồi huyết mạch mơ hồ cháy, chuẩn bị vận dụng mình tất cả lá bài tẩy, chết cũng phải đem Cửu Điên mang đi. Đây là Diệp Thần đảo. Hắn tuyệt sẽ không bỏ rơi người bên người. Nhìn Diệp Thần kiên quyết hình dáng, Cửu Điên ngẩn ngơ, thật sâu động dung. Mà bên kia Yên Tịch kiếm linh, nhưng là vô cùng lạnh lùng, ha ha cười một tiếng nói, thằng nhóc, có cơ hội ngươi không chạy, hiện tại tự tìm chết. Cùng đừng trách ta. Yên vắng vẻ thiên kiếm, tàn sát vạn phương. Quát to một tiếng, một món xanh sâu kín tinh mang, từ Yên Tịch kiếm linh trên thiên linh cái bay lên, ngất trời hóa thành một chuôi khủng bố cự kiếm. Chuôi này sợ hãi cự kiếm, chính là Yên vắng vẻ thiên kiếm. Cự kiếm thân kiếm, hiện đầy cổ xưa mất đi văn lạc, vô số tràn đầy sát phạt hơi thở kiếm đạo đồ đằng, không ngừng chìm nổi phập phồng, vô cùng nguy nga. Kiếm này vừa ra, vô thượng sát phạt thiên uy, chính là tràn ngập đúng phiến bầu trời. Oanh! Đi đôi với một hồi cực kỳ nặng nề khí lưu tiếng, Yên vắng vẻ thiên kiếm hoa phá trường không, lấy bén nhọn nhất uy thế, quay đầu chém xuống. Diệp Thần con người co rúc lại, cắn chặt hàm răng, bàn tay mơ hồ có luân hồi văn lạc hiện lên, đang chuẩn bị liều mạng. Nhưng mà, lúc này, Cửu Điên lại đột nhiên bay ra ngoài. Thằng nhóc, đa tạ cứu giúp, người trở về đi thôi. Ngươi để cho ta ở sinh mạng một khắc cuối cùng, cảm thấy võ đạo thế giới nhiệt độ. Thật tốt à! Cửu Điên trên người có nhất trọng trọng hủy diệt đạo ấn, hiện lên lên, cuồng bạo hủy diệt năng lượng đang nổi lên. Hắn quay đầu nhìn Diệp Thần, ánh mắt mang theo không câu chấp cùng đoạn tuyệt. Trở về sau đó, thật tốt tu luyện, nhất định phải đem hủy diệt đạo ấn, tu luyện tới cửu trọng thiên bước, thực hiện ta nguyện vọng. Còn nữa, như có cơ hội, thay ta trả thù. Thanh âm quyết tuyệt, trực tiếp truyền nhập Diệp Thần thần hồn. Rồi sau đó, Cửu Điên cả thân hủy diệt năng lượng, hung vào tới trình độ cao nhất, tạo thành một cái đen nhánh quang cầu, lồng bao hắn lại toàn thân, mơ hồ muốn nổ. Kiếm linh đại nhân chú ý, hắn muốn tự bạo hủy diệt đạo ấn. Xa xa Công Giã Phong, nhận ra được một màn này, lập tức kinh hoàng kêu gọi,
cũng lập tức phi thân lui về phía sau, khởi động thẩm phán trận pháp, hóa thành một cái bảo vệ kết giới, ngăn ở trước mặt. Đáng chết! Yên Tịch Kiếm Linh cảm nhận được trước mặt kinh khủng khí tức hủy diệt, cũng là trong mắt co rúc lại, nội tâm vô cùng chấn động. Nhưng, hắn thiên kiếm, đã chém xuống đi, kiếm thế mãnh liệt kinh thiên, liền hắn cũng không có biện pháp thu hồi. Phịch! Cửu điên đón yên vắng vẻ thiên kiếm, trực tiếp phi thân xông tới. Một người một kiếm, nhanh mạnh đụng vào nhau. Cửu điên trên mình đen nhánh hủy diệt màn hào quang, vừa đụng đến thiên kiếm sát phạt hơi thở, lập tức ầm ầm nổ. Khó có thể tưởng tượng hủy diệt năng lượng, trong nháy mắt nổ tung đi ra, như ngàn vạn viên mặt trời tách thả ra, ngàn vạn hắc động đồng thời bạo diệt, đen nhánh hủy diệt gió bão phóng lên cao. Đúng phiến thiên địa, đều bị cuồng bạo khí tức hủy diệt, oanh tạc được nghiền, mới vừa vẫn là bầu trời xanh thẳm, hiện tại một phiến mảnh không gian quy luật, toàn bộ bị nổ nát vụn, bầu trời đều được ngày tận thế u tối màu sắc, tràn đầy hủy diệt khí lưu, khắp nơi sụp đổ, lại cũng không thấy được một chút ánh mặt trời. Tòa kia đại hàn cấn nhạc phong, núi cao mặt ngoài cũng bị nổ nát vụn, chỉ còn lại một khối tràn đầy mậu thổ hơi thở pháp bảo tinh hạch, còn trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Yên Tịch Kiếm Linh đứng mũi chịu sào, gặp phải nghiêm trọng nhất nổ đánh vào, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật bay rớt ra ngoài, thiếu chút nữa phải bị cuốn nhập không gian chảy loạn bên trong, hoàn toàn bị lạc. Cũng may hắn phản ứng mau, rất miễn cưỡng ổn định thân hình, đứng ở bước chân, sắc mặt đã là một phiến trắng bệch. Đáng ghét, tên này. Yên Tịch Kiếm Linh ngũ quan vô cùng vặn vẹo, hoàn toàn không nghĩ tới Cửu Điên lại đột nhiên tự bạo. Cửu Điên hủy diệt đạo ấn, ước chừng tu luyện đến thất trọng thiên, hơn nữa bản thân tu vi cũng vô cùng cường hãn, hắn một tí hủy diệt tự bạo, uy thế quá đáng sợ, cả thiên địa đều bị nổ nát vụn, nếu như không phải là Yên Tịch Kiếm Linh tu vi mạnh mẽ, hắn đã bị nổ chết. Cửu Điên tiền bối. Diệp Thần kinh hãi hô to, cũng là không nghĩ tới Cửu Điên sẽ tự bạo. Cửu Điên thân thể, ở tự bạo bên trong, hóa thành một chút xíu tàn toái cho tàn, hoàn toàn biến mất, liền thi thể đều không lưu lại. Thất trọng thiên hủy diệt đạo ấn, lực tàn phá vẫn là thật đáng sợ, liền hắn tự thân hài cốt, đều không thể gìn giữ. Yên Tịch Kiếm Linh, ta muốn ngươi chết. Diệp Thần hồi tưởng lại ngày xưa, và Cửu Điên sóng vai tác chiến hình ảnh, không khỏi trong lòng giọt máu, trong mắt một phiến đỏ bừng. Nhìn chằm chằm trước mắt Yên Tịch Kiếm Linh, Diệp Thần vô cùng cừu hận, như dã thú vậy gầm thét một tiếng, theo sau chính là phi thân bạo giết ra, mặt trời cự kiếm bay lên, hủy diệt đạo ấn mở, vô cùng sáng chói huy hoàng một kiếm, hướng Yên Tịch Kiếm Linh chém tới. Không tốt! Yên Tịch Kiếm Linh sắc mặt đại biến, hắn lúc này đã kinh bị trọng thương, đối mặt Diệp Thần một kiếm, nhất thời cảm thấy vô cùng cố hết sức. Thời không nhảy, dịch chuyển. Trong lúc nguy cấp, Yên Tịch Kiếm Linh sau lưng hiện ra một phiến đen nhánh thất lạc thời không, cả người có từng tia quỷ dị không gian quy luật nổ tung, thân thể thoáng một cái, liền muốn nhảy thời không, tránh Diệp Thần công kích. Thiên yêu thần tìm, cản. Sa La, ngăn lại hắn. Diệp Thần sớm có chuẩn bị, vừa nhìn thấy Yên Tịch Kiếm Linh động tác, không chỉ vận dụng thiên yêu thần tìm, còn lập tức từ hoàng tuyền đồ bên trong gọi ra Sa La cây trà. To lớn thụ yêu, lập tức ở trong hư không hiện lên cắm rễ. Từng cái nhánh cây như cù long, kéo dài hướng chung quanh tầng tầng thời không, liên quan Yên Tịch Kiếm Linh thất lạc thời không, đều bị cổ xưa nhánh cây kéo dài đi vào. Muốn chạy, lưu lại đi. Sa La cây hừ một tiếng, vô cùng cành lá kéo dài dưới, chung quanh tất cả thời không quy luật, đều bị đánh loạn, Yên Tịch Kiếm Linh coi như muốn chạy, vậy không chạy thoát. Phốc xích, thời không bị đánh loạn dưới, Yên Tịch Kiếm Linh tại chỗ bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi. Phệ hồn thông thiên, cho ta chết. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, bàn tay chấn áp đi ra ngoài, hung hăng hướng Yên Tịch Kiếm Linh đánh. Một đạo tay cầm trường kiếm, ngọn lửa lượn quanh cự nhân hư ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở Yên Tịch Kiếm Linh trước người. Chẳng lẽ, ta ngày hôm nay phải chết ở chỗ này? Yên Tịch Kiếm Linh con người co rúm lại, ở Diệp Thần phệ hồn thông thiên cuộn sạch hạ, chỉ cảm thấy linh hồn biến dạng vậy đau đớn, rất nhanh sẽ bị Diệp Thần hoàn toàn chấn áp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ luân lạc tới cục diện này, Nhâm Phi Phàm cũng còn không có thấy, nhưng phải bỏ mạng ở Diệp Thần trên tay, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thật ra thì, đỉnh cấp tỷ thí, Diệp Thần tuyệt không phải là địch thủ của hắn. Nhưng, hiện tại Cửu Điên tự bạo, đã đem hắn nổ thành trọng thương, hắn phía dưới này đối với Diệp Thần,
nhưng là không thể ra sức, muốn lật thuyền trong mương. Kiếm linh đại nhân, chú ý. Xa xa Công Giã Phong, thấy một màn này, nhất thời bị sợ hết hồn, không nghĩ tới Yên Tịch Kiếm Linh sẽ chật vật như vậy. Yên Tịch Kiếm Linh sát phạt tuy hung hãn, nhưng dẫu sao chỉ tu kiếm đạo, thân xác khí lực đặc biệt yếu, khoảng cách gần gặp phải cửu điên tự bạo, lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Đây cũng là Yên Tịch Kiếm Linh nhược điểm, chỉ tu kiếm đạo, kiếm pháp cường hãn đến nghịch thiên, nhưng thân xác cường độ quá kém, lần này vừa lúc bị cửu điên đánh trúng, vô cùng chật vật. Công Giã Phong mới vừa dùng thẩm phán trận pháp, chặn lại cửu điên nổ, trận pháp tan biến, nhưng hắn cũng không có bị trùng kích quá lớn. Thái Thượng Thiên Sử nói, thẩm phán kiếm, hạ xuống. Mắt xem Yên Tịch Kiếm Linh nguy hiểm, Công Giã Phong vội vàng ra tay. Cực hạn thẩm phán đạo pháp, từ ở trên tay hắn bạo dũng ra, vô cùng thẩm phán hơi thở, diễn hóa thành một thanh kiếm, hướng Diệp Thần chém tới. Đây là nhất cực hạn thẩm phán kiếm, mang động trời thẩm phán khí thế. Diệp Thần trong mắt hơi co lại, nhìn thanh kiếm này, nhớ lại ban đầu ở Thánh Thiên Phủ thời điểm, cùng Thiên Tàm Nương Nương tranh đấu lúc hình ảnh. Công Giã Phong thẩm phán đạo pháp, có thể so với Thiên Tàm Nương Nương cao minh nhiều, cái này cầm thẩm phán kiếm, khí thế cũng là đáng sợ được hơn. Diệp Thần bị kiếm khí bao phủ, nhất thời cảm thấy mình cả đời nhân quả, công đức sai lầm, các loại giết hại, đều phải bị trong chỗ U Minh Đại Lộ thẩm phán. Tinh thần bị rung chuyển, lại có một loại tù nhân ảo giác. Hoàng Tuyền Đồ, ngự. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vội vàng rút người ra lui về phía sau, đồng thời, mở ra Hoàng Tuyền Đồ, hình thành một tầng bình phong che chở, ngăn cản ở trước người. Xuy xuy xuy. Từng luồng thẩm phán hơi thở, cùng Hoàng Tuyền Đồ va chạm, từng cơn quỷ dị khói xanh, chính là bốc hơi lên lên. Diệp Thần thân xác vô cùng cường hãn, cái này thẩm phán kiếm. Đơn thuần là kiếm khí, không tổn thương được hắn, đáng sợ liền có thể sợ ở xét xử thiên uy. Phàm là người, đều có sát nghiệm ma chướng, cả đời làm việc, vậy sẽ dính vô số nhân quả công qua. Những thứ này nhân quả, liền sẽ diễn biến thành tội nghiệt, có bị xét xử nguy hiểm. Một khi thật gặp phải thẩm phán, Diệp Thần trên mình sẽ nổ lên luyện ngục ngọn lửa, giống như hắn ở Nho Thần Cốc Địa Cung, thấy vậy mấy trăm cái võ giả thi thể như vậy. Cuối cùng sống sờ sờ bị xét xử lửa cháy mạnh giết chết. Thật may, Công Giã Phong vội vàng dưới, thẩm phán kiếm uy lực có hạn, Diệp Thần lại có Hoàng Tuyền Đồ chống đỡ, cuối cùng không có bị thương. Nhưng mà, Công Giã Phong thừa dịp này cơ hội, đã kéo Yên Tịch Kiếm Linh, thoát đi ra ngoài. Hụ, tiểu tử, lại có thể hại được ta như vậy chật vật. Yên Tịch Kiếm Linh một hơi thiếu chút nữa thở không được tới, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy oán hận. Đáng tiếc, Diệp Thần trong lòng có vẻ thương tiếc, một lần giết không chết Yên Tịch Kiếm Linh, sau này rất khó lại có cơ hội. Hắn và Yên Tịch Kiếm Linh cảnh giới chênh lệch, cuối cùng vẫn là quá lớn. Yên Tịch Kiếm Linh hít sâu một hơi, ý chí câu thông thái thượng thế giới, cuồn cuộn thái thượng linh khí, hạ xuống ở trên người hắn. Hắn thương thế, nhanh chóng khôi phục, trong mắt dần dần khôi phục linh khí. Công Giã tiên sinh, thay ta giết hắn. Yên Tịch Kiếm Linh chỉ Diệp Thần, vô cùng phẫn hận nói. Kiếm Linh đại nhân, nhưng mà... Công Giã Phong nhưng là có chút do dự, hiện tại cửu điên đã tự bạo, hắn muốn hấp thu hủy diệt năng lượng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần trên mình. Nếu như giết chết Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, vậy sẽ đi theo biến mất, vậy cũng quá lãng phí, phí của trời. Yên Tịch Kiếm Linh lạnh lùng nói, thằng nhóc này là luân hồi chi chủ, người thẩm phán không được hắn. Trực tiếp giết. Địa tâm diệt châu ở trên người hắn, giết hắn, địa tâm diệt châu chính là của ngươi. Yên Tịch Kiếm Linh hiện tại chỉ muốn giết người, Diệp Thần thiếu chút nữa hại hắn chết, lòng hắn bên trong vô cùng tức giận cùng nghĩ mà sợ, phải lập tức giết chết Diệp Thần, mới có thể giải quyết mối hận trong lòng. Địa tâm diệt châu. Nghe được địa tâm diệt châu bốn chữ, Công Giã Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhìn xem Diệp Thần Hoàng Tuyền Đồ, hắn cũng là cảm giác được. Hoàng Tuyền Đồ bên trong có địa tâm diệt châu nhân quả. Vậy địa tâm diệt châu, nhất định đang ở Hoàng Tuyền thế giới bên trong. Địa tâm diệt châu hủy diệt năng lượng, có thể so với phổ thông hủy diệt đạo ấn võ giả, dày đặc nhiều, Công Giã Phong vậy luôn muốn chiếm đoạt. Chỉ là, thời đại thượng cổ, địa tâm diệt châu sản sinh ra khí linh, đạt được Thái Thượng Thiên Nữ che chở, hắn không tốt ra tay, hiện tại năm tháng bể dâu, Thiên Nữ che chở đã biến mất. Chính là hắn động thủ lớn thời cơ tốt.
Được, luân hồi chi chủ, người ngày hôm nay hẳn phải chết. Địa tâm diệt châu quay về ta. Công Giã Phong già nua trong tròng mắt, nhất thời hiện ra sát khí. Hắn cũng rất rõ ràng, Diệp Thần thân cái luân hồi huyết mạch, muốn thẩm phán giết chết hắn, chân thực không phải chuyện dễ dàng, so tước đoạt cửu điên đạo ấn, còn phải gian nan 10 lần. Cho nên, trực tiếp động thủ giết người, cướp đoạt địa tâm diệt châu, ngược lại là biện pháp nhanh chóng hơn biện pháp. Thần Diệt Thiên Chiếu Công, mở. Công Giã Phong một tiếng hét điên cuồng, cả người áo bào xám nổ tung, tóc tung bay, từng tia cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt, từ trong cơ thể hắn bạo dũng ra. Hu hu hu, hu hu hu, hu hu hu. Ở giữa thiên địa, khí lưu nổ ầm, linh lực nổ tung. Vô cùng khí tức hủy diệt ngưng tụ, ở Công Giã Phong sau lưng, ngưng hóa ra một vòng mặt trời. Cái này luân mặt trời, nhưng là màu sắc đen nhánh, hoàn toàn là do hủy diệt năng lượng ngưng tụ mà thành, một nổi lên, liền bay lên không, treo ở không trung, tản mát ra vô cùng kinh khủng thần uy. Đây là, Thần Diệt Thiên Chiếu Công. Diệp Thần nhìn chằm chằm viên kia đen nhánh mặt trời, nội tâm nhất thời một hồi sợ hãi. Thần Diệt Thiên Chiếu Công, sau khi luyện thành, có thể diễn hóa hắc nhật thiên chiếu, ánh mặt trời chiếu rọi một tí, có thể tan biến vạn giới, lật đổ vũ trụ, vô cùng cường hãn. Ha ha ha, thằng nhóc, có thể chết ở ta Thần Diệt Thiên Chiếu Công hạ, người vậy coi là chết được kỳ sở. Công Giã Phong cười lạnh, hắn khổ tu mấy chục ngàn năm, cái này Thần Diệt Thiên Chiếu Công, mặc dù không có đại viên mãn, nhưng vậy có chút chút thành tựu, có thể thả ra ngoài giết người. Cái này một tí, hắn ngưng tụ ra thiên chiếu hắc nhật, mặc dù khoảng cách chiếu phá hết thảy bước, còn vô cùng xa xôi, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng, đủ để tiêu diệt thái chân cảnh cường giả. Phải đối phó Diệp Thần một cái thủy nguyên cảnh, tự nhiên không phải việc khó. Hắc nhật thiên chiếu, cho ta trấn áp. Công Giã Phong một tiếng gầm thét, già nua bàn tay vung lên, như bánh xe đen nhánh mặt trời, chính là ùng ùng vang dội, lăng không hạ xuống xuống, hướng Diệp Thần trấn áp đi. Diệp Thần con người co giúp một cái, nhất thời cảm thấy vô cùng hủy diệt năng lượng, quay đầu trấn áp xuống tới. Cái này luôn đen nhánh mặt trời, ẩn chứa khí tức hủy diệt. So với cửu điên khi còn sống, còn lợi hại hơn, một khi bị công kích được, Diệp Thần thân thể, sợ rằng phải ngay tức thì băng diệt, liền cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Tôn chủ, không tốt, chạy mau. Sa La Cây thấy vậy, cũng là cả kinh thất sắc, kinh khủng như vậy hủy diệt mặt trời, coi như kéo nhập hoàng tuyền đồ bên trong đi, cũng có thể phá hủy toàn bộ hoàng tuyền thế giới, đơn giản là khó mà ngăn cản. Diệp Thần sắc mặt rất là khó khăn xem, Thần Diệt Thiên Chiếu Công. Không hổ là trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, uy lực thật đáng sợ, cái này là chút thành tựu trạng thái, đều như vậy khủng bố, nếu quả thật đến đại viên mãn bước, há không phải thật muốn tan biến vạn giới. Hai cái thất phu, chỉ sẽ khi dễ tiểu bối. Thi hoàng lôi ấn, phá cho ta. Mắt xem Diệp Thần thì phải gặp phải hắc nhật thiên chiếu chấn áp, nhưng ngay vào lúc này, một đạo vô cùng vang dội thanh âm, từ phương xa chân trời vang lên. Nhâm tiền bối. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn về chân trời. Chỉ gặp một đạo tự nhiên phiêu giật, vô cùng thân ảnh khôi ngô, từ phương xa chân trời bạo cướp tới, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm hai tay kết ấn, giấu tay bên trong, có mãi mãi sấm sét ánh sáng, ngút trời tách thả ra, tầng tầng sấm sét hơi thở, diễn hóa ra đế hoàng đồ đằng, mãn không chiếm cứ, như muốn uy lâm phàm trần. Nhâm Phi Phàm, là ngươi. Yên Tịch Kiếm Linh thấy Nhâm Phi Phàm tới, chỉ kinh sắc mặt bị sợ thảm bại, cả người run rẩy. Mặc dù, hắn có dự liệu, Nhâm Phi Phàm sẽ đến. Nhưng, hắn bây giờ bị nổ bị thương, còn không hết bệnh, căn bản không phải Nhâm Phi Phàm địch thủ. Giờ phút này thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, hắn chỉ cảm thấy nguy nga uy viễn, cao cao tại thượng, hoàn toàn là không thể chiến thắng. Ngươi chính là Nhâm Phi Phàm. Công Giã Phong cũng là con ngươi co giúp lại. Rung động đến trình độ cao nhất. Hắn thi triển cửu thiên thần thuật, Thần Diệt Thiên Chiếu Công, khí tức hủy diệt che khuất bầu trời, cực kỳ cường hãn. Nhưng, Nhâm Phi Phàm trong tay, cũng có cửu thiên thần thuật diễn hóa. Đó là Hy Hoàng Lôi Ấn, và Công Giã Phong gà mờ không cùng, Nhâm Phi Phàm cửa này cửu thiên thần thuật, đã tu luyện viên mãn, một thả ra ngoài, đầy trời lôi quang cuồn cuộn, màu vàng điện mang nổ tung, uy thế khí tượng dâng trào tới cực điểm. Oanh! Nhâm Phi Phàm một trường bạo đánh tiếp, lôi ấn chấn rơi, như trời long đất lở.
Vậy một vòng màu đen mặt trời, gặp phải hắn hy hoàng lôi ấn đánh, tại chỗ nổ tung băng diệt. To lớn màu đen mặt trời, nổ tung nổ thành từng luồng khí lưu, bốn phía tán loạn, trong phút chốc liền biến mất thể ở trong gió, không có lưu lại nữa chút nào dấu vết. Đầy trời khắp nơi, chỉ có Nhâm Phi Phàm sấm sét kim quang. Huy hoàng hy hoàng lôi quang, ánh chiếu đúng phiến hư không, vũ trụ là rung động, nhật nguyệt làm thất sắc. Phốc xích, thần công bị phá, công giã phong một ngụm máu tươi, xen lẫn bể tan tành nội tạng, phun phun ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Hồng Thiên Kinh hai cái tay sai, ngày hôm nay ta liền trước hết giết các ngươi. Nhâm Phi Phàm ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn công giã phong và Yên Tịch Kiếm Linh. Hai người cảm nhận được Nhâm Phi Phàm ánh mắt bén nhọn, đều là tâm đảm câu liệt, cả người run rẩy. Hừ, Nhâm Phi Phàm không chút do dự nào, một kiếm không có chút nào xinh đẹp vung chém ra, hướng Yên Tịch Kiếm Linh và công giã phong lướt đi. Cấn nhạc hóa khí, chấn thiên hoàng thành kiếm, ngự. Sống chết trước mắt, công giã phong vội vàng khởi động đại hàn cấn nhạc phong pháp bảo nội hạch, từng luồng mậu thổ tinh khí bạo dũng ra, lại có thể hóa thành chín chuôi cự kiếm, suy suy xoay tròn thành một vòng, tựa như biến thành một cái kiếm thủ vậy. Cái này lại là Diệp Thần thi triển chấn thiên hoàng thành kiếm. Phịch, Nhâm Phi Phàm một kiếm, chém ở kiếm thủ trên, lại bị vậy từng chuôi mậu thổ cự kiếm ngăn trở. Ồ, thấy vậy, Nhâm Phi Phàm khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới công giã phong còn có bảo toàn tánh mạng hậu thủ. Đi mau. Công giã phong bỏ lại pháp bảo nội hạch, chấn thiên hoàng thành kiếm bùng nổ đến mức tận cùng, sau đó kéo Yên Tịch Kiếm Linh, chật vật chạy trốn xa đi. Nhâm Phi Phàm, người cho ta chờ, lần kế, ta nhất định tuyết tẩy sỉ nhục hôm nay. Yên Tịch Kiếm Linh thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, không cam lòng gầm thét, sau đó mang công giã phong, một cái thời không nhảy, nhanh chóng rời đi. Lúc này hắn thương thế, đã khôi phục rất nhiều, lại vận dụng thời không nhún nhảy thủ đoạn, xa la cây liền không ngăn được, vô số cành đều bị vặn gãy. Ngay chớp mắt, Yên Tịch Kiếm Linh và công giã phong, liền hoàn toàn trốn thoát. Chấn thiên hoàng thành kiếm, không nghĩ tới tên này vậy sẽ. Diệp Thần nhìn trước mắt trôi lơ lửng mậu thổ cự kiếm, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hết thảy các thứ này tựa như vừa bất ngờ lại đang tình lý bên trong. Diệp Thần dùng mậu thổ nguyên phù, có thể khởi động chấn thiên hoàng thành kiếm thần thông, chỉ là không nghĩ tới, công giã phong dùng đại hàn cấn nhạc phong, cũng có thể khởi động. Vậy đại hàn cấn nhạc phong, là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, có đậm đà mậu thổ linh khí, ở cửu điên tự bạo bên trong, bị nổ banh pháp bảo bản thể, chỉ còn lại một viên nội hạch. Hiện tại dựa vào viên này nội hạch, công giã phong thành công ngăn trở Nhâm Phi Phàm nhất kích, cuối cùng là Yên Tịch Kiếm Linh tranh thủ được cơ hội. Thuận lợi chạy trốn. Nguyên là tương thông, rất nhiều thần thông đều là lẫn nhau thông suốt, viên này pháp bảo nội hạch, người cầm đi, đối với người tu luyện hữu ích. Nhâm Phi Phàm thấy Yên Tịch Kiếm Linh và công giã phong chạy mất, sắc mặt cũng không có quá lớn chập chờn, cầm lấy đại hàn cấn nhạc phong nội hạch, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy viên này nội hạch, nhất thời cảm nhận được mãnh liệt mậu thổ tinh khí, viên này nội hạch, nếu như dung nhập vào mậu thổ nguyên phù bên trong, cũng có thể tăng lên nguyên phù phẩm chất. Nhâm tiền bối, có thể bọn họ chạy. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không cao hứng nổi, cửu điên tự bạo chết thảm, hung thủ nhưng chạy khỏi, không thể trả thù, lòng hắn bên trong rất là áy náy. Dẫu sao là thượng vị giả, khí vận thâm hậu, không chết dễ dàng như vậy. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, giọng hơi có vẻ ngưng trọng. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, quả nhiên, xem Yên Tịch Kiếm Linh, công giã phong loại người này, đều là thượng vị giả, khí vận vô cùng thâm hậu, muốn giết chết bọn họ, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Lần này thả hổ về rừng, sau này bọn họ kéo nhau trở lại, sợ rằng không ổn.